Đây chính là Lục Lâm Thiên luyện chế khôi lỗi tọa giá, hắn tạo hình đường cong, bất luận cái gì một chỗ độ dày trình độ, cũng là có thể lại để cho tốc độ có thể đạt tới nhanh nhất. Hoàng chủ sự cùng An Thi Giao hai người mắt thấy cái này khôi lỗi tọa giá, đều là ánh mắt rung động nghi hoặc, cái này khôi lỗi tọa giá tạo hình quái dị, tức thì có động lòng người độ cong, lộ ra một loại giã tính ních bướng bỉnh cùng cuồng giã, đều có một cổ khí thế lan tràn, lại để cho con người làm ra chi tâm động. An Thi Giao tiến lên, cẩn thận đánh giá cái này khôi lỗi tọa giá, lập tức quay người ngẩng đầu, nhìn qua Lục Lâm Thiên, đôi mắt dễ thương ánh mắt chớp động, nói nhỏ, Lục tiên sinh, đây là vật gì? Có hay không thích cực kỳ yên tĩnh địa phương, không có bất kỳ người quấy rầy đấy, ta muốn An tiểu thư cùng Hoàng chủ sự tự mình thử qua về sau, mới có thể biết rõ đây là vật gì. Lục Lâm Thiên dò hỏi. Có, ta Thải Vân Thương Hành có một chỗ phong bế một mình không gian, trong lúc này diện tích không nhỏ, bình thường tựu là dùng để kiểm nghiệm chiến hạm cùng khôi lỗi tỏa giá, khôi lỗi các loại, đợi vật uy lực, ta Thải Vân Thương Hành chứa đựng, cũng đặt ở bên trong. An Thi Giao do dự một chút về sau, đoán đối với Lục Lâm Thiên nói ra, không gian kia bên trong, nhưng không là người bình thường có thể biết đến. Không có bao lâu, một mảnh lộ ra có chút hoang vu trong không gian, Lục Lâm Thiên, An Thi Giao, Hoàng chủ sự ba người thân ảnh rơi xuống. Lục Lâm Thiên nhìn qua cái này không gian, thật đúng là diện tích không nhỏ, dãy núi không ngớt, bất quá lộ ra rất là hoang vu, không có bao nhiêu sinh cơ, không khí trầm lặng. Lục Lâm Thiên lần nữa móc ra hai khung khôi lỗi tọa giá. Ý bảo An Thi Giao cùng Hoàng chủ sự tự mình thử một lần, hai người ánh mắt chớp động lên nghi hoặc cùng ánh mắt mong chờ, lập tức là được theo Lục Lâm Thiên tiến nhập cái kia hơn 100 mét đại đích khôi lỗi tỏa giá bên trong. Vèo! Cái này máy bay chiến đấu bình thường khôi lỗi tỏa giá lập tức đạp không mà lên, lập tức hóa thành lưu quang xẹt qua trời cao, một cấp khôi lỗi tỏa giá tốc độ, đủ để là cùng cấp 2 khôi lỗi tỏa giá so sánh với, hắn tiêu hao thế giới tinh thạch còn muốn nhỏ, mà ở lực phòng ngự lên. Có đại thiên linh lục với tư cách trèo chống, cái này một cấp khôi lỗi tỏa giá lực phòng ngự, cũng đủ để là cùng người khác cấp 2 khôi lỗi tỏa giá so sánh với. Mà lập tức Lục Lâm Thiên lại để cho hai người lần nữa cưỡi này thân thể nhỏ hơn đích khôi lỗi tỏa giá, đó là Lục Lâm Thiên cái này 15 năm trong thời gian, mất ăn mất ngủ luyện chế đi ra cấp 2 khôi lỗi tỏa giá. Cái này cấp 2 khôi lỗi tỏa giá tốc độ, tức thì đủ để cùng bên ngoài tam cấp khôi lỗi tỏa giá tốc độ so sánh với. Hắn tiêu hao thế giới tinh thạch cũng là còn muốn nhỏ rất nhiều, lực phòng ngự cũng càng cường. Đem làm An Thi Giao cùng Hoàng chủ sự hai người thí nghiệm hoàn tất, nhìn qua trước người hai khung tạo hình quái dị, tức thì có hồn nhiên tự nhiên động lòng người đường cong, lộ ra giã tính bướng bỉnh cùng cuồng giã đích khôi lỗi tỏa giá, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc không hiểu. Nhìn qua An Thi Giao cùng Hoàng chủ sự hai người, Lục Lâm Thiên nói nhỏ, hai vị, không biết cái này hai khung khôi lỗi tỏa giá. Thải Vân Thương Hành khả thu mua. Hoàng chủ sự không có cái gì do dự, thân là thị hoang thế giới đây này mà Thải Vân Thương Hành chủ sự, hắn tự nhiên có hơn người khôn khéo ý nghĩ, dẫn đầu nói, đương nhiên thu mua, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. An Thi Giao đôi mắt dễ thương nhúc nhích, nói nhỏ, đây đều là Lục tiên sinh luyện chế sao. Lục Lâm Thiên không có trực tiếp trả lời, mỉm cười nói, ai vậy luyện chế cũng không trọng yếu. Tóm lại chỉ cần Thải Vân Thương Hành cảm thấy hứng thú là được, nếu An tiểu thư không có hứng thú, ta tự đi khác thương hội hỏi một chút đi. An Thi Giao nói, như thế khôi lỗi tọa giá, cùng bình thường khôi lỗi tọa giá hoàn toàn không giống với, tại tốc độ bên trên có ưu thế thật lớn, cũng là mới lạ, tin tưởng vừa xuất hiện, sẽ khiến cho cực lớn oanh động, nếu ngươi đủ đến thị hoang thế giới bên ngoài trong thế giới bán ra, hiệu quả nhất định rất tốt. Lục Lâm Thiên nói, chỉ cần Thải Vân Thương Hành cảm thấy hứng thú, hết thảy cũng có thể giao cho Thải Vân Thương Hành an bài. An Thi Giao dương mắt lên nhìn, nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói, không biết Lục tiên sinh cái này hai khung khôi lỗi tọa giá, ý định muốn một cái gì giá cả. Lục Lâm Thiên nói, cái này khôi lỗi tọa giá ta không bán Thải Vân Thương Hành. Lục tiên sinh, người vừa mới không phải. Nghe vậy, Hoàng chủ sự cùng An Thi Giao lập tức sắc mặt biến hóa. Lục Lâm Thiên cười cười, lập tức nghiêm mặt nói, hai vị hãy nghe ta nói, cái này khôi lỗi tọa giá ta không bán Thải Vân Thương Hành, bất quá tức thì có thể cùng Thải Vân Thương Hành hợp tác, hết thảy do Thải Vân Thương Hành an bài, đến lúc đó chỗ bán đi giá cả, ta 8 phần, Thải Vân Thương Hành 2 thành. An Thi Giao do dự một chút, nói, Lục tiên sinh, cái này đối với chúng ta Thải Vân Thương Hành tựa hồ là có chút không công bình,
nếu là ta thải vân thương hành lúc này đây cho đem ngươi cái này khôi lỗi tỏa giá bán đi giá tốt, ở trong đó nhất định phải vận dụng không ít quan hệ cùng tâm huyết, còn có ta thải vân thương hành trong mấy năm qua tích lũy danh dự cùng năng lượng, hai thành giá cả, cũng không cao, chúng ta thải vân thương hành nếu thu mua từ bên ngoài đến chi vật, lợi nhuận ít hơn so với bốn thành. Là tuyệt đối không làm, người cái này có thể nhưng hãy để cho ta khó xử a hát. Lục Lâm Thiên cười cười, đối với thương hội giá thị trường, Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ gì, chủ yếu là đối với mình luyện chế khôi lỗi tọa giá, Lục Lâm Thiên có tin tưởng, nói, nếu An tiểu thư khó xử, chúng ta vẫn là bằng hữu, cái này khôi lỗi tọa giá ta có thể sẽ tìm người mua. An Thi Giao giữa lông mày mờ mờ ảo ảo có một cổ thanh khí, hai mắt vẫn còn giống như một hoàng nước trong, dịu dàng cười cười, vội vàng nói, Lục tiên sinh thế nhưng mà khó xử ta rồi, bất kể như thế nào, ngươi cho ta là bằng hữu, lại vì khó ta cũng phải giúp ngươi làm tốt, bất quá ta cái này cũng có cái tiểu điều kiện, kính xin Lục tiên sinh bất kể là xem tại thải vân thương hành trên mặt mũi, hay vẫn là xem tại cá nhân ta mặt mũi lên, đều phải đáp ứng mới tốt. Lục Lâm Thiên ánh mắt giấu giếm dấu vết, nói nhỏ, An tiểu thư mời nói. An Thi Giao nói, Lục tiên sinh đích khôi lỗi tọa giá cùng thải vân thương hành hợp tác, hết thảy do thải vân thương hành an bài, đến lúc đó chỗ bán đi giá cả, Lục tiên sinh 8 phần, ta thải vân thương hành 2 thành, bất quá Lục tiên sinh về sau trong tay khôi lỗi tọa giá, hoặc là khác chi vật, hy vọng Lục tiên sinh đều có thể lựa chọn thải vân thương hành hợp tác. Về sau trong tay của ta chi vật, đầu tiên sẽ cùng An tiểu thư hợp tác, về phần là ai, ta sẽ không nhiều quản, ta lựa chọn là cùng ngươi hợp tác, việc buôn bán, vẫn là cùng bằng hữu hợp tác tốt, nói chuyện dễ nói một ít. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Cảm ơn Lục tiên sinh. An Thi Giao gật đầu, Lục Lâm Thiên lời nói nàng tự nhiên là nghe minh bạch, về sau đối phương chỉ biết nhận thức nàng người này, cái này cũng không thể nghi ngờ là khẳng định cùng nàng hợp tác, cùng Thải Vân Thương Hành hợp tác, cùng hắn cùng nàng hợp tác, tuy nhiên thoạt nhìn đồng dạng, bất quá trong đó quan hệ tức thì lớn hơn. Lục Lâm Thiên trong nội tâm cũng có an bài, mình bây giờ muốn buôn bán khôi lỗi tọa giá các loại, đợi vật, nhưng không có tinh lực để làm, cũng không có tuyệt đúng thực lực để làm, cho nên lúc này thời điểm cùng Thải Vân Thương Hành hợp tác, cái này hoàn toàn tự là lựa chọn tốt nhất. Thải Vân Thương Hành không chỉ có là tại thị hoang thế giới bên trong, ở bên ngoài thế giới bên trong còn có phần đông phân nhánh, còn treo móc Vạn Thiên Liên Minh nhãn hiệu, tăng thêm kinh nghiệm cùng quan hệ, Lục Lâm Thiên tự biết, so về chính mình để làm, Thải Vân Thương Hành thế nhưng mà cao hơn nhiều. Lục Lâm Thiên trong tay, lập tức lần nữa móc ra một cái chữ vật chiếc nhẫn giao cho An Thi Giao, nói, An tiểu thư, trong đây còn có 9 khung 1 cấp khôi lỗi tọa giá. 4 khung cấp 2 khôi lỗi tọa giá, cùng một chỗ giao cho ngươi rồi. An Thi Giao tiếp nhận chữ vật giới chỉ về sau, tâm thần nhìn trộm phía dưới, lập tức kinh ngạc, lập tức vui vẻ nói, nhiều như vậy. Tổng cộng 10 khung 1 cấp khôi lỗi tọa giá, cùng 5 khung cấp 2 khôi lỗi tọa giá, đây đều là thiên trụ giới bên trong 15 năm thời gian bên trong Lục Lâm Thiên thành tích, bởi vì thể tích nhỏ quan hệ, còn có thể tiết kiệm không ít chân quý tài liệu. Đương nhiên, 15 năm thời gian, Lục Lâm Thiên thành tích cũng còn không chỉ là như thế, mỉm cười nói, đã cùng An tiểu thư hợp tác rồi, mặt khác còn có một vật, cũng giao cho Thải Vân Thương Hành vận tác a. Thoại âm rơi xuống, Lục Lâm Thiên phất tay trước người, xuất hiện lần nữa một khung quái vật khổng lồ, đây là một chiếc chiến hạm khổng lồ, thân thể hơn 1.000 mét, khổng lồ thuyền hình, hắn chiến hạm lúc trước, tức thì giữ tợn mãnh hổ đầu lâu, toàn thân bí vân quanh quẩn, một cổ hung mãnh khí tức tự dưng phóng thích, lại để cho người nhìn xem. Đều là cảm giác được một cổ nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Đây là chiến hạm, An Thi Giao cùng Hoàng chủ sự lập tức ánh mắt nhìn chăm chú mà đi, cái này khổng lồ chiến hạm trước mặt, đều có được một loại trong lúc mơ hồ được áp chế cảm giác. Thử xem chiến hạm này a, Lục Lâm Thiên ý bảo xuống, ba người nhảy lên chiến hạm. Giống, Lục Lâm Thiên phất tay mà động, chiến hạm hai bên, một đôi khổng lồ hai cánh vỗ cánh mà lên. Chiến hạm trước khi giữ tợn cự đầu hổ sọ đột nhiên như là sống giống như, giữ tợn gào thét, tựa như vật còn sống, lại để cho người rung động không hiểu. Xíu, yêu yêu, cự hổ giữ tợn trong miệng, lập tức một đạo năng lượng quang đoàn như là thiên thạch huyền trùng thiên mà ra, tựa như sóng xung kích giống như, hung hăng tại phía trước trên không trung nổ tung đến. Ầm ầm, to như vậy không gian ầm ầm nghiền nát, không gian hiển lộ lỗ đen. Một cổ cuồng bạo kình khí năng lượng hiện lên vòng tròn hình tán loạn tại chu không trong trời đất, toàn bộ giữa không trung cũng là tạo thành kinh thiên âm bạo thanh âm,
phía dưới bên trong đại phiến ngọn núi mang tất cả trong đó. Long trời lở đất, đại phiến ngọn núi trực tiếp được san thành bình địa, đá vụn đánh tán, kéo dài chung quanh mấy trăm dặm, hủy diệt huyền khí tức tràn ngập cái này một phương thiên địa. Trên chiến hạm, An Thi Giao cùng Hoàng chủ sự ánh mắt không khỏi là kinh hãi, cái này khủng bố oanh kích quả thực là đã đến đáng sợ tình trạng, đủ để là đem ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả oanh kích thành mảnh vỡ đi à nha. Lục Lâm Thiên khóe miệng lộ ra thỏa mãn vui vẻ, chiến hạm này uy lực, so về Lục Lâm Thiên trong tưởng tượng đến chả mạnh hơn một ít, đương nhiên, đây cũng là một cấp chiến hạm mà thôi, nhưng là uy lực của nó tức thì so về, oanh thiên, chiến hạm còn cường hãn hơn nhiều lắm, phải biết rằng một cấp chiến hạm ở bên trong, oanh thiên, chiến hạm cũng đã xem như đỉnh phong tồn tại. Chiến hạm này, cũng là không là Lục Lâm Thiên nghiên cứu chế tạo đấy, mà là dựa theo Đại Thiên Linh Lục bên trên chỗ luyện chế. Gọi là phi hổ chiến hạm, chính là Đại Thiên Linh Lục bên trên ghi lại một cấp chiến hạm một trong. Được chứng kiến cái này phi hổ chiến hạm uy lực, Lục Lâm Thiên mới hiểu rõ, vì sao Kỳ lão lúc trước nói oanh thiên chiến hạm là phế vật rồi, oanh thiên chiến hạm đồng dạng là một cấp chiến hạm bên trong đỉnh phong tồn tại, nhưng là lúc này cùng phi hổ chiến hạm so sánh với lời mà nói, cái kia khác biệt tựu lớn hơn, phi hổ chiến hạm cái này uy lực, nhưng là ngay cả ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả cũng có thể trực tiếp đánh chết. Cái này phi hổ chiến hạm, cũng là thiên trụ giới bên trong 15 năm thời gian Lục Lâm Thiên thành tích, mà ở thiên trụ giới tầng thứ 6 15 năm thời gian bên trong, Lục Lâm Thiên tự nhiên cũng không phải quá thuận lợi, cũng thất bại đếm rõ số lượng lần, lãng phí chan quý tài liệu cũng không ít, thất bại đích số lần, đều đủ để cho Lục Lâm Thiên thiếu chút nữa hỏng mất. Theo luyện chế càng ngày càng quen thuộc, lúc này mới có thể đủ dần dần thành công, đổi lại là bình thường linh hồn áo nghĩa tu luyện giả. Cũng căn bản không cách nào thất bại bao nhiêu lần, chân quý tài liệu luyện khí, nhưng là không chịu nổi bao nhiêu hao tổn đấy. Lục Lâm Thiên nhìn qua vẫn còn kinh ngạc An Thi Giao cùng Hoàng chủ sự hai người, nói nhỏ, đây là một cấp chiến hạm, nhưng là uy lực tức thì so về đồng cấp chiến hạm cao hơn nhiều, thậm chí tốc độ đều nhanh không ít, đủ để có thể so với cấp 2 chiến hạm. Lục Lâm Thiên thoại âm rơi xuống, nhưng trong lòng thì có chút đau lòng, tự vừa mới thí nghiệm cái kia một lần oanh kích. Tự lãng phí 500 vạn thế giới tinh thạch AH, Lục Lâm Thiên không đau lòng mới là lạ. Chiến hạm này nhất định có thị trường, không biết Lục tiên sinh trên người có bao nhiêu. An Thi Giao ngẩng đầu, hưng phấn nhìn qua Lục Lâm Thiên hỏi. Lục Lâm Thiên lần nữa móc ra một cái chữ vật chiếc nhẫn, nói, toàn bộ cho ngươi rồi, cái này phi hổ chiến hạm còn có 2 khung, tổng cộng 3 khung, cũng đều giao cho An Tiểu Thư rồi. Lần trước hơn 10 ức tài liệu, Lục Lâm Thiên lãng phí tài liệu. Tự ít nhất một nửa, lúc này luyện chế đi ra, thật đúng là cũng chỉ có nhiều như vậy, 10 khung một cấp khôi lỗi tọa giá, 5 khung cấp 2 khôi lỗi tọa giá, 3 chiếc một cấp chiến hạm, cái này là thiên trụ giới bên trong 15 năm, Lục Lâm Thiên tất cả thành tích. Hơn 10 ức tài liệu, Lục Lâm Thiên còn lại cũng không nhiều lắm rồi, mà luyện chế chi vật, Lục Lâm Thiên không có bao nhiêu bí ẩn, cũng đều đem ra, thì ra là Lục Lâm Thiên mà thôi, người bình thường 15 năm thời gian. Làm sao có thể đủ luyện chế nhiều như vậy? Huống chi Lục Lâm Thiên đối với luyện chế những, này khôi lỗi tọa giá, chiến hạm, còn thuần túy tựu là người học nghề. An Thi Giao thu hồi chữ vật giới chỉ về sau, nói, Lục tiên sinh, bởi vì hợp tác quan hệ, cái này khôi lỗi tọa giá cùng phi hổ chiến hạm nhất sau giá trị ta cũng còn không biết, cho nên tựu không cách nào trước cho ngươi thế giới tinh thạch rồi. Không có một quan hệ, Lục Lâm Thiên không có không yên tâm. Thải Vân Thương Hành có Vạn Thiên Liên Minh nhãn hiệu, cái này là bảo đảm, trong tay lấy ra một cái ngọc giản, nói ta còn cần mua sắm một ít tài liệu. Nhiều như vậy, An Thi Giao tiếp nhận chữ vật giới chỉ, lập tức sắc mặt phải biến đổi, cái này trong chữ vật giới chỉ đồ vật cũng không ít, hay vẫn là không ít tài liệu luyện khí, so về lần trước mua sắm tài liệu luyện khí còn nhiều hơn bên trên không ít, nói Lục tiên sinh, nhiều như vậy tài liệu luyện khí, ta cần đi ra bên ngoài cho ngươi đưa tới. Xem ra ngươi lại cần chờ lâu 10 ngày. Lục Lâm Thiên nói, cái kia đến lúc đó cho ta đưa qua a, ta hãy đi về trước rồi. Thời gian dài như vậy, phi linh môn sự tình, Lục Lâm Thiên hiện tại còn không bỏ xuống được. An Thi Giao nói, cái kia đến lúc đó không biết đưa đến làm gì có, ta cũng không biết Lục tiên sinh địa chỉ. Lục Lâm Thiên cười cười, nói, huyết đô sơn mạch, huyết sát thâm uyên xuống, phi linh môn, sau khi tới, dĩ nhiên là đã biết. 2 ngày sau, Lục Lâm Thiên về tới huyết sát thâm uyên xuống, chính mình luyện chế khôi lỗi tọa giá, tốc độ thế nhưng mà mau hơn không ít, Lục Lâm Thiên tự nhiên là muốn lưu lại một khung đấy.
Trưởng môn, người trở về thì tốt rồi, xảy ra chuyện rồi. Lục Lâm Thiên vừa mới trở lại Phi Linh Môn, Phạm Thống là được sắc mặt sốt ruột đã đến Lục Lâm Thiên trước mặt, nói Kim Cung Phụng được tổn thương. Cái gì? Lục Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trầm xuống, tỏa ra hỏi, phát sinh cái gì? Lập tức Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng đã đến nội đường, gặp được trọng thương đang tại chữa thương Kim Viên. Trưởng môn, là có chuyện như vậy. Tại Phạm Thống trong miệng, Lục Lâm Thiên lúc này mới biết được, nguyên lai hai ngày này Phi Linh Môn tại khống chế thị huyết giáo địa bàn thời điểm, ngay từ đầu còn có chút thuận lợi, nhưng là đến cuối cùng tức thì gặp được một điểm phiền toái, một khối không nhỏ đích trên địa bàn, bên cạnh có một cái Thiên Dương Môn Sơn Môn đâm một cước, trực tiếp đem hắn chiếm thành của mình. Thiên Dương Môn thực lực cùng thị huyết giáo ngược lại là không sai biệt lắm, thậm chí là còn yếu lực cường một ít, vốn là vẫn muốn chiếm đoạt thị huyết giáo, chỉ tiếc huyết trảo đặng nghị cùng Phạm Lễ cũng không phải tốt chiêu chọc, lúc này đây thừa dịp thị huyết giáo được diệt, tên đều chưa biết Phi Linh Môn tuy nhiên là quật khởi rồi, bất quá cùng thị huyết giáo một trận chiến, bao nhiêu là cũng lưỡng bại câu thương, Phi Linh Môn bên trong cũng không có quá mạnh mẽ cường giả. Bởi vậy, Thiên Dương Môn trưởng môn Bạch Kinh trải qua đường, rốt cuộc tìm được cơ hội, bắt đầu cắm lên một cước, lúc này đây Kim Viên cũng bị Thiên Dương Môn mấy cái cường giả vây công thành trọng thương. Nghe vậy, Lục Lâm Thiên ánh mắt trầm xuống, nói Thiên Dương Môn tổng cộng có bao nhiêu người, cái gì thực lực? Phạm Thống đã sớm điều tra tinh tường, nói Thiên Dương Môn trưởng môn Bạch Kinh trải qua đường, nghe nói thực lực đã một chân bước vào thông thiên cảnh cấp độ, so về Phạm Lễ còn mạnh hơn một tia, trong môn đích ngộ chân cảnh tu vi giả cũng không ít. So về thị huyết giáo còn nhiều, chỉnh thể thực lực so về thị huyết giáo còn mạnh hơn một ít. Lục Lâm Thiên đã ở cùng lúc kiểm tra Kim Viên trên người tổn thương thế rất nặng, sợ không phải trong thời gian ngắn có thể tổn thương càng đấy, ánh mắt dần dần âm trầm, trong mắt hàn ý ánh mắt hiện lên. Phạm Thống do dự một chút, nói trưởng môn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, bởi vì Thiên Dương Môn đối với chúng ta ra tay, phụ cận mấy cái thực lực không sai biệt nhiều sơn môn. Đều là có chút dục dịch ngóc đầu dậy, nghe nói đều có ý liên minh, muốn trước diệt ta Phi Linh Môn. Muốn diệt Phi Linh Môn, bọn họ đủ tư cách sao? Nghe vậy, Lục Lâm Thiên ánh mắt sát ý đầu bắn mà ra, nói Thiên Dương Môn phải vì thế sự tình trả giá thật nhiều, về phần hắn nó sơn môn, lại để cho bọn họ dục dịch, vừa vặn có thể có cơ hội cho ta đối phó. Lâm Thiên huynh đệ, người cũng phải cẩn thận một điểm, thực lực của bọn hắn cũng rất mạnh đấy. Kim Viên nhìn qua Lục Lâm Thiên, khôi ngô thân hình khuôn mặt tái nhợt, cười khổ nói, ta thương thế không nhẹ, nhưng tựu không cách nào đến giúp ngươi rồi. Lục Lâm Thiên vỗ Kim Viên bả vai, nói nhỏ, yên tâm đi, ta đều có đúng mực, ngươi hảo hảo dưỡng thương là được, cái kia Thiên Dương Môn ta để đối phó. Lập tức Lục Lâm Thiên lại để cho Phạm Thống đi ra ngoài chuẩn bị một sự tình về sau, đem Kim Viên cũng bỏ vào thiên trụ giới bên trong tầng thứ nhất chữa thương, mà lúc này cái kia vấn thân mạc. Vẫn còn khẩn trương luyện chế khôi lỗi ở bên trong, Lục Lâm Thiên cũng không có quấy rầy, nhanh chóng đã đi ra thiên trụ giới. Sắc trời hoàng hôn, Lục Lâm Thiên thân ảnh xuất hiện ở một cái ngọn núi lên, đứng chắp tay, nhìn trước không, trong đầu không thể không là suy tư về không ít sự tình, đã đến cái này bên ngoài về sau, Tiểu Long cùng Mẫu Đan cũng còn không có hạ lạc, cũng không biết ra thế nào rồi. Còn Linh Vũ Đại Lục bên trên nhà người, cũng không biết tình hình gần đây như thế nào. Được đến càng nhiều, trách nhiệm cũng càng lớn, hiện tại toàn bộ Linh Vũ Đại Lục đều tại trong tay của mình, mà mình cũng phải nhận hắn Linh Vũ Đại Lục trách nhiệm, không có đủ thực lực, một khi có một thiên linh võ đại lục bị người phát hiện, kết quả có thể nghĩ. Cho nên Lục Lâm Thiên biết rõ chính mình cần mau chóng tăng cường thực lực của mình, đồng thời chính mình bên người thế lực cũng muốn mau chóng tăng cường, một người năng lực có hạn, lúc này đây cái kia Thiên Dương Môn đến chọc vào một cước, không xử lý tốt lời mà nói. Tại thị hoang thế giới như vậy thì địa phương, đến lúc đó hậu quả cũng có thể nghĩ đến, huống chi còn có một liệt hỏa môn, đoán chừng không bao lâu nữa cũng sẽ có điều động tác. Lục Lâm Thiên cũng không thích giết chóc, nếu là có người đến trêu chọc, Lục Lâm Thiên trong nội tâm không để ý chút nào, giết chóc trong mình mới có thể rất nhanh tăng cường, bất đồng giết chóc ở bên trong, mới có thể mau chóng tôi luyện chính mình. Thời gian chậm rãi mà qua, đêm đó hà biến mất về sau, khắp trong không gian. Trong thiên địa tự biến thành màu xám bạc, trên bầu trời, trắng sữa đích khói bếp cùng màu xám đích sương chiều, nương theo lấy lãnh đạm sát khí giao hòa cùng một chỗ, cho sở hữu tất cả không ngớt kiến trúc cùng ngọn núi, đều bao phủ lên một tầng sương mù, như ẩn như hiện,
bồng bềnh đung đưa, trong lúc mơ hồ nương theo lấy gió đêm quét lá cây là, bá bá tiếng vang, là có vài phần kỳ diệu hào khí. Vèo, màn đêm bao phủ xuống, Lục Lâm Thiên lúc này mới đã đi ra ngọn núi. Sáng sớm hôm sau, Phạm Thống trong đại sảnh đã tìm được Lục Lâm Thiên, nói trưởng môn, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, một vạn đệ tử đêm qua cũng đã xuất phát, do bàn xấu hòa thượng dẫn đầu, đoán chừng cũng sắp muốn tới Thiên Dương môn địa bàn. Lục Lâm Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nói chúng ta cũng có thể xuất phát. Thiên Dương môn, cùng thị huyết giáo đồng dạng, đều là một cái tam lưu thế lực, bất quá Thiên Dương môn thực lực, không dậy nổi thị huyết giáo đến chả muốn trong lúc mơ hồ cường một ít. Thiên Dương môn ngộ chân cảnh tu vi giả tựu không ít, trưởng môn Bạch Kinh trải qua, đường đã là ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong, một chân bước vào thông thiên cảnh tu vi người, nghe nói là đỡ upsilon.ng phải thông thiên cảnh tu vi giả, cũng có thể chống lại hai chiêu đấy. Thiên Dương môn cùng thị huyết giáo giáp với, hắn chỗ giao giới, chính là một cái tên là Tần Lĩnh Thành Tiểu Thành, cái này Tần Lĩnh Thành tuy nhiên là Tiểu Thành, bất quá so về Linh Vũ Đại Lục lớn nhất Đại Thành ra, tức thì còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Tần Lĩnh Thành bên ngoài, buổi trưa thời gian, lúc này giữa hè tiết, lửa nóng mặt trời, sấy nướng, đại địa nóng quá, màu trắng sương mù đằng đằng lên không, nóng hôi hổi, trên đường hối hả đám người, tại đây nhiệt độ xuống, tuy nhiên tu luyện giả không bị ảnh hưởng, bất quá cũng không có bao nhiêu người nguyện ý mạo hiểm mặt trời nướng. Hô! Một đoạn thời khắc, yên tĩnh nóng bỏng Tần Lĩnh Thành bên ngoài, trong giây lát phong vân đột khởi, tựa như bão tố đến từ lúc trước tấu, ngay tại mọi người ngẩng đầu chú mục chính là thời điểm, Tần Lĩnh Thành bên ngoài, chằng chịt, đi đầu mấy khung khôi lỗi tỏa giá ngang trời mà đứng, phía sau vạn người lăng không mà đứng. Hơn vạn thân ảnh, hạo hạo đáng đáng đại quy mô thanh thế bức nhân, một cổ nguyên lực run run, hội tụ thành một cổ áp không kinh người khí thế, nương theo lấy một cổ sát khí, toàn bộ giữa không trung phong vân biến sắc. Đi đầu khôi lỗi tỏa giá trước khi, lúc này trọn vẹn là có thêm hơn 10 đạo thân ảnh, đều là ánh mắt sắc bén, toàn thân khí tức đều là đã đến phá giới cảnh tu vị cấp độ. Trước nhất ba người, một đạo áo bào xanh thân ảnh nam tử đứng chắp tay, phía sau một béo một gầy hai cái đầu chọc hòa thượng cung kính mà đứng. Những, này là người nào, hình như là đến Tần Lĩnh Thành đấy. Có sát khí, chẳng lẽ là tìm phiền toái không thành. Hình như là phi linh môn người, có mấy người ta đã thấy. Hai ngày trước còn qua, cuối cùng được Thiên Dương môn người đánh cho bỏ chạy. Phi linh môn người đây là tới báo thù nữa à? Trên không bên trong rồi đột nhiên phong vân biến sắc, mây đen mang tất cả, cái kia từng đạo ác lệ khí tức mang tất cả lại để cho tất cả mọi người kinh hãi. Người nào dám đến ta Thiên Dương môn làm càn? Tần Lĩnh nội thành, theo đi đầu một đạo thân ảnh nhảy ra về sau, phía sau phần đông thân ảnh như thiểm điện phóng lên trời. Siêu siêu! Từng đạo thân ảnh theo Tần Lĩnh nội thành nhảy ra, bay lên không mà đứng, trọn vẹn mấy ngàn người, trước mắt một người, 40 bộ dáng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt âm hàn, hình thể mạnh lên rắn chắc. Ngộ chân cảnh trung giai. Lục Lâm Thiên ánh mắt giấu giếm dấu vết, một cái Tần Lĩnh nội thành, Thiên Dương môn lại là tự phái ra một cái ngộ chân cảnh trung giai tu vi giả chấn thủ, sợ là cũng sợ phi linh môn cái này đoạn lúc ở giữa trả thù a. Tần Lĩnh nội thành. Sở hữu tất cả ánh mắt ngẩng đầu tranh nhau đang trông xem thế nào, ai cũng biết rõ, sợ là trận này huyết tinh đại chiến là tránh không khỏi rồi. Đi đầu cái này 40 đại hán, ánh mắt theo phi linh môn mọi người trên người đảo qua, sắc mặt run rẩy, trầm giọng nói, các ngươi là phi linh môn người, còn dám tới trêu chọc ta Thiên Dương môn không thành. Cái này Thiên Dương môn đại hán một đạo tiếng nói hạ xuống xong, hắn trước người, đột nhiên không gian gợn sóng lóe lên, còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Một đạo áo bào xanh thân ảnh dĩ nhiên là vô thanh vô tức xuất hiện ở trước người của hắn. Là ngươi Thiên Dương môn trêu chọc ta phi linh môn trước đây, huống chi coi như là ta trêu chọc ngươi Thiên Dương môn thì như thế nào? Lạnh lùng âm thanh theo Lục Lâm Thiên trong miệng truyền ra, cùng lúc, tại toàn bộ không gian cứng lại cùng không gian gợn sóng được một cổ quỷ dị khí tức đồng hóa bên trong, Lục Lâm Thiên một cái tát hung hăng vỗ vào tại đây đại hán trên mặt. Ba tương đương. Tại đây đại hán căn bản là không cách nào ngăn cản phía dưới, một tát này xem sắc bay bổng rơi vào hắn trên mặt, tức thì thanh thúy thanh âm rơi xuống thời điểm, trong miệng huyết vụ mang theo đoạn răng bay ra, thân hình trực tiếp theo giữa không trung bắn ngược mặt đất. Bành! Đất rung núi chuyển, đại hán hắn thân hình trực tiếp rơi xuống đất, đá vụn kích xạ, tại mà phần trên sát ra một đầu dài trưởng cái hào rộng,
trong miệng lớn máu tươi, phụt, phun ra. Xùy tương đương, tại đây đại hán vừa mới sau khi rơi xuống rất, Lục Lâm Thiên thân ảnh lại lần nữa quỷ mị xuất hiện, hắn mấy đạo cấm chế đã rơi xuống, lập tức đem hắn cầm trong tay. Một cái ngộ chân cảnh trung giai tu vi giả, lập tức bị bắt, hoàn toàn mé yêu lực lượng chống lại, cái này lại để cho con người làm ra chi nghẹn họng nhìn chân chối, thiên dương môn người, càng thêm là hai mặt nhìn nhau. Sát! Lục Lâm Thiên cầm bắt tay vào làm bên trong ngộ chân cảnh trung giai tu vi giả, thân hình lại lần nữa nhảy lên giữa không trung, trong mắt sát ý đấu bắn mà ra. Phi linh môn đệ tử nghe lệnh, giết không tha. Bàn xấu hòa thượng hai người khẽ quát một tiếng, thân ảnh dẫn đầu phóng lên trời. Sát! Lập tức từng đạo sát khí ngập trời thanh âm phóng lên trời, hóa thành kinh người âm sóng quanh quẩn tại giữa không trung, theo thiên thủy môn đầu lĩnh cường giả một chiêu bị bắt. Phi linh môn đệ tử tình cảm quần chúng phấn khởi, lập tức từng đạo thân ảnh áp không đập ra, đối với thiên dương môn đệ tử trực tiếp công kích chém giết mà đi, trường ấn giấu quyền mang tất cả mà ra, giơ tay chém xuống, trực tiếp bắt đầu đổ sát. Ầm ầm, trong nháy mắt, giữa không trung long trời lở đất giống như, trầm thấp trầm đỡ upsilon, xê tiếng vang triệt, kinh người khí thế, làm cho cả tần lĩnh trên thành không lúc này y tinh tất nhiên động núi dao động. Thiên dương môn bởi vì đầu lĩnh trưởng lão một chiêu bị bắt, làm gì có còn có chiến ý, trực tiếp dọa quay người chạy trốn, thực lực trốn không thoát đâu, cũng chỉ có bị tàn sát phần rồi, vốn nhân số tự mé yêu phi linh môn đến nhiều người, tăng thêm khí thế y tinh thất bại thảm hại, căn bản là mé yêu lực lượng chống lại. A hát! Cho nên, đây quả thực là tàn sát, lập tức thê thảm tiếng kêu rên, công kích âm bạo thanh âm, hội tụ thành từng đạo hung hãn lôi huyền nổ mạnh quanh quẩn ở giữa không trung bên trong. Giết a hát. Giữa không trung, mấy chục mấy cái phá giới cảnh tu vi giả cùng bàn xấu hòa thượng hai người đều mà động, đây mới là kinh khủng nhất thực lực, trực tiếp trước đánh chết thiên dương môn tại tần lĩnh thành thực lực mạnh nhất đệ tử. Một thoáng xí gian, sát khí ngập trời, quấy hư không, trực tiếp lại để cho cái này một phương thiên địa không gian run rẩy. Mà hết thảy này cũng mé yêu tiếp tục bao lâu, đối với tần lĩnh thành mà nói, cũng mé yêu thái quá mức kinh hoàng. Tất cả mọi người đã sớm là nhìn quen chém giết, cái này cũng mấy ya xím thật là khủng khiếp đấy. Trở về thông chi Bạch Kinh Đường, 3 ngày sau đến tần lĩnh thành dập đầu nhận lầm, nếu không, 3 ngày sau đó, ta san bằng thiên dương môn, chó gà không tha. Tần lĩnh thành giữa không trung lên, đem làm giết chóc tiếp tục đã đến khâu cuối cùng về sau, Lục Lâm Thiên bắt được một cái vết thương chồng chất phá giới cảnh tu vi giả, tiếng quát rơi xuống, đem thứ nhất cái lỗ tai trực tiếp từ đầu sọ bên trên xé rách. A hát, cái này phá giới cảnh tu vi giả kêu thảm thiết liên tục, máu tươi lăng lệ ác liệt. Lan, Lục Lâm Thiên đem hắn thân hình một cước đạp xa xa, lần này bây giờ thu binh, quét dọn chiến trường, lại để cho Phạm Thống tiếp thu tần lĩnh thành, mặt khác có thương tích thế phi linh môn đệ tử trước tìm dì Phang chữa thương. Cái này phi linh môn áo bào xanh nam tử, cũng là tâm ngoan thủ lạt người A hát. Tại đây thì hoang thì chè bên trong người, có ai là nhân từ nương tay đấy? Nhân từ nương tay, sẽ chỉ làm rìa di chết sớm hơn. Nghe nói người này gọi là Lục Lâm Thiên, chính là cái này mới toát ra phi linh môn trưởng môn. Toàn bộ tần lĩnh thành nghị luận âm thanh xuống, Lục Lâm Thiên đã đến tần lĩnh thành một chỗ to lớn trong đại điện, bố trí thấp cấm chế về sau, tiến nhập thiên trụ giới tầng thứ 6, đem bắt phá giới cảnh trung giai tu vị đại hán, trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Thiên trụ giới bên trong đệ 6 tầng hơn nửa tháng xí gian về sau. Thiên trụ giới bên trong tầng thứ nhất, Lục Lâm Thiên hai mắt mở ra, ánh mắt tinh mang đấu bắn, trên người khí tức lần nữa có chỗ tăng cường. Vù vù. Trong thiên trụ giới tầng thứ nhất, vấn thân mạc đã vào trong không gian này 60 ngày. Trong đại đỉnh còn có hỏa diễm hừng hực, thủ ấn của vấn thân mạc không ngừng biến hóa, từng đạo hào quang giáng thẳng tới trước người, trước mặt hắn còn có khôi lỗi cao 2 mét, hào quang thần dị giáng xuống, đôi mắt trống rỗng và thần thái tái nhợt. Loại khôi lỗi này rất quỷ dị, cao 2 mét, thân thể rất gầy, đại bộ phận hình thể là hình người, có bàn chân và cánh tay khô héo, nhưng bàn chân và cánh tay lại có móng vuốt chim ưng sắc bén. Đầu khôi lỗi là đầu rơi, sắc mặt dữ tợn, thân thể sinh ra âm thanh, màu kim loại sáng bóng, sau lưng còn có 2 cánh như đôi cánh rơi màu đen. Thủ ấn không ngừng biến hóa, sắc mặt vấn thân mà càng ngày càng tái nhợt, dường như tiêu hao rất nhiều, hắn lúc này đã không chịu nổi. Nhưng thủ ấn trong tay vấn thân mạc biến ảo liên tục, khí tức quanh người khôi lỗi càng ngày càng tăng lên, khí tức kinh khủng bộc phát vù vù.
Oanh! Năng lượng rất mạnh hội tụ vào đây, không gian trong thiên trụ giới tầng thứ nhất chấn động, khôi lỗi quỷ dị càng ngày càng sáng bóng, trong lúc mơ hồ lực lượng cường hãn bộc phát, bí vân trên người sáng tối bất định. Kít, tê, tê! Trong tay vấn thân mà kết xuất thủ ấn quỷ dị, đột nhiên khôi lỗi quỷ dị kêu xi một tiếng thật dài, hai cánh rơi không ngừng vỗ mạnh, toàn thân tỏa ra năng lượng quỷ dị, không gian chung quanh sinh ra khe hở quỷ dị, cả không gian như bị vòi rồng quét qua. Chân khôi trung giai. Thân ảnh Lục Lâm Thiên vô thanh vô tức xuất hiện trong tầng thứ nhất, mắt nhìn khôi lỗi quỷ dị trước mặt vấn thân mạc, từ khí tức đây là chân khôi trung giai, thân là khôi lỗi, có thân thể cường hãn, thực lực chân khôi đạt tới ngộ chân cảnh trung giai, hoặc có thể so sánh với người cấp độ đỉnh phong, thực lực không kém kim viên bao nhiêu. Khôi lỗi tốt, khôi lỗi thật là khéo, tuyệt không thể tả. Vấn thân mạc phất tay, khôi lỗi quỷ dị lập tức xuất hiện trước mặt. Bên cạnh hắn còn có một khôi lỗi giống như đúc, nhìn hai khôi lỗi xuất hiện, thần thái vấn thân mạc kích động không thôi, phương pháp luyện chế khôi lỗi này làm cho hắn mở rộng tầm mắt, vượt quá hắn tưởng tượng. Chúc mừng, người thành công. Lục Lâm Thiên thân ảnh cũng xuất hiện tại hai cỗ khôi lỗi trước khi, nói nhỏ. Trong thời gian 2 tháng, luyện chế lần đầu tiên, với tu vị của ngươi, một lần có thể luyện ra 2 chân khôi trung giai, u minh bức khôi, đây là việc người bình thường không thể làm được. Ánh mắt vấn thân mạc kích động, hắn vô cùng vui vẻ, lại có vài phần tự ngạo, nói. Đúng thế, vấn thân mạc ta tuy thực lực bình thường, nhưng phương diện luyện chế đan dược và khôi lỗi, trong thị hoang thế giới này, trong người đồng cấp, cho dù trong cấp độ ngộ chân cảnh, nếu ta nói thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, phất áo bào xanh lên, không chút khách khí kết xuất thủ ấn, linh hồn lực trong mi tâm bạo phát. Lập tức dễ dàng lao linh hồn lực mà vấn thân mạc lưu lại trên u minh bức khôi, cuối cùng bố trí linh hồn lực của mình lên, động tác đơn giản và nhẹ nhàng. Thấy vấn thân sắc mặt co rúm, chính hắn bố trí linh hồn lực, hắn tự nhiên biết rõ ràng, Lục Lâm Thiên có thể dễ dàng lao linh hồn lực của mình trên khôi lỗi, đủ để chứng minh linh hồn lực của Lục Lâm Thiên còn mạnh hơn hắn nhiều, cũng hiểu khôi lỗi hơn hắn, những lời hắn khoa trương lúc trước cũng không thể thu lại. Lục Lâm Thiên âm thầm nhìn sắc mặt vấn thân mạc, áo bào xanh quét qua, không chút khách khí thu 2 khôi lỗi vào trong nhẫn chữ vật của mình, u minh bức khôi cũng là một loại khôi lỗi có ghi lại trong Đại Thiên Linh Lục. U minh bức khôi không tầm thường, trong khôi lỗi đồng cấp, tốc độ, lực công kích đều bất phàm, tùy tài liệu và phương thức luyện chế khác nhau, còn có dựa vào đẳng cấp tinh thạch thế giới, đẳng cấp của u minh bức khôi cũng khác nhau, chỉ cần có tài liệu và thực lực, luyện chế ra hồng khôi u minh bức khôi cũng được. Nhưng luyện chế hồng cấp u minh bức khôi chỉ là lý luận mà thôi, cho dù hắn có tài liệu luyện chế, tài liệu phụ trợ, nhưng hắn có táng ra bại sản cũng không tìm đủ, trong đó một trong các tài liệu cần thiết chính là tinh thạch thế giới cực phẩm, tinh thạch thế giới thượng phẩm đã khó thấy rồi, hắn đi đâu tìm tinh thạch thế giới cực phẩm đây? Khôi lỗi có không ít loại, trong đó dùng người sống luyện chế khôi lỗi đơn giản nhất, nhưng khi luyện chế thì rất khó khăn, thậm chí thất bại cực cao. Ánh mắt vấn thân mạc âm thầm đánh giá. Nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Đại nhân, ta đã luyện chế ra 2 con u minh bức khôi, người xem. Lục Lâm Thiên tươi cười nhàn nhạt, nói với vấn thân mạc. Ta lúc đầu cho ngươi 3 phần tài liệu luyện chế u minh bức khôi, nói nếu ngươi không luyện ra cái nào, vậy chết đi, nếu như có thể luyện ra, ta sẽ xem xét tha ngươi một mạng. Vấn thân mạc nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt run lên, chờ mong hỏi. Đại nhân, vậy ngươi bây giờ? Lục Lâm Thiên cười cười, nói. Ta sẽ xem xét tha ngươi một mạng, nhưng không phải thả ngươi đi. Vấn thân mạc nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt run run, nhìn thẳng Lục Lâm Thiên. Ngươi nói không giữ lời, ngươi căn bản không có khả năng thả ta đi. Lục Lâm Thiên cười cười, nói. Nếu ngươi nói như vậy, ta cũng có thể làm như vậy, xem như thành toàn cho ngươi. Vấn thân mạc thở dài bất đắc dĩ, nói nhỏ. Ai? Thật sự là hổ lạc đồng bằng bị tôm cua đùa giỡn, nhớ ngày đó. Đừng nhớ ngày đó, tiến vào trong thị hoang thế giới này, ai mà không có quá khứ. Nhìn vấn thân mạc, Lục Lâm Thiên nói. Cho dù ta thả ngươi, sợ rằng liệt hỏa môn cũng không bỏ qua cho ngươi. Trường bào của vấn thân mạc run lẩy bẩy, nhìn Lục Lâm Thiên, dùng thần sắc đầy ngạo khí nói. Ngươi đoán sai, liệt hỏa môn không dám thế nào với ta, bọn họ cũng không dám giết ta. Nghe vậy, Lục Lâm Thiên hơi nghi hoặc, hắn khó hiểu. Vấn thân mạc nhìn thần sắc Lục Lâm Thiên, nói.
Ngươi hẳn là đến thị hoang thế giới chưa bao lâu nhỉ? Lục Lâm Thiên gật đầu, không có giấu giếm, nói. Không sai. Vấn Thân Mạc không có ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn thời không loạn chung quanh, nói. Đây là bảo vật thời gian. Không sai. Lục Lâm Thiên gật đầu, nhãn lực của Vấn Thân Mạc đúng là không tệ. Vấn Thân Mạc cúi đầu thở dài, nói. Xem ra, ngươi căn bản không có ý định thả ta đi, trên người của ngươi bí mật không ít, chỉ bảo vật thời gian này, trong thị hoang thế giới đủ làm tất cả cường giả chú ý, ngươi càng không thả ta đi, ngươi cũng sợ tìm phiền toái cho bản thân mình. Lục Lâm Thiên nhìn Vấn Thân Mạc, nói. Ngươi biết rõ ràng, ta cũng không quanh co với ngươi, ta cũng không muốn giết ngươi, cho ngươi hai lựa chọn, chết, hoặc là gia nhập Phi Linh Môn. Dường như Vấn Thân Mạc cũng không suy nghĩ điều kiện của Lục Lâm Thiên, đôi mắt hơi trầm xuống, nói. Ta gia nhập Phi Linh Môn, đối với ngươi mà nói không nhất định là chuyện tốt, nói không chừng còn chọc không ít phiền toái cho Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên không quá để ý, phiền toái của hắn đủ nhiều rồi, đây gọi là nợ nhiều không lo, nói. Ta là người sợ rất nhiều chuyện, nhưng tuyệt đối không sợ phiền toái. Vấn Thân Mạc nhìn qua Lục Lâm Thiên, lại nói. Muốn ta gia nhập Phi Linh Môn, cần phải xuất ra điều kiện ta động tâm mới được, Vấn Thân Mạc ta tuy sợ chết, nhưng ta vẫn có ba phần cốt khí, muốn ta xem Phi Linh Môn như nhà mình, vậy phải làm ta chân tâm thật ý ở lại. Lục Lâm Thiên mỉm cười, hắn ném ngọc giản cho Vấn Thân Mạc, nói. Chính mình chậm rãi lĩnh ngộ đi, bên ngoài ta còn có chút chuyện, cũng không phải lúc ngươi đi ra ngoài, đến lúc đó, ngươi muốn gia nhập Phi Linh Môn hay không, ngươi nên cho ta đáp án. Vừa dứt lời, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Vấn Thân Mạc, Lục Lâm Thiên biến mất không thấy đâu nữa. Tính toán thời gian còn sớm, thân ảnh Lục Lâm Thiên trở lại trong thiên trụ giới tầng thứ 6, khoanh chân ngồi xuống, sau một lát, khí tức quanh người hắn trở nên vững vàng, thân thể bắt đầu tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Ngũ hành tương sinh tương khắc, tương sinh cũng tương khắc, có thể tuần hoàn. Trong đầu, Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ thời không lao ngục. Cho đến khi thời không lao ngục còn có một tầng trên, loại lĩnh ngộ này đủ làm áo nghĩa của hắn tăng thêm một bước. Thiên Dương Môn tuy không yếu, nhưng chỉ là thế lực tam lưu, coi trong môn có không ít ngộ chân cảnh, ở khu vực gần đây cũng có danh tiếng không nhỏ. Trưởng môn Thiên Dương Môn Bạch Kinh Đường đã một chân bước vào thông thiên cảnh, tu vị không thấp, thực lực cho dù gặp cường giả thông thiên cảnh chân chính cũng có thể địch lại một hai, trong ngộ chân cảnh đã sớm vô địch. Bởi vậy cũng bảo đảm địa vị đỉnh cấp của Thiên Dương Môn trong thế lực tam lưu. Trong sơn mạch, trời tờ mờ sáng, trên bầu trời vẫn còn vài ánh tàn tinh. Phi Linh Môn Lục Lâm Thiên, thật sự hung hăng càn quấy, lại dám không đặt Thiên Dương Môn vào mắt, khẩu khí thật lớn. Trưởng môn, chúng ta nên làm sao bây giờ, Phi Linh Môn giết nhiều đệ tử Thiên Dương Môn như vậy, sợ rằng không diệt Phi Linh Môn, về sau Thiên Dương Môn chúng ta không còn mặt mũi gì nữa. Trong đại điện, một lão già hơn 50 tuổi, tu vị ngộ chân cảnh ánh mắt đầy lăng lệ, đứng dậy nói với Bạch Kinh Đường. Lục Lâm Thiên không phải ở thành Tần Lĩnh chờ chúng ta sao, vậy phân phó xuống dưới, tất cả đệ tử tinh anh và cường gia của Thiên Dương Môn lập tức lên đường tới thành Tần Lĩnh. Thành Tần Lĩnh, mấy ngày nay náo nhiệt không giảm, ngược lại còn náo nhiệt hơn vài phần. Phi Linh Môn và Thiên Dương Môn 3 ngày trước đã giao thủ ở thành Tần Lĩnh, Phi Linh Môn giết đệ tử Thiên Dương Môn. Thiên Dương Môn dù thế nào cũng không bỏ qua cho Phi Linh Môn, náo nhiệt này mọi người sẽ không bỏ qua. Thậm chí trong thành Tần Lĩnh có không ít nơi tổ chức đặt cược, đánh bạc Phi Linh Môn và Thiên Dương Môn 3 ngày sau ai thắng ai thua, dường như phần thắng của Thiên Dương Môn sẽ cao hơn. Đặt cược người Thiên Dương Môn lại nhiều hơn không ít, nhưng mà không có bổn sự, không ai cho rằng Phi Linh Môn dám đi chọc Thiên Dương Môn, bởi vậy đặt cược Phi Linh Môn cũng không quá ít. 3 ngày trôi qua cực nhanh. 3 ngày sau đó trong tầng thứ 6 thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên đã sống ở đây nửa năm, cũng lĩnh ngộ được nửa năm. Hô! Lục Lâm Thiên thu thủ ấn, đình chỉ tu luyện, hắn phun ra mấy ngụm chọc khí, cũng chấn vỡ không gian, hai mắt nhắm chặt, tinh quang trong mắt bắn ra ngoài, khí tức man hoang thương cổ làm lòng người chấn động. Thu hoạch không phải nông cạn, Thiên Dương Môn, thời gian cũng đến. Bên ngoài thành Tần Lĩnh, có một hạp cốc Tần Lĩnh, sơn mạch vần quanh. Hạp cốc Tần Lĩnh diện tích cực lớn, nó là giáp giới giữa Thiên Dương Môn và Thị Huyết Giáo lúc trước. Chung quanh hạp cốc Tần Lĩnh này nghe nói có không ít thú tộc tồn tại, nhưng đẳng cấp đều rất thấp, bình thường rất ít lui tới. Nhưng 3 ngày này,
chung quanh Hạp Cốc Tần Lĩnh phi thường náo nhiệt, hơn vạn đệ tử Phi Linh Môn đã đi tới Hạp Cốc Tần Lĩnh, trong thành Tần Lĩnh cũng có không ít người tụ tập. Nhìn điệu bộ này, mọi người suy đoán, người Phi Linh Môn cố ý muốn trở Thiên Dương Môn tại Hạp Cốc Tần Lĩnh, sợ là Phi Linh Môn không muốn đại chiến trong thành Tần Lĩnh, khi đó sẽ san bằng thành Tần Lĩnh thành bình địa. Trên một đỉnh núi trong Hạp Cốc, hơn 10 đạo thân ảnh đang đứng, chính là mấy chục phá giới cảnh của Phi Linh Môn đang tụ tập ở đây, mấy người đi đầu là Béo Hòa Thượng Gầy và Phạm Thống ba người. Phạm Thống nhìn chằm chằm vào phía trước, hắn nói với Hòa Thượng Béo Gầy. Hai vị phó đường chủ, Thiên Dương Môn có đến không? Hòa Thượng Gầy nhíu mày, nhìn qua không gian trước mặt, nói nhỏ. Còn chưa có động tĩnh gì, nói không chừng Thiên Dương Môn sẽ không tới, nhưng cũng chưa biết chắc được. Tất cả cẩn thận, bọn chúng sắp tới rồi. Thời điểm Hòa Thượng Gầy vừa dứt lời, một thân ảnh áo xanh xuất hiện một cách vô thanh vô tức, lúc xuất hiện trước mặt mọi người, áo bào xanh phất phơ, gương mặt cương nghị, chắp tay lạnh nhạt đứng trên đỉnh núi, khí thế bá đạo bộc phát, chính là Lục Lâm Thiên. Hòa Thượng Béo Gầy kinh hãi, trưởng môn có thể vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh bọn họ, không thể nghi ngờ đã đại biểu hắn có thể đánh chết bọn họ một cách vô thanh vô tức, thực lực trưởng môn càng ngày càng mạnh, lập tức hành lễ, nói. Bái kiến trưởng môn. Bái kiến trưởng môn. Trong Hạp Cốc Tần Lĩnh, hơn vạn đệ tử Phi Linh Môn cung kính hành lễ. Ầm ầm. Cũng vào lúc này, không gian trước mặt chấn động rất mạnh, lập tức đất rung núi chuyển, một đám thân ảnh xuất hiện. Trong lỗ hổng không gian có mấy tọa giá khôi lỗi, phía sau bóng người như con kiến, những nơi đi qua không gian run rẩy, đất rung núi chuyển, giống như đàn châu chấu tàn phá mọi nơi. Thiên Dương Môn đến. Trong nhiều người vây xem, ánh mắt khẽ động, tất cả đều quan sát trò hay. Các đệ tử Phi Linh Môn ngưng trọng, cả không gian, không khí đều căng cứng. Ầm ầm. Mặt đất chung quanh đất rung núi chuyển, mặt đất lắc lư, phía trước có rất nhiều người đi tới, không ít hơn 5 vạn người, đội hình chỉnh tề, không có chút hỗn loạn nào cả, có không ít khí tức lăng lệ, đều là tinh anh của Thiên Dương Môn. Trước năm tọa giá khôi lỗi có hơn 10 thân ảnh đạp không mà đứng. Không gian sinh ra gợn sóng, từng khí tức lăng lệ trong người tràn ra ngoài. Ba ngộ chân cảnh cao giai, bốn ngộ chân cảnh trung giai, bảy ngộ chân cảnh sơ giai, 43 phá giới cảnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn quét qua, tâm thần quan sát chung quanh, nhìn thấy đám người xuất hiện, kỳ thật hắn đã phán đoán thực lực của bọn chúng cả rồi. Thiên Dương Môn có nhiều ngộ chân cảnh và phá giới cảnh như thế, làm cho Lục Lâm Thiên rất kinh ngạc. Ánh mắt của hắn nhìn đại hán trung niên mặc áo bào trắng, người này phong độ nhẹ nhàng, nhưng mà ánh mắt cực kỳ lăng lệ, trong mơ hồ mang theo mùi huyết tinh. Làm cho ánh mắt Lục Lâm Thiên bị người này hấp dẫn chính là khí tức của người này, tu vị ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong, khí tức của người này còn mạnh hơn Đái Lễ không ít. Hơi chút suy đoán, Lục Lâm Thiên biết rõ thân phận của người này, cường môn Thiên Dương môn Bạch Kinh Đường, một bước đã tiến vào thông thiên cảnh, thực lực không thể khinh thường. Thiên Dương Môn cho 5 vạn người tới, sáng sớm gió nổi mây phun, khí thế của nó trực tiếp vượt qua người Phi Linh Môn, khí tức mênh mông này làm cho ánh mắt người Phi Linh Môn ngưng trọng, cho dù từ nhân số hay thực lực, Phi Linh Môn hiện tại cũng kém hơn không ít. Bởi vậy, Hòa Thượng Béo Gầy, Phạm Thống, mấy chục phá giới cảnh đều nhìn lên người Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên quan sát tất cả, tâm thần khẽ động, phất tay, một giây sau không gian chấn động. Không gian trước mặt xuất hiện hai quái vật khổng lồ. Ầm ầm, không gian run rẩy, khí tức bắt đầu bạo phát, hai quái vật khổng lồ trước mặt Lục Lâm Thiên là hai chiếc thuyền lớn dài 5000 mét, bong thuyền có tường thành vây quanh, phóng thích khí tức kinh người. Toàn thân đỏ sậm, bí vân quanh quẩn, nó giống như quái vật khổng lồ đang há miệng, chính là Oanh Thiên chiến hạm. Bên phải là quái vật khổng lồ khác, cũng là một chiếc chiến hạm cực lớn, thể tích hơn 1000 mét. Không có khổng lồ như Oanh Thiên chiến hạm, nhưng mà khí thế của nó, bí vân quấn quanh, trước chiến hạm có đầu hổ thật lớn, khí tức hung mãnh bạo phát ra ngoài, người nào cảm giác được đều thấy mình quá nhỏ bé. Hai chiến hạm, nhìn thấy hai quái vật khổng lồ này, rất nhiều ánh mắt kinh hãi, ngay cả Phi Linh Môn cũng kinh ngạc, bọn họ biết rõ trưởng môn có Oanh Thiên chiến hạm, nhưng không biết còn có chiến hạm thứ hai. Lúc này có hai tàu chiến hạm ở đây, đệ tử Phi Linh Môn bắt đầu hưng phấn. Tuy nhân số và cấp độ thực lực không bằng Thiên Dương Môn, nhưng mà uy lực hai chiến hạm rất khủng khiếp, các đệ tử Phi Linh Môn đều biết, hai chiến hạm kéo gần thư xê lực của Phi Linh Môn và Thiên Dương Môn không ít. Hai chiếc khổng lồ chiến hạm xuất hiện,
khí tức bị đè nén đã giải tỏa, phi linh môn rạng rỡ không ít, cũng làm không ít người trong thiên dương môn biến sắc, đồng thời trong mắt đầy tham lam, hai chiến hạm, cho dù là chiến hạm cấp 1 cũng có giá trên trời. Phi linh môn có hai chiến hạm, trong đó một chiếc là oanh thiên chiến hạm của thị huyết giáo. Oanh thiên chiến hạm là bảo vật của thị huyết giáo, nếu anh tạc chính diện, cho dù là cường giả ngộ chân cảnh cao giai cũng không dám dễ dàng chống lại, không biết phi linh môn có chiến hạm kia uy lực thế nào, khó trách phi linh môn dám động thiên dương môn, thì ra yên tâm vì có chỗ dựa. Chiến hạm tiêu hao quá lớn, ai chơi cũng đau lòng, chỉ sợ phi linh môn cũng giả vờ giả vịt mà thôi. Nhìn thấy hai chiến hạm, không ít ánh mắt kinh ngạc đang dò xét, cũng thấp giọng nghị luận với nhau. Trong đội hình thiên dương môn có một lão giả tiến lên, đạp không đứng trong gió, ánh mắt đầu hàn ý, ánh mắt nhìn thẳng vào đám đệ tử phi linh môn trước mặt, cười nói. Ai là trưởng môn phi linh môn Lục Lâm Thiên? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, mắt thấy lão giả này tu vị ngộ chân cảnh cao giai, có lẽ tương đương với huyết trảo đặng nghị. Nhìn người phi linh môn không có ai trả lời, sắc mặt lão giả này âm trầm, quát lớn. Ai là trưởng môn phi linh môn Lục Lâm Thiên? Điếc hay sao? Lục Lâm Thiên vẫn lạnh nhạt đứng đó, hòa thượng béo gầy và phạm thống thấy trưởng môn không nói gì, ánh mắt co rúm, tự nhiên cũng không dám nói gì nữa. Vẫn không có ai quan tâm tới, mặt mo của lão giả này lúng túng, ánh mắt đầy hàn ý, nói. Đám chuột nhắt các ngươi không nói lời nào đúng không, ta trước giết mấy tên, xem các ngươi còn im lặng nữa hay không. Vừa dứt lời, sắc mặt lão giả này lạnh giá, hai tay áo run lên. Hắn giống như hùng ưng, hai tay như chảo, hỏa diễm nóng bỏng bao phủ bàn tay, trực tiếp lao thẳng tới phía trước. Siêu, siêu, ưng chảo xuyên qua không gian, chụp thẳng vào Lục Lâm Thiên và hòa thượng béo bên cạnh. Khí tức nóng bỏng phun trào, cả không gian run lên, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, giống như núi lửa bộc phát, lão giả có tu vị ngộ chân cảnh cao giai, hiển nhiên thực lực không kém. Nhìn qua lão giả đột nhiên ra tay, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Thời điểm này hắn đứng phất tay, hai cánh phi hổ chiến hạm vỗ mạnh. Giống. Đầu hổ phi hổ chiến hạm há miệng ra, gào thét dữ tợn như vật còn sống, làm cho người ta rung động khó hiểu, chỉ trong giây lát một đạo năng lượng bắn ra như thiên thạch, năng lượng trùng thiên, sóng xung kích bắn tới, không gian cứng lại, trực tiếp bắn thẳng vào lão giả này. Cẩn thận. Ở trên không trung xa xa, Bạch Kinh Đường cảm giác được cái gì đó, quát lớn. Nhưng bây giờ không gian cứng lại, lão giả này muốn lui đã không kịp, ngay từ đầu còn chưa tính toán lui, hắn không quan tâm uy lực của chiến hạm cấp 1. Ầm ầm. Trong thời gian ngắn, phi hổ chiến hạm bắn thẳng vào lão giả này, không gian bị nghiền nát, lỗ đen tối tăm, âm thanh nổ tung vang lên, hạp cốc lớn sinh ra tiếng nổ thiên băng địa liệt, trực tiếp bị san thành bình địa. Bành. Lúc này lão giả ngộ chân cảnh cao giai đang khiếp sợ, thân thể bị bắn thành huyết vụ. Thời điểm sắp chết hắn mới biết được uy lực của chiến hạm này vượt qua tính toán của hắn quá nhiều, hắn hối hận thì đã muộn. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đệ tử phi linh môn và người thiên dương môn đều vây xem, bọn họ há hốc mồm, chiến hạm này quá khủng bố rồi. Hô! Mọi người quan sát hít khí lạnh, một kích oanh kích cường giả ngộ chân cảnh cao giai thành huyết vụ, chẳng lẽ là chiến hạm cấp 2 sao, chỉ có chiến hạm cấp 2 mới có uy lực này. Đạp không đứng đó. Thân ảnh Lục Lâm Thiên vẫn không nhúc nhích, tiếp tục đứng chắp tay, hắn rất vui vẻ, uy lực của phi hổ chiến hạm làm hắn thỏa mãn. Phi hổ chiến hạm cũng là chiến hạm cấp 1, nhưng mà uy lực của nó lại mạnh hơn oanh thiên chiến hạm nhiều lắm, đủ tiêu diệt ngộ chân cảnh cao giai. Rất nhiều ánh mắt thiên dương môn bộc phát khí tức lăng lệ bất phàm, vào lúc này cường giả ngộ chân cảnh cao giai bị bắn chết, sĩ khí bị đả kích không nhỏ. Lục Lâm Thiên nhìn đám cường giả ngộ chân cảnh trước mặt, nói. Không có tư cách nói chuyện với ta, cũng đừng có hô to gọi nhỏ, trừ phi muốn chết. Ánh mắt Bạch Kinh Đường co rúm, trầm giọng nói. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nói. Ngươi chính là Bạch Kinh Đường, hai lựa chọn, dập đầu bồi tội, mặc ta xử trí, hoặc là thiên dương môn bị ta san bằng thành bình địa, gà chó không tha. Vừa dứt lời, tâm thần Lục Lâm Thiên khẽ động, oanh thiên chiến hạm và phi hổ chiến hạm run lên, lệ khí khủng bố tỏa ra. Giống như hai hung thú có thể xé nát tất cả. Chẳng lẽ ngươi chỉ dựa vào hai chiến hạm này ra oai sao, nội tình phi linh môn của ngươi có thể chèo chống nổi sao? Ánh mắt lăng lệ của Bạch Kinh Đường ngưng trọng, vừa mới kiến thức uy lực của chiến hạm quỷ dị,
tu vị ngộ chân cảnh cao giai bị bắn chết tại chỗ, bản thân hắn là ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong, cũng khó có thể chống lại, tuy chiến hạm tiêu hao lớn, nhưng hắn cũng không biết nội tình của phi linh môn thế nào, bởi vậy hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt cười lạnh, nói. Nếu ngươi không tin, vậy thử một chút. Vừa dứt lời, thân ảnh Lục Lâm Thiên trực tiếp xuất hiện trên phi hổ chiến hạm, tâm thần khẽ động, oanh thiên chiến hạm và phi hổ chiến hạm đồng thời phát động, lập tức bắn quang cầu hủy diệt. Trốn, chạy mau. Bạch Kinh Đường quát lớn, bản thân hắn cũng không dám dừng lại, nhanh chóng chạy đi. Ầm ầm. Trong thời gian ngắn, oanh thiên chiến hạm và phi hổ chiến hạm đều oanh tạc dữ dội, năng lượng cuồng bạo khuếch tán ra, không gian nứt vỡ, rất nhiều đệ tử Thiên Dương môn chưa kịp kêu thảm thiết, liền trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Xoẹt. Lục Lâm Thiên thúc dục oanh thiên chiến hạm và phi hổ chiến hạm lướt qua không gian nghiền nát, giống như hung thú xé nát tất cả, lại không ngừng oanh kích. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh người vang lên, trong Thiên Dương môn, năm tọa giá khôi lỗi có bốn biến thành mảnh vỡ, rất nhiều đệ tử không kịp thoát đi đều vẫn lạc. A hát. Chạy mau. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, tiếng hô chạy trốn vang lên không dứt, tiếng kêu cứu quanh quẩn không gian, đội hình Thiên Dương môn lập tức hỗn loạn. Chết tổn thương thảm trọng, đại khái người Thiên Dương môn cũng không nghĩ tới, Lục Lâm Thiên nói đánh là đánh. A hát, tiếng kêu cứu thảm thiết vô cùng thê lương, khí kình rung động quá mạnh, lần nữa hơn ngàn người không may mắn thoát khỏi, còn có rất nhiều người bị quét bay, miệng phun máu tươi như suối, không rõ sống chết. Thật mạnh, các đệ tử phi linh môn rung động, nhìn thấy hai chiến hạm oanh kích rất nhiều đệ tử Thiên Dương môn thành căn bã, vô cùng hưng phấn. Hừ. Ta xem chiến hạm của ngươi làm gì được ta, hôm nay ta không xé xác ngươi thể không bỏ qua. Tiếng gào tức giận vang lên, thân ảnh Bạch Kinh Đường lao thẳng về phía oanh thiên chiến hạm, hắn lao thẳng xuống, người này khống chế chiến hạm, chỉ có đánh chết người này, chiến hạm sẽ vô dụng, bản thân mình sẽ chiếm được hai chiến hạm này, nếu kịch chiến hạm sẽ không thể làm gì hắn được. Tu luyện giả phong thuộc tính áo nghĩa. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, hắn tùy ý cho Bạch Kinh Đường lao xuống. Nếu hắn muốn ngăn cản Bạch Kinh Đường không dễ dàng leo lên oanh thiên chiến hạm. Thiên phong trảo. Bạch Kinh Đường hừ nhẹ, sắc mặt băng hàn, phong thuộc tính áo nghĩa phóng thích ra ngoài, phong nhận ngưng tụ trong tay, một trảo vặn vẹo không gian, trực tiếp chụp thẳng vào đầu Lục Lâm Thiên. Tạch. Cả không gian không ngừng run rẩy, một trảo xé rách không gian, xuất hiện vết nứt không gian đen kịt. Tê thiên liệt địa trảo. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu. Hàn quang bắn ra khỏi mắt, phất tay hình thành đường cong quái dị, trong chốc lát cả không gian phong vân biến sắc, hỏa thuộc tính năng lượng ngưng tụ đầy trời, dùng xu thế như bôn lôi đáp trả một chảo của Bạch Kinh Đường. Ken két. Hai chảo đánh ra, không gian nổ tung, lực lượng không gian xé rách tất cả. Mảnh vỡ không gian bị nghiền nát, thân ảnh Lục Lâm Thiên bị đẩy lui, ánh mắt trao lên, thân thể bay thẳng lên trời. Thì ra chỉ là ngộ chân cảnh trung giai mà thôi, trốn chỗ nào. Sắc mặt Bạch Kinh Đường ngưng trọng, đối phương ngộ chân cảnh trung giai nhưng thực lực cực kỳ cường hãn, nhìn Lục Lâm Thiên trở ra, cho rằng Lục Lâm Thiên muốn chạy trốn, hắn lao tới thật nhanh, muốn ngăn cản Lục Lâm Thiên. Vèo. Bạch Kinh Đường thân là tu luyện giả phong thuộc tính áo nghĩa cho nên tốc độ cực nhanh, âm thanh xé gió bén nhọn, tốc độ của hắn mắt thường không thấy được, lập tức lướt thẳng về phía Lục Lâm Thiên, chỉ trong thời gian ngắn đã đuổi kịp Lục Lâm Thiên. Bành. Đuổi theo Lục Lâm Thiên. Đối mặt bóng lưng Lục Lâm Thiên, chảo trong tay Bạch Kinh Đường sinh ra hào quang, nguyên lực cực lớn chụp thẳng vào đầu Lục Lâm Thiên. Âm thanh trầm thấp vang lên, kình phong khủng bố quét qua, lập tức như phong bạo quét ngang bầu trời, không gian gần đó bị phong thuộc tính áo nghĩa đánh nát. Một chảo này đánh nát thân thể Lục Lâm Thiên thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng cũng không có huyết phụ sinh ra. Là tàn ảnh. Sắc mặt Bạch Kinh Đường đại biến, tốc độ của đối phương nhanh tới mức đáng sợ như vậy. Lập tức cảnh giác nhìn ra sau lưng. Bành. Nhưng vào thời điểm này, thân ảnh Lục Lâm Thiên lại xuất hiện, thời không chung quanh loạn, lúc vừa xuất hiện hắn đánh ra một quyền phá không thẳng tới phía trước, khí tức lăng lệ bộc phát, lập tức như bôn lôi đánh thẳng vào lưng Bạch Kinh Đường, lực lượng khủng bố đánh Bạch Kinh Đường bay đi mấy chục thước. Đạp, đạp. Sắc mặt Bạch Kinh Đường đại biến, thân ảnh nhanh chóng ổn định lại, thời điểm hắn vừa ổn định, còn chưa kịp ngẩng đầu. Sau lưng lại có sát khí bạo phát, lại có một quyền đánh thẳng vào người. Thiên Phượng Ấn. Bạch Kinh Đường không dám do dự, phất tay đánh ra một ấn, hư
hư ảnh phượng hoàng bảy màu xuất hiện. Thú uy của phượng hoàng bảy màu bao phủ hư không, thú ảnh lớn vài trăm mét, ánh mắt vô cùng lăng lệ, thú uy khủng bố phá hủy không gian, vỗ cánh bay tới như thiên thạch. Ngao! Trong thời gian cực ngắn, một quyền của Lục Lâm Thiên biến đổi, hư ảnh kim long lướt tới, trực tiếp đỡ Upsilon.ng vào hư ảnh phượng hoàng bảy màu, va chạm như thế, đột nhiên lỗ đen xuất hiện tại nơi va chạm. Ken két! Hai thú ảnh va chạm nhau, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, hắc quang tỏa ra làm người ta khiếp sợ, linh hồn bị chấn nhiếp run rẩy. Đạp đạp! Cả không gian run lên, thân ảnh hai người lảo đảo lui ra sau mấy bước, sau đó một lúc mới đứng vững. Một giây sau, Bạch Kinh Đường bao phủ tròn áo giáp màu trắng, hắn nhanh chóng lao tới trước, đánh ra một chảo vào mặt Lục Lâm Thiên. Thanh Linh Khải Giáp! Lục Lâm Thiên cười lạnh, vận chuyển Thanh Linh Khải Giáp. Thời điểm hắn ra tay làm người ta cảm thấy không khỏe, thân ảnh lóe lên bộc phát khí thế không ai có thể ngăn cản nổi. Trốn không thoát. Bạch Kinh Đường quát một tiếng, phong thuộc tính áo nghĩa làm không gian cứng lại, cuồng phong nôi lên. Lục Lâm Thiên vừa mới thoát thân, mặc dù bị ngăn cản trong không gian, hắn đã bị áp chế, không gian này có phần giống phong thuộc tính thời không lao ngục của hắn. Chơi áo nghĩa không gian, đùa chơi chết ngươi. Lục Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, hào quang màu xanh dùng bản thân hắn làm trung tâm, hóa thành màn sáng màu xanh bao phủ không gian, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trên người Lục Lâm Thiên bộc phát khí tức sinh cơ nồng đậm, khí tức thôn phệ vạn vật bộc phát ra, mà trong không gian, sinh cơ bị thôn phệ không còn. Oanh! Một chảo của Bạch Kinh Đường đánh thẳng vào màn sáng màu xanh, lập tức bị hấp thu lực lượng, phong thuộc tính áo nghĩa không gian cũng bị triệt tiêu. Phanh! Hào quang màu xanh của Lục Lâm Thiên bị đánh trúng thật mạnh, khí xoáy va chạm với chảo của Bạch Kinh Đường. Ầm ầm, hai bên va chạm vào nhau, nhưng Bạch Kinh Đường cảm giác được lực lượng và sinh cơ của bản thân đang trôi qua nhanh chóng. Đạp đạp, thân thể Bạch Kinh Đường lảo đảo lui ra phía sau, ánh mắt của hắn rất ngưng trọng, thực lực của hắn trên đối phương, nhưng không biết vì sao, hắn bị áp chế khắp nơi, không thể thi triển. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng không dễ dàng. Muốn đánh bại Bạch Kinh Đường cũng có chút khó khăn, không thi triển chút hít thực lực, sợ rằng không dễ dàng đắc thủ, tâm thần khẽ động, hắn dùng bản thân làm trung tâm, hào quang màu xanh bộc phát. Tiếp tục, Lục Lâm Thiên lại đánh ra một quyền, trong nháy mắt quyền kình đánh thẳng vào Bạch Kinh Đường như thiểm điện. Bạch Kinh Đường không có lựa chọn nào khác, ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng đánh ra một quyền vào người Lục Lâm Thiên, một quyền này đập thẳng vào Thanh Linh Khải Giáp. Thanh Linh Khải Giáp ở phần bụng của Lục Lâm Thiên xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Ken két. Lục Lâm Thiên cũng không chút khách khí, hắn xuất quyền như bôn lôi vào ngực Bạch Kinh Đường, công kích cuồng mãnh đánh thẳng vào áo giáp của hắn. Tiếp tục. Thân ảnh Lục Lâm Thiên thối lui, hắn đạp mạnh vào hư không, không có trì hoãn chút nào, khí xoáy dưới chân bắt đầu khởi động, lại xuất kích lần nữa, thủ ấn xuất ra, hóa quyền thành trường. Xuy. Trưởng của Lục Lâm Thiên sinh ra hào quang chói mắt, thân ảnh hóa thành hào quang mơ hồ rồi lướt đi. Bạch Kinh Đường đâm lao phải theo lao, căn bản không thể tránh né, hai người đỡ Upsilon.ng nhau, không gian run run không ngớt. Ầm ầm, khí kình bắn ra các nơi, trên không trung hạp cốc tần lĩnh thiên băng địa liệt, từng ngọn núi bị bao phủ vào bên trong, trực tiếp bị san thành bình địa, mặt đất rạn nứt, đá vụn bắn ra, năng lượng quét qua tất cả các nơi. Tất cả cường giả ngộ chân cảnh của Thiên Dương môn vô cùng ngưng trọng. Trưởng môn đang tại kịch chiến đối thủ, Phi Linh môn có chiến hạm, bởi vậy Thiên Dương môn không dám ra tay với Phi Linh môn, sợ bị chiến hạm đối phương oanh kích, còn không bằng chờ trưởng môn đánh bại đối thủ. Hòa thượng béo gầy, phạm thống của Phi Linh môn cũng không nhẹ nhõm chút nào, nếu trưởng môn bị thua, hậu quả kia quá phiền toái. Không có ai biết, lúc này Bạch Kinh Đường càng ngày càng kinh hãi. Một thuộc tính áo nghĩa của đối phương làm hắn ăn không tiêu, đồng thời hắn đánh ra từng đạo lực lượng, đối phương hoàn toàn có tư thế dốc sức liều mạng. Một quyền đổi một quyền, một trưởng đổi một trưởng. Lục Lâm Thiên dùng đấu pháp liều chết làm cho Bạch Kinh Đường không dám dùng linh hồn phân thân, vạn nhất đối phương ôm tâm tư chết cùng linh hồn phân thân của mình, vậy được không bù mất, đối phương hoàn toàn không muốn sống. Bạch Kinh Đường cũng không biết, lực phòng ngự của Lục Lâm Thiên biến thái. Thực lực của hắn đối với Lục Lâm Thiên không có tác dụng chí mạng, một quyền đổi một quyền, người ăn thiệt thòi chắc chắn là hắn. Bành! Bạch Kinh Đường lại cắn răng đánh ra một quyền vào ngực Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên cười lạnh,
hơn 10 đạo công kích vừa rồi đã làm đối phương ăn thiệt thòi lớn, gần trong gang tấc, hắn lại đánh ra một quyền nữa, quyền như thiểm điện đánh thẳng vào Bạch Ngọc Đường. Linh Vũ Quyết. Lục Lâm Thiên xuất ra một quyền làm năng lượng chấn động nhộn nhạo, không gian to lớn trở nên vặn vẹo. Bành. Lục Lâm Thiên đánh ra một quyền, khí kình cuồng mãnh áp qua không gian, Bạch Ngọc Đường phát hiện Lục Lâm Thiên đã dùng toàn lực, muốn phòng bị cũng đã muộn, phụt, hắn phun máu tươi, uy áp chấn nhiếp linh hồn tràn ra, linh hồn công kích đã đến, hắn cũng bị ảnh hưởng, ánh mắt ngây ngốc. Giao thủ cấp độ này, bất luận sai lầm gì cũng là chí mạng, Bạch Kinh Đường bị linh hồn công kích ảnh hưởng, Lục Lâm Thiên sớm rút lui ra sau, cười lạnh nhìn hắn, đây là chiến pháp nước ấm nấu ếch, từ từ mài chết đối thủ. Linh Vũ Quyết. Lục Lâm Thiên quát lớn, thời gian chi lực gấp 60 lần, tăng thêm không gian chi lực ảnh hưởng làm thời không loạn, cùng lúc, thổ thuộc tính năng lượng hội tụ thành trường ấn khổng lồ. Trường ấn này mang theo lực lượng linh hồn, không gian run lên, biên giới trường ấn xé rách không gian, một trường này đánh thẳng vào Bạch Ngọc Đường. Phụt. Một kích này, linh hồn công kích quét qua, Bạch Kinh Đường phun máu tươi, thân thể bay đi như cánh chim gãy cánh, rơi thẳng xuống đất. Đại địa vô ảnh cước. Thời điểm Bạch Kinh Đường rơi xuống, Lục Lâm Thiên cũng không có buông tha cơ hội này, thân ảnh xuất hiện quỷ mị, hắn liên tục đánh ra mấy cước, từng cước đá vào thân thể Bạch Kinh Đường, mỗi một cước trực tiếp phá hủy không gian, vũ kỹ trên đại lục linh vũ dùng trong tay Lục Lâm Thiên lại vô cùng cường hãn. Phụt. Bạch Kinh Đường lại phun máu tươi, áo giáp trắng trên người nhanh chóng rạn nứt. Thân thể Bạch Kinh Đường bắn ngược vào ngọn núi sụp đổ nghiền nát. Sơn băng địa liệt, thanh thế kinh người. Bạch Kinh Đường bị trà đạp. Đây quả thực là bị hành hạ. Người vây xem há hốc mồm, đệ tử Phi Linh Môn hưng phấn hò reo. Trong ngọn núi nghiền nát, thân thể Bạch Kinh Đường giãy giụa bay lên trời, hắn bắt đầu sinh thoái ý, người trong thị hoang thế giới đều tâm ngoan thủ lạt, cũng không có kẻ nào nhân từ nương tay, nhưng không có ai là người ngu, đánh không lại thì bỏ chạy, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây là điểm ai cũng rõ ràng. Tâm ngoan thủ lạt, tuyệt đối không nhân từ nương tay, đây là dưới tình huống chiếm thượng phong, một khi phát hiện không địch lại, trong thị hoang thế giới không ai muốn chết đã không trốn tới thị hoang thế giới đến. Đường đường trưởng môn Thiên Dương môn Bạch Kinh Đường, chẳng lẽ muốn chạy trốn sao? Bạch Kinh Đường nhanh chóng bỏ trốn, Lục Lâm Thiên làm sao không phòng bị, lúc Bạch Kinh Đường phóng lên trời thì trên trời sinh ra kim quang, không gian đông cứng lại. Ầm ầm, lăn xuống đi. Phong vân kích động, một đạo kim quang đánh thẳng vào người Bạch Ngọc Đường. Ken két. Bạch Ngọc Đường bị đánh trúng, thân thể hắn lại rơi thẳng xuống hạp cốc phía dưới. Bang bang. Trong hạp cốc Tần Lĩnh đang diễn ra cảnh tượng sơn băng địa liệt, không gian bị hào quang màu vàng bao phủ, không gian vặn vẹo nứt vỡ, năng lượng cuồng bạo quét qua chung quanh. Phốc phốc. Sơn mạch bị san bằng, sắc mặt Bạch Kinh Đường tái nhợt, huyết phụ tung tóe. Khí tức uể oải, máu tươi đầm đìa. Phong vân biến sắc, không gian khôi phục như cũ, nhưng lúc này hào khí rất ngưng trọng, cách đó không xa, phi hổ chiến hạm và oanh thiên chiến hạm đang nhắm họng pháo vào Bạch Kinh Đường, khí tức lăng lệ tập trung vào người Bạch Kinh Đường. Trưởng môn đánh bại Bạch Kinh Đường, ngộ chân cảnh trung giai có thể đánh bại Bạch Ngọc Đường một chân bước vào thông thiên cảnh. Trong Phi Linh Môn, hòa thượng béo gầy kích động, hai đấm nắm chặt, bọn họ nhìn thấy cảnh này. Biết rõ Bạch Ngọc Đường thua rồi. Trưởng môn bại, làm sao có thể? Đối với người Thiên Dương môn mà nói, dường như rất khó tin, trưởng môn thua bởi một ngộ chân cảnh trung giai. Bạch Kinh Đường cảm nhận rõ khí tức của hai chiến hạm đang nhắm thẳng vào mình, sợ là mình khẽ động, chiến hạm sẽ lập tức bắn nát mình ra. Bạch Ngọc Đường giãy giụa nhìn lên không trung, nhìn đối thủ đáng sợ của mình. Lục Lâm Thiên đứng trên không trung, thanh linh khải giáp dần dần rút đi. Áo bào xanh phất phơ, khí tức bá tuyệt bao quát thiên hạ, nhìn Bạch Kinh Đường, nói. Bạch Kinh Đường, cho ngươi hai lựa chọn, muốn chết, ta thành toàn ngươi, sau đó san bằng Thiên Dương môn, chó gà không tha, muốn sống, gia nhập Phi Linh môn, trở thành phó đường chủ ngoại đường, ba hô hấp sau trả lời ta, nếu không, ta không ngại muốn mạng của ngươi. Ngươi cũng có thể nếm thử mình chạy thoát hay không? Ánh mắt Bạch Kinh Đường run rẩy, suy nghĩ chết và mạng sống. Hoặc là trốn chạy để khỏi chết, ba lựa chọn hắn phải chọn một, lúc này hắn không có lựa chọn nào khác, thị hoang thế giới chính là như thế, cường giả vi tôn. Chưa đến ba hô hấp, ánh mắt Bạch Kinh Đường co rúm, đột nhiên quỳ một chân trên đất, nói.
Bạch Kinh Đường bái kiến trưởng môn, ta nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn. Bạch Kinh Đường gia nhập Phi Linh Môn chúng ta. Phạm Thống, Hòa Thượng béo gầy giật mình ngoài ý muốn, bọn họ có lẽ không nghĩ tới, thì ra chiếm đoạt Thiên Dương Môn mới là dụng tâm thật sự của trưởng môn. Lục Lâm Thiên cười thỏa mãn, nhìn đám đệ tử Thiên Dương Môn đang thất lạc, hắn nói thật to. Đệ tử Thiên Dương Môn nghe đây, người quy thuận Phi Linh Môn sẽ có lợi, không gia nhập phải chết. Hai mặt nhìn nhau, mấy vạn đệ tử Thiên Dương Môn quan sát lẫn nhau, trưởng môn đều gia nhập Phi Linh Môn, bọn họ muốn thế nào chứ? Bái kiến trưởng môn, dẫn đầu có Ngộ Chân Cảnh tỏ vẻ trung tâm, nhất triều thiên tử nhất triều thần, càng sớm quy thuận càng tốt, đạo lý kia không có gì khó hiểu. Bái kiến trưởng môn, bái kiến trưởng môn, khi có người quy thuận gia nhập, lập tức đệ tử Thiên Dương Môn đều quy thuận. Thiên Dương Môn gia nhập Phi Linh Môn, bị hắn chiếm đoạt, Phi Linh Môn càng ngày càng mạnh. Trưởng môn Phi Linh Môn quá mạnh, Bạch Kinh Đường cũng thất bại. Không biết Lục Lâm Thiên có địa vị gì. 6 ngày sau đó, 1 năm trong thiên trụ đã qua, Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm chọc khí. Thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa đã dung hợp với nhau, hai chủng áo nghĩa dung hợp hoàn mỹ, so với thời không lao ngục cũng không yếu hơn chút nào. Lục Lâm Thiên thì thào nói nhỏ, trong thời gian 1 năm này, Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ thời không lao ngục gặp bình cảnh ngăn cản, nhưng mà lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa dung hợp lại tiến bộ không nhỏ. Thậm chí tiến bộ vượt qua Lục Lâm Thiên dự đoán. Lục Lâm Thiên phất tay vỗ vào đầu rối, Lục Lâm Thiên mượn phản lực lơ lửng trên cao. Vù vù, khí tức bắt đầu chấn động, không gian bắt đầu sinh ra gợn sóng loạn rất lớn, cả không gian run rẩy, dùng bản thân làm trung tâm, không gian loạn, không gian áo nghĩa và thời gian áo nghĩa tràn ngập các nơi. Siêu, siêu, biên giới không gian bị thời gian chi lực ảnh hưởng, biên giới xuất hiện vết đen hư không. Tâm thần Lục Lâm Thiên khẽ động, thời gian loạn, không gian sinh ra khe nứt không gian rất mạnh. Về sau gọi là thời không hư lao a. Thu không gian quỷ dị này, nhìn qua không gian thời không loạn, Lục Lâm Thiên cười thỏa mãn, có thể xem như bản thăng cấp của thời không lao ngục. Tuy thời không lao ngục cũng dung hợp thời gian và không gian áo nghĩa, nhưng không kết hợp hoàn mỹ, lúc này, thời không hư lao, mới thật sự dung hợp hai áo nghĩa kỳ lạ này với nhau. Suy. Sau một lát, Lục Lâm Thiên lại tiến vào thiên trụ giới tầng thứ nhất. Thiên trụ giới tầng thứ nhất, Vấn Thân Mạc đang ngồi 2 tháng ở đây, thần sắc rung động, thủ ấn không ngừng biến hóa, có đôi khi mừng rỡ rung động, kích động muốn thổ huyết. Tuyệt diệu a hát, quá tuyệt diệu. Lục Lâm Thiên tới gần Vấn Thân Mạc hồn nhiên không biết, hắn vẫn suy nghĩ và khen không dứt miệng. Nhìn Vấn Thân Mạc, Lục Lâm Thiên mỉm cười, hỏi. Vấn Thân Mạc. Người cân nhắc thế nào? Người tới. Vấn Thân Mạc lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt si ngốc quan sát Lục Lâm Thiên, ánh mắt run run mấy cái, bỗng nhiên mặt mò ủy khuất, đứng dậy, ánh mắt ủy khuất suýt khóc, nói. Người rốt cục đã đến, tại sao ngươi lâu như vậy mới tới, ta sắp bị hành hạ chết rồi, ngươi thật biết tra tấn người khác mà. Lục Lâm Thiên khó hiểu hỏi. Ta tra tấn ngươi thế nào? Trời đất chứng giám. Ngươi dám nói ngươi không phải cố ý tra tấn ta sao? Vấn Thân Mạc ủy khuất suýt rơi lệ, nhìn Lục Lâm Thiên, quả thật đang lên án. Ngươi cho ta ngọc giản, toàn bộ đều là tri thức khôi lỗi, đan dược, tọa giá khôi lỗi, luyện chế chiến hạm và bố trí đại trận đều vô cùng cao thâm huyền ảo, nhưng chỉ cho có một nửa, ta xem phía trước không có đằng sau, nghiên cứu nửa phía trước không có lĩnh ngộ phía sau, ngươi không phải tra tấn thì là cái gì, đây là giết người không thấy máu. Vấn Thân Mạc nói xong, hắn rơi lệ đầy mặt, gần đây hắn sống rất dày vò, nội tâm rằng xé, khôi lỗi, đan dược, tọa giá khôi lỗi, chiến hạm, đại trận có phương pháp luyện chế và bố trí, đều là cao thâm huyền ảo, nhưng mỗi phương pháp luyện chế, Lục Lâm Thiên đều cấp hắn một nửa, xem phía trước không có đằng sau, nghiên cứu phía trước không thể lĩnh ngộ phía sau, đối với tu luyện giả linh hồn áo nghĩa, đối với hắn là tra tấn không gì sánh nổi. Lục Lâm Thiên nghe vậy cười nhạt. Lục Lâm Thiên muốn chính là hiệu quả này, Lục Lâm Thiên cho Vấn Thân Mạc chính là tri thức của Đại Thiên Linh Lục, với tu luyện giả linh hồn áo nghĩa là hấp dẫn không gì sánh nổi. Nhìn Vấn Thân Mạc, Lục Lâm Thiên cười nhạt, hỏi. Vậy ngươi cân nhắc như thế nào? Vấn Thân Mạc nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, ánh mắt xoay chuyển, nói. Ta gia nhập Phi Linh Môn, ta cầu ngươi cho ta gia nhập Phi Linh Môn,
ngươi không cho ta gia nhập phi linh môn, dù sao ta cũng không đi, đúng rồi, những phương pháp luyện chế khôi lỗi, đan dược, tọa giá khôi lỗi, chiến hạm, trận pháp này, phía sau ngươi đều có, cho ta xem một chút được hay không, chỉ cần ngươi cho ta xem, về sau ta sẽ làm trâu ngựa cho phi linh môn, uy, ngươi đừng đi, rốt cuộc có được hay không, ta cầu ngươi, ngươi cho ta nhập phi linh môn không được sao? Uy, ta muốn gia nhập phi linh môn. Bái kiến trưởng môn. Trong đại điện, lúc này có gần trăm người cung kính hành lễ, hòa thượng béo gầy, Bạch Kinh Đường đang ở đây, lúc này phi linh môn ngộ chân cảnh tổng cộng 16 người, tăng thêm Kim Viên là 17, nhưng mà Kim Viên vẫn đang chữa thương, nhưng thương thế đã sớm không đáng ngại, dường như có lĩnh ngộ, cho nên Lục Lâm Thiên không quấy rầy. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, hơn 10 ngộ chân cảnh, 7-80 phá giới cảnh, thực lực như vậy đủ quét ngang vạn cổ thế giới, nhưng đối phí thiên thủy môn lại không đủ. Lúc này Lục Lâm Thiên lại tuyên bố Bạch Ngọc Đường là phó đường chủ ngoại đường, mà Vấn Thân Mạc đang đứng bên cạnh Lục Lâm Thiên, hắn cũng thành phó đường chủ linh đường, thiên dương môn còn một trưởng lão ngộ chân cảnh cao giai, tạm thời phụ trách chuyện võ đường. 4 ngộ chân cảnh trung giai cũng trở thành trưởng lão, 7 ngộ chân cảnh biến thành hộ pháp, đồ vật trên người bọn họ, Lục Lâm Thiên không động, nhưng lại giao cho bọn họ không ít đan dược chân phẩm, phá giới cảnh cũng có không ít đan dược giới phẩm. Chuyện này làm người thiên dương môn bất ngờ, trưởng môn quả nhiên hành động vượt qua suy đoán của bọn họ. Sau khi an bài tất cả, Lục Lâm Thiên mới rời khỏi đại sảnh, Vấn Thân Mạc chủ động đi vào thiên trụ giới, muốn nghiên cứu tri thức vừa đạt được. Sau khi đưa Vấn Thân Mạc vào trong thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên tính toán thời gian, Thương hội Thải Vân cũng sắp đưa tài liệu tới rồi. Sau khi có tài liệu, hắn sẽ luyện kế chiến hạm và khôi lỗi, đây là biện pháp tăng thực lực của phi linh môn rất nhanh. Về phần tinh thạch thế giới mua sắm tài liệu, hắn chỉ có thể dựa vào bán chiến hạm và tọa giá khôi lỗi. Vạn sự khởi đầu nan, lúc này phi linh môn tại thị hoang thế giới chỉ mới có hình thức ban đầu, trong lòng Lục Lâm Thiên thở dài, vì nhân nhân trên đại lục linh vũ, tất cả còn xa lắm. Nội tâm Lục Lâm Thiên không có chút oán hận nào, đạt được càng nhiều, trả giá càng nhiều, càng trả giá nhiều sẽ giúp mình càng mạnh. Tiểu Long, người bây giờ đang ở nơi nào? Bên ngoài đình viện. Lục Lâm Thiên nhìn đỉnh núi, hắn nhớ Tiểu Long. Trong thiên địa, núi non trùng điệp, trong sơn mạch có tiếng thú giống không dứt. Giống. Ô. Trong thế giới này tiếng thú giống vang vọng các nơi, tùy ý có thể nhìn thấy cường giả thú tộc. Trong kiến trúc vàng son lộng lẫy, to lớn đồ sộ, chung quanh có năng lượng thiên địa rất đậm, cũng có được cấm chế và đại trận cực lớn, không phải người bình thường có thể tới được. Tiểu tử. Người có tư cách gì đi theo bên cạnh Tĩnh Thần công chúa, đừng tưởng rằng Vân Hoàng nói lưu ngươi lại, người có tư cách đi theo tại Tĩnh Thần công chúa hay sao? Người có tư cách đi vào mật địa tu luyện sao? Bên ngoài đại điện to lớn, trên một quảng trường lớn khủng khiếp, hơn 10 thân ảnh to lớn nhanh nhẹn vây quanh một thanh niên áo bảo vàng. Tóc của thanh niên áo bảo vàng hơi xoắn lại, trong mi tâm còn có ấn ký nhàn nhạt, trong tôn quý còn có yêu mị. Thiết Hùng, người muốn như thế nào? Xem ta không tồn tại sao? Bên cạnh thanh niên áo bào vàng có một thiếu nữ thanh lệ thoát tục nhìn thẳng vào đám người đang vây quanh, nàng rất tức giận, nhưng lại sinh ra khí chất cao quý, giống như hoa sen mới nở. Công chúa, hắn chỉ là người ngoài, vì sao lại giúp đỡ hắn, ở đây đều là các vị tướng quân chinh chiến bên ngoài, tên này không có tư cách đi bên cạnh ngươi. Nam tử nói chuyện to lớn như gấu chó, khí tức toàn thân hùng hậu, mắt nhìn thẳng thanh niên áo bào vàng. Nhưng hắn vẫn cung kính với nữ tử. Sắc mặt nữ tử âm trầm mang theo uy áp trời sinh, khí chất làm cho không người nào dám bất kín, đang muốn nói cái gì, thanh niên áo bảo vàng lại nói. Tĩnh Thần công chúa, bọn họ tới tìm ta, cứ giao ta giải quyết. Nữ tử gọi là Tĩnh Thần công chúa cắn môi, lập tức gật đầu, đôi mắt dễ thương mang theo một tia lo lắng, nói với thanh niên áo bảo vàng. Tiểu Long, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Long gật đầu, đôi mắt nhìn qua nam tử trước mặt, nói. Thiết Hùng, người muốn làm cái gì? Nam tử tên là Thiết Hùng phất tay của mình, lạnh lẽo nhìn Tiểu Long, nói. Về sau trung thực cách xa Tĩnh Thần công chúa một ít, người cũng buông tha tư cách tu luyện trong mật địa, danh ngạch không phải của ngươi, bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi. Tiểu Long lườm Thiết Hùng, nói. Loại người như ngươi, nhớ ngày đó trên đại lục Linh Vũ. Ta giáo huấn không biết bao nhiêu tên, ngươi còn chưa có tư cách khoa tay múa chân trước mặt ta, tốt nhất nhanh cút qua một bên, bằng không ngươi sẽ hối hận.
Thiết Hùng nghe vậy, lập tức giận dữ, hắn tức giận quát. Tiểu tử không biết phân biệt, xem mặt mũi tính thần công chúa, ta vốn là còn ý định nói chuyện với ngươi, không nghĩ tới ngươi không biết điều, cũng đừng trách ta không khách khí, đây là ngươi tự tìm. Vừa quát xong cánh tay rung lên, một đạo nguyên lực hùng hồn bộc phát, nắm giấm thật lớn phá không bay đi, chấn vỡ không gian đánh vào người Tiểu Long. Phanh! Một quyền đánh xuống, thân ảnh nhỏ gầy của Tiểu Long vững như bàn thạch, không chút di động, ánh mắt mang theo chiến ý, cánh tay có hỏa diễm tử kim sắc giao thoa, hắn sớm ngưng tụ một quyền, lúc quyền của Thiết Hùng đánh xuống, hắn cũng ra tay. Phụt! Không có chút trốn tránh, ánh mắt Thiết Hùng chưa kịp quan sát, một quyền của Tiểu Long đã đánh hắn phun máu, thân thể tráng kiện bay ra xa, nương theo đó là mấy thân ảnh đứng gần bị ảnh hưởng bay theo. Rầm rầm rầm! Từng thân ảnh nện xuống đất, sắc mặt Thiết Hùng trắng bệch, một quyền này mạnh thế nào, chỉ có hắn tự mình biết, trong quyền của Tiểu Long thủ mang theo hỏa diễm nóng bỏng đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của hắn. Tiểu Long, ngươi không sao chớ? Ngược lại tính thần công chúa vô cùng lo lắng, bóng hình xinh đẹp tới trước mặt, thấy Tiểu Long không có việc gì, nhưng vẫn quan tâm lo lắng. Ta không sao. Tiểu Long lắc đầu nói với tính thần công chúa, lập tức vỗ vào ngực bị Thiết Hùng đánh trúng, hắn rời đi. Người chung quanh không dám ngăn cản, nhao nhao lui ra phía sau. Tiểu Long đến bên cạnh Thiết Hùng, ánh mắt hơi trầm xuống, hắn lạnh nhạt nói. Về sau nhìn thấy ta nên trốn xa một chút, ngộ chân cảnh sơ giai mà thôi, không có tư cách hung hăng cản quấy trước mặt ta. Thân ảnh Tiểu Long xuất hiện trên đỉnh núi đầy tuyết trắng, áo bào màu vàng phất phơ, gió thổi qua tóc vàng, ánh mắt vẫn nhìn phía trước. Bóng dáng xinh đẹp của tính thần công chúa xuất hiện bên cạnh hắn. Nhìn thanh niên áo bảo vàng, đôi mắt dễ thương biến ảo, hơi do dự, hỏi. Tiểu Long, người có tâm sự? Cũng không có gì, ta nhớ lão đại, thần hy, tiểu y. Tiểu Long quay đầu lại, hắn nhớ lại những người thân của mình. Lục Lâm Thiên bị ta tìm được, người chết chắc rồi, người dám đùa giỡn ta, còn dám sờ mông ta, gạt ta nhìn trộm nhẫn chữ vật, bên trong có linh hồn công kích. Nữ tử xinh đẹp vuốt bờ mông của nàng. Nàng còn nhớ rõ Lục Lâm Thiên đáng chết thừa lúc mình bị chúng linh hồn công kích, ma trưởng của hắn vuốt mông của mình, dùng sức xoa nắn vài cái, gương mặt chán ghét kia còn hôn lên má và môi nàng, lưu lại nước bọt trên mặt, ngay cả người nàng thầm mến cũng không dám làm thế với nàng, sau này nàng phải làm sao? Nghĩ tới những thứ này, trên mặt nữ tử xinh đẹp tức giận, hai tay nắm chặt, nhưng dù nàng tức giận thế nào vẫn vô cùng xinh đẹp. Hừ, Lục Lâm Thiên, ngươi chờ đó cho ta. Nhìn qua phía trước, nữ tử biến mất không thấy gì nữa. Sáng sớm, vạn vật thức tỉnh trong ánh bình minh, thân ảnh Phạm Thống tiến vào hậu viện, nói. Trưởng môn, thương hội Thải Vân đến. Thì thế nào, vội vàng hấp tấp làm gì vậy, bằng không về sau Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ sẽ xem thường ngươi, ta cũng mặc kệ. Cửa phòng mở ra, thân ảnh Lục Lâm Thiên đi ra khỏi phòng, duỗi lưng, hít không khí trong lành. Ánh mắt Phạm Thống ánh mắt nhảy lên. Lập tức hỏi. Trưởng môn, Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ là ai? Là lãnh đạo trực tiếp của ngươi. Lục Lâm Thiên nhìn Phạm Thống, thân ảnh lập tức biến mất. Trưởng môn chờ ta một chút. Phạm Thống sờ sờ đầu, sau đó đi theo mau. Trong đại sảnh Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên đi vào đại sảnh đã thấy Bạch Kinh Đường và Hòa Thượng béo gầy. Trong đại sảnh có mấy người đang đứng, ở đây có nữ tử xinh đẹp, gương mặt trái xoan. Mái tóc xõa dài ngang lưng đang đứng chờ sẵn, chữ An Thi Giao ra, không phải người khác. An tiểu thư, sao ngươi lại tự mình đến đây? Nhìn thấy An Thi Giao, Lục Lâm Thiên hơi ngạc nhiên, thương hội Thải Vân đưa hàng đến, cần An Thi Giao tự mình áp giải, đây không phải việc tầm thường. An Thi Giao nhìn Lục Lâm Thiên, cười nói. Ta muốn xem Phi Linh Môn mới quật khởi gần đây, trong môn có phong cảnh xinh đẹp gì, cho nên mới tới xem thế nào. Ha ha. Lục Lâm Thiên cười cười, nói. Khó được An tiểu thư có nhã hứng này, trong không gian này, phía sau có vài nơi không tệ, ta tận tình địa chủ, dẫn ngươi đi dạo. An Thi Giao cười cười, ánh mắt hơi động, nói. Đó là đương nhiên tốt, nhưng mà tài liệu của Lục tiên sinh. Phạm Thống, ngươi và Bạch Phó Đường Chủ, Hòa Thượng béo gầy đi tiếp thu tài liệu của các vị khách thương hội Thải Vân đi. An Thi Đao chưa nói xong, Lục Lâm Thiên cười cười. Chen ngang lời An Thi Giao. Vâng. Phạm Thống, Bạch Kinh Đường, Hòa Thượng béo gầy bốn người cung kính đáp, ngược lại Bạch Kinh Đường có chút ngoài ý muốn,
dường như không ngờ Lục Lâm Thiên cười cười, chen ngang lời An Thi Giao. Vâng, ảo hắn tiếp thụ, mà Thương hội Thải Vân nổi danh khắp thị hoang thế giới, hắn vốn có mua đồ tại Thương hội Thải Vân, Thương hội Thải Vân còn không nhìn hắn nhiều, nhưng bây giờ Thương hội Thải Vân An tiểu thư tự mình đến Phi Linh Môn đưa hàng, hắn không thể không nghĩ nhiều. An Thi Giao vui vẻ, nhìn Lục Lâm Thiên đã an bài tốt, nói nhỏ. Lục tiên sinh thỉnh dẫn đường A, trong này có đại trận, ta không dám đi loạn. Nghe vậy, Lục Lâm Thiên cảm thấy hơi quái lạ, An Thi Giao có ánh mắt bất phàm, lập tức gật đầu, mang theo An Thi Giao rời khỏi đại sảnh. Phía sau núi, núi non trùng điệp, cảnh sắc xanh biếc, trong không gian này có vài nơi năng lượng nồng đậm một ít, cảnh sắc cũng đặc biệt đẹp, tăng thêm lúc này là sáng sớm, làm người ta rất thoải mái. An Thi Giao nhìn bốn phía, nói. Ta đi tới nơi này, trên đường nghe nhiều việc náo nhiệt, chính là Lục tiên sinh một lần hành động tiếp thu Thiên Dương Môn, chúc mừng. Lục Lâm Thiên sờ sờ chóp mũi, cười nói. Chút thực lực ấy, trong mắt Thương hội Thải Vân không đáng nhắc tới. An Thi Giao vội vàng nói. Có lẽ trước mặt cả Thương hội Thải Vân, Lục tiên sinh chỉ là nhân vật bình thường, nhưng mà trong lòng ta, Phi Linh Môn sau này chắc chắn sẽ được Thương hội Thải Vân coi trọng. Ít nhất hiện tại ta đã xem trọng Phi Linh Môn và Lục tiên sinh, cho nên mới đến đây. Ha ha! Lục Lâm Thiên không nói gì, sau khi cười ha hả liền rời đi. An Thi Giao bước đi nhẹ nhàng, váy dài phiêu giật, nói. Lục tiên sinh, nói tránh sự đi, lúc này đây ngươi muốn tài liệu luyện khí và linh dược, tổng cộng hơn 38 ước 8.600 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm, vẫn giảm giá 80%, cuối cùng chiết khấu bỏ con số lẻ. Là 31 ức 880 vạn, bởi vì chiến hạm và tọa giá khôi lỗi của Lục tiên sinh đang đấu giá ở bên ngoài, cho nên cũng không biết giá bao nhiêu cách, cho nên sổ sách sau này kết toán cũng không muộn. Lục Lâm Thiên cười cười, khom người ôm quyền, nói. Vậy nhiều đa tạ An tiểu thư. Giảm giá 80%, Lục Lâm Thiên tự biết giá tiền này không cao, mấy lần tiết kiệm, mình đã tiết kiệm gần 1 tỷ tinh thạch thế giới sơ phẩm. An Thi Giao ngẩng đầu. Đôi mắt sáng nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, nói. Lúc này ta còn có chuyện khác, chính là hy vọng Lục tiên sinh lần sau có chiến hạm và đồ tốt khác, cần phải trực tiếp hợp tác với Thương hội Thải Vân. Lục Lâm Thiên gật đầu, hợp tác với Thương hội Thải Vân, trước mắt mà nói cũng không tệ, có An Thi Giao thì mình thuận tiện không ít, gật đầu nói. Tự nhiên không thành vấn đề. Mặt khác còn có một yêu cầu quá đáng, có chút khó nói. Nhìn qua Lục Lâm Thiên. An Thi Giao cười yếu ớt, lộ ra cười khổ ý tứ hàm xúc, nói nhỏ, bất quá ta là người làm ăn, không tốt lối ra cũng muốn nói lên một câu mới tốt. Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt chớp động, nói. An tiểu thư cứ nói. An Thi Giao hơi nhếch môi, nhìn Lục Lâm Thiên, khẽ khom người, nói. Ta biết rõ Lục tiên sinh có quan hệ rất tốt với thiếu tháp chủ Linh Thứ Tháp, gần đây ta muốn thử làm sinh ý với Linh Thứ Tháp, cho nên... Hy vọng Lục tiên sinh nếu có cơ hội, có thể thay ta nói vài câu, đương nhiên, việc này tuyệt không được thì thôi, ta chỉ tùy tiện nói thôi. Nếu có cơ hội, chỉ nói mà thôi, nhưng ta người nhỏ, lời nhẹ, đến lúc đó An tiểu thư không thất vọng mới tốt. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, trong lòng hiểu rõ, sinh ý trong thành Đông Tinh có Thương hội Thải Vân làm chủ, trong phạm vi của Linh Thứ Tháp cũng có thương hội khác, sợ là Thương hội Thải Vân muốn khuếch trương, việc buôn bán chính là thế, chỉnh hợp tài nguyên. Chính mình đang hợp tác với Thương hội Thải Vân, quan hệ cũng không tệ, đến lúc đó có thể nói giúp vài câu, Lục Lâm Thiên sẽ không cự tuyệt. Nghe Lục Lâm Thiên nói thế, ánh mắt An Thi Giao vui vẻ, đôi mắt sáng động lòng người, vội vàng cảm tạ, nói. Vậy đa tạ Lục tiên sinh. Trưởng môn, không tốt, không tốt. An Thi Giao vừa dứt lời, phạm thống từ xa hô to dồn dập, thân ảnh lao về Upsilon T đi, xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên và An Thi Giao. Hành lễ với An Thi Giao sau đó nhìn Lục Lâm Thiên, hấp tấp nói. Trưởng môn không tốt. Vội vàng hấp tấp, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ biến, trong nội tâm phản ứng đầu tiên, chẳng lẽ tài liệu luyện khí của Thương hội Thải Vân xảy ra vấn đề? An Thi Giao cũng ngưng trọng, sợ là tài liệu luyện khí xảy ra vấn đề. Phạm thống vội vàng nói. Trưởng môn, có nữ nhân xinh đẹp bắt hòa thượng béo, nói bảo trưởng môn ngươi. Bảo ngươi, ấp a ấp úng, nhanh nói rõ ràng. Lục Lâm Thiên dần âm trầm. Phạm thống cắn răng nói. Nữ nhân xinh đẹp kia nói, Lục Lâm Thiên là đồ vô sỉ, là lừa đảo,
bảo Lục Lâm Thiên đi ra ngoài nhận lấy cái chết, bằng không nàng sẽ san bằng Phi Linh Môn thành bình địa, chó gà không tha, hòa thượng béo xông lên, bị một chiêu bắt đi. Hừ, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, nguyên lực chấn động, không gian lập lòe, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Lục tiên sinh, ta cùng đi với ngươi. Đôi mắt dễ thương của An Thi Giao khẽ nhúc nhích, nàng theo sau lưng Lục Lâm Thiên, trong nháy mắt đã tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Thực lực thật mạnh. Lục Lâm Thiên trước kia lưu ý thực lực An Thi Giao, nhưng hắn vẫn không nhìn thấu, lúc này vẫn khó nhìn thấu, nhưng từ tốc độ của nàng, Lục Lâm Thiên có thể xác định, thực lực An Thi Giao rất mạnh. Lúc này ở cửa ra vào Phi Linh Môn, bên ngoài Huyễn Sát Thiên Cương trận có gần ngàn người tụ tập. Thậm chí ở lối vào Huyết Sát Thâm Uyên có không ít người đứng xa trông xem thế nào. Đệ tử Phi Linh Môn ngưng trọng, cảnh giác nhìn chằm chằm vào một nữ tử xinh đẹp, đi đầu chính là Hòa Thượng Gầy, Bạch Kinh Đường, còn có mấy người tu vị không tầm thường đưa hàng của Thương Hội Thải Vân. Cô gái này dung nhan thoát tục, hai hàng lông mày thon dài như vẽ, hai mắt như sao, trang phục nóng bỏng, thân thể kiều mị mê người, làm không ít người Phi Linh Môn phải mê đắm, nhưng không kẻ nào dám bất kính với nàng. Bởi vì trên người nữ tử có khói độc bao phủ, bao vây mấy thân ảnh, trong đó có hòa thượng béo, còn có mấy phá giới cảnh, sắc mặt mỗi người đen kịt, thân hình sưng vù, rõ ràng đã trúng độc. Lục Lâm Thiên, người vô sỉ lừa đảo, mau ra đây nhận lấy cái chết, bằng không ta san bằng Phi Linh Môn thành bình địa. Nữ tử chống eo, không quan tâm hơn ngàn đệ tử Phi Linh Môn đang vây quanh, quát to. Siêu siêu, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện bên ngoài Phi Linh Môn. Sau khi tới Thâm Uyên, nghe tiếng mắng to này hắn quay đầu còn không kịp, bởi vì Lục Lâm Thiên biết rõ là vị sát tinh nào tới. Nghe giọng nói quen thuộc này, nội tâm Lục Lâm Thiên lạnh đi một nửa, trước kia còn có thể trốn, nhưng bây giờ không thể trốn, trước kia một người không sợ, hiện tại chính mình có Phi Linh Môn, hòa thượng chạy miếu không chạy, lúc này tâm thần Lục Lâm Thiên giá lạnh, trừ ma linh yêu nữ ra còn có ai khác. Lục Lâm Thiên thật sự không biết. Vì sao ma linh yêu nữ đuổi tới thị hoang thế giới, thật sự có hương vị âm hồn bất tán. Hai tay ma linh yêu nữ chống nạnh, tâm thần quan sát, phát hiện Lục Lâm Thiên đã đến, tự nhiên không trốn được tai mắt của nàng, nói. Lục Lâm Thiên, người hỗn đản này, chui ra đây cho ta. Khục, trước mặt hơn ngàn đệ tử Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên không thể không ho một tiếng, ánh mắt ngưng trọng, trong khoảng thời gian này thực lực của mình tiến bộ không ít. Nhưng so sánh với ma linh yêu nữ còn chưa đủ nhìn. An Thi Giao vẫn đi theo bên cạnh Lục Lâm Thiên, mấy cường giả Thương Hội Thải Vân nhìn thấy An Thi Giao, lập tức bất động thanh sắc đến bên cạnh An Thi Giao, mà An Thi Giao đầu tiên nhìn ma linh yêu nữ, ánh mắt khẽ biến, đây là nữ tử thoát tục không ăn khói lửa nhân gian nhưng nói chuyện tùy tiện, làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Lâm Thiên không thể không đi tới phía trước, đệ tử Phi Linh Môn chung quanh lui ra, ngẩng đầu nhìn ma linh yêu nữ. Lục Lâm Thiên sờ mũi, cố nặn ra nụ cười, nói. Đã lâu không gặp, ngươi tự nhiên hy vọng không gặp ta, tóm lại, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Nhìn Lục Lâm Thiên, trong nội tâm ma linh yêu nữ tức giận không biết phát tiết thế nào, nếu lần trước không phải mình có thủ đoạn linh hồn, sợ rằng linh hồn công kích trong nhẫn chữ vật kia, người có tu vị niết bàn cảnh không nhất định có thể chống lại, mà tiểu tử lớn mật này còn đùa giỡn nàng, còn dám sờ nàng, nàng sao buông tha hắn được. Nhìn qua ma linh yêu nữ bao bọc trong khói độc, đôi mắt An Thi Giao mang theo vẻ ngạc nhiên, bước lên nói. Nếu ta không có đoán sai, vị này nhất định là Phong Vân Sơn ma linh yêu nữ danh tiếng lừng lẫy a. Ma linh yêu nữ đang nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, căn bản không quan tâm kẻ khác, đôi mắt dễ thương lại nhìn An Thi Giao, không biết bởi vì An Thi Giao biết rõ thân phận của nàng, hay là vì cái gì khác, ánh mắt lập tức biến hóa, nói. Ngươi là ai? An Thi Giao khẽ khom người, nói. Ta là An Thi Giao, người Thương Hội Thải Vân, là bằng hữu của Lục Tiên Sinh. Người Thương Hội Thải Vân. Ma linh yêu nữ cau mày, dường như cũng biết Thương Hội Thải Vân, nhìn qua An Thi Giao nói. Chuyện giữa ta và Lục Lâm Thiên, chẳng lẽ Thương Hội Thải Vân muốn nhúng tay sao, ta sợ cấp trên Thương Hội Thải Vân của ngươi cũng không dám nhúng tay vào việc Phong Vân Sơn đâu. Các hạ hiểu lầm. Thương Hội Thải Vân tự nhiên sẽ không nhúng tay vào chuyện gì, nhưng ta là bằng hữu của Lục Tiên Sinh, chỉ là hy vọng dùng thân phận bằng hữu, có thể hy vọng giúp đỡ một chút việc nhỏ, ta có chút giao tình với Diệu Thủ Mạc không? Người quen nhị ca ta. Đôi mắt ma linh yêu nữ hơi chấn động một ít, ánh mắt cẩn thận dò xét An Thi Giao.
An Thi Giao gật đầu, lúm đồng tiền nổi lên, cười yếu ớt, nói. Đúng thế, ta có giao tình với diệu thủ Mạc Không Mạc tiên sinh, cũng nghe qua đại danh ma linh yêu nữ của các hạ, đã sớm như sấm bên tai, không biết các hạ có ân oán gì với Lục tiên sinh, có thể ngồi xuống bàn bạc không? Ma linh yêu nữ nhìn An Thi Giao, đôi mắt dễ thương lập lòe, vẫn đánh giá gì đó, cũng không biết có cẩn thận nghe An Thi Giao nói hay không, hỏi lại. Người thật quen nhị ca ta. An Thi Giao mỉm cười gật đầu, nói. Đó là đương nhiên, nếu các hạ không tin, đi về hỏi diệu thủ Mạc Không Mạc tiên sinh thì biết rõ. Lục Lâm Thiên ở bên cạnh nhìn tất cả, đang suy nghĩ giải quyết ma linh yêu nữ như thế nào, nghe được An Thi Giao nói thế, nội tâm vui vẻ, không nghĩ tới An Thi Giao có quan hệ với nhị ca ma linh yêu nữ, hy vọng yêu nữ không sằng bậy mới tốt, bằng không tân tân khổ khổ dựng lên phi linh môn, bị yêu nữ san bằng thì quá thảm. Ma linh yêu nữ hỏi. Vậy ngươi có quan hệ thế nào với Lục Lâm Thiên hỗn đản này? An Thi Giao nói. Ta và Lục tiên sinh cũng là bằng hữu, cho nên xin các hạ xem mặt mũi diệu thủ Mạc Không Mạc tiên sinh, mọi người ngồi xuống nói chuyện chứ. Không được. Thần sắc ma linh yêu nữ vốn hòa hoãn không ít, nhìn An Thi Giao và Lục Lâm Thiên, sắc mặt tức giận, nói. Nếu nhị ca của ta ở đây, càng không bỏ qua Lục Lâm Thiên hỗn đản này gạt ta. Còn đoạt tử linh thánh dịch của nhị ca ta nói, không luyện hỗn đản này thành khôi lỗi là không bỏ qua. Tử linh thánh dịch, An Thi Giao nghe xong ánh mắt chấn động, trước tiên nhìn Lục Lâm Thiên, nàng không ngờ tới nam tử áo xanh này dám đoạt đồ của Phong Vân Sơn, còn đoạt đồ của diệu thủ Mạc Không, tử linh thánh dịch là trọng bảo, quả thật là động thủ trên đầu thái tuế, nếu diệu thủ Mạc Không có mặt ở đây, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lục Lâm Thiên nhìn An Thi Giao, nhún nhún vai. Tử linh thánh dịch mình đã uống, không phun ra được. Việc này không có chút quan hệ với Thương hội Thải Vân, Thương hội Thải Vân không nên nhúng tay mới tốt, làm ta tức giận, đừng nói Phong Vân Sơn không dám động Thương hội Thải Vân. Ma linh yêu nữ nhìn An Thi Giao. An Thi Giao nhìn qua ma linh yêu nữ, khẽ cắn môi nói. Các hạ, Lục tiên sinh là bằng hữu của ta, nếu bởi vì tử linh thánh dịch, về sau Lục tiên sinh trả cho ngươi một phần tử linh thánh dịch được chứ? Tuy tử linh thánh dịch khó có thể đạt được, nhưng Thương hội Thải Vân ta sẽ nghĩ biện pháp, chắc chắn có thể tìm được. Nhìn thấy An Thi Giao che chở Lục Lâm Thiên, trong lòng ma linh yêu nữ không biết tại sao rất khó chịu, nói. Tử linh thánh dịch tuy quý trọng, nhưng ta còn ném được, hừ, không cần ngươi quan tâm, ta thấy ngươi đi cùng Lục Lâm Thiên hỗn đản này, sợ là quan hệ không đơn giản, bằng không dựa vào cái gì giúp hỗn đản này. An Thi Giao sững sờ, nói với ma linh yêu nữ. Ta và Lục tiên sinh chỉ là bằng hữu. Ma linh yêu nữ không tin, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên và An Thi Giao hai người, bờ môi vểnh lên, nói. Ta thấy các ngươi có quan hệ không muốn người khác nhận ra. Nghe vậy, An Thi Giao và Lục Lâm Thiên hai mặt nhìn nhau, Lục Lâm Thiên hơi xấu hổ, nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. An Thi Giao cảm thấy mặt nóng lên, vội vàng lắc đầu nói với ma linh yêu nữ. Các hạ hiểu lầm. Ta và Lục tiên sinh thật chỉ là bằng hữu. Ma linh yêu nữ nhìn thẳng An Thi Giao một hồi, đôi mắt lóe sáng như sao, lẳng lặng nhìn qua, ánh mắt giảo hoạt, một tia giảo hoạt lại giấu giếm đi, lập tức nói thẳng với An Thi Giao. Ta mới mặc kệ ngươi và Lục Lâm Thiên hỗn đản này có quan hệ thế nào, nhưng mà ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi không được có suy nghĩ với hắn là của ta. Vừa dứt lời, thân thể của ma linh yêu nữ lồi lõm lung linh. Lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, nhiều người chảy máu cam. A hát! Nghe vậy, ánh mắt nhiều người chấn động, tưởng rằng chính mình nghe lầm cái gì, ngay cả An Thi Giao cũng không ngoại lệ, đôi mắt kinh ngạc. Ma linh yêu nữ đạp không đi tới, rất thỏa mãn với biểu lộ của mọi người, nhìn Lục Lâm Thiên, bá đạo nói. Lục Lâm Thiên ngươi hỗn đản này, ngươi lừa gạt cảm tình của ta, còn chạy đến thị hoang thế giới, hiện tại có theo ta quay về kết hôn hay không? Xảy ra chuyện gì, trưởng môn? Mọi người đang bày trận địa đón địch, trong nội tâm ngưng trọng lại biến thành ngạc nhiên, nghe khẩu khí của nữ tử này, dường như không phải báo thù, mà là. Từng ánh mắt đồng loạt nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, ngay cả An Thi Giao cũng không ngoại lệ. A hát, kết hôn. Lục Lâm Thiên sững sờ. Lục Lâm Thiên, chẳng lẽ ngươi không muốn chịu trách nhiệm? Ma linh yêu nữ nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Nhưng trong lòng không thể không cảnh giác, không biết yêu nữ đánh chủ ý gì,
yêu nữ này không thể dùng lẽ thường đối đãi, nói. Cô nương, ta phụ trách thế nào, ta và ngươi không có quan hệ gì cả. Ma linh yêu nữ chẳng suy nghĩ tới biểu lộ của Lục Lâm Thiên, dường như rất hài lòng, nói. Không phải ngươi nói yêu thích ta sao? Ta thích ngươi. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, ánh mắt nhảy lên lên, đúng là có chuyện này, lúc trước vì chạy trốn khỏi chết, mình quả thật biên lời nói dối, vội vàng lắc đầu, nói. Nhưng ngươi có người trong lòng, hắn phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, thực lực đỉnh cấp, hắn mới là bạch mã vương tử của ngươi, ta không xứng. Lục Lâm Thiên nói xong lại lui hai bước, trực giác nói cho Lục Lâm Thiên biết, động cơ của yêu nữ không tinh khiết, hắn tránh xa mới tốt. Ma linh yêu nữ nghe vậy, sắc mặt biến hóa, mắt đầy lửa giận nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức nói. Ngươi không xứng với ta, nhưng ta đã là người của ngươi, ta phải làm sao, ngươi không phụ trách với ta. A hát, nghe ma linh yêu nữ nói thế, đệ tử phi linh môn vẫn kinh ngạc, lúc này nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Lục Lâm Thiên. Cô nương, chúng ta quan hệ khi nào, tại sao ta không biết? Lục Lâm Thiên vẻ mặt oan uổng. Ma linh yêu nữ không tha Lục Lâm Thiên, nói. Không phải ngươi đã hôn ta. Lục Lâm Thiên vội vàng giải thích, cuối cùng trong nội tâm nghĩ lúc đó chỉ cố ý chọc tức ma linh yêu nữ, nhưng cũng không phải là cố ý. Có, nhưng mà. Có phải ngươi đã sợ ta, còn. Lục Lâm Thiên vừa nói ra khỏi miệng, lập tức lại bị ma linh yêu nữ chen ngang, bộ dáng muốn nói lại thôi, dung nhan đỏ rực, làm cho người ta mơ màng liên tục. An Thi Giao nghe xong. Ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên từ trên xuống dưới, trong ánh mắt mang theo thần sắc không tin. Ta sờ, không phải, đó là ta. Lục Lâm Thiên không giải thích rõ ràng. Ma linh yêu nữ thấy Lục Lâm Thiên giải thích, trong nội tâm dường như rất hưởng thụ, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào hắn, nói. Lục Lâm Thiên, dù sao ta hiện tại là người của ngươi, cho nên ta phải lấy ngươi, về sau ngươi chính là người của ta. Không phải lúc nãy ngươi nói ngươi thành người của ta. Tại sao bây giờ thành ta là người của ngươi? Trong lòng Lục Lâm Thiên không dám buông lỏng, không biết yêu nữ đánh chủ ý gì. Ma linh yêu nữ đảo mắt, phất tay với Lục Lâm Thiên, nói. Ta quên quy củ của Phong Vân Sơn, dựa theo quy củ Phong Vân Sơn, ngươi bây giờ là người của ta, ta muốn kết hôn, ngươi trở thành áp trại tướng công của ta, ngươi sẽ phụ trách với ta cũng có trách nhiệm với ngươi. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt thở dài. Nhìn ma linh yêu nữ, nói nhỏ. Ngươi muốn thế nào, thứ kia trả lại cho ngươi, ân oán của chúng ta xóa bỏ. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, trong tay cầm một hộp ngọc có khí tức nóng bỏng truyền ra, trực tiếp vứt cho ma linh yêu nữ. Hộp ngọc này vừa ra, ánh mắt ma linh yêu nữ biến hóa, phất tay một cái, ngón tay ngọc thon dài sinh ra hấp lực hút hộp ngọc vào trong tay. Xùy, hộp ngọc bị ma linh yêu nữ mở ra, khí tức nóng bỏng tràn ra. Ma linh yêu nữ đóng hộp ngọc lại, trên dung nhan kiều mị tươi cười, vội vàng cẩn thận thu hộp ngọc vào trong nhẫn chữ vật. Lục Lâm Thiên nhìn ma linh yêu nữ, vừa rồi giao cho ma linh yêu nữ chính là vô ảnh phệ tủy độc thư, vật này là bảo vật, vốn à Lục Lâm Thiên còn không muốn trả, nhưng lúc này đã khác. Mặc kệ vô ảnh phệ tủy độc thư là trọng bảo thế nào, Lục Lâm Thiên cũng không muốn đến lúc đó ma linh yêu nữ hủy phi linh môn, trước kia một thân một mình, đánh không lại thì chạy. Nhưng bây giờ có phi linh môn, trốn cũng trốn không thoát. Ma linh yêu nữ thu hồi vô ảnh phệ tủy độc thư, thỏa mãn nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong mắt giảo hoạt cười cười, nói. Đây là đồ vật của ta, ngươi trả lại cho ta là đương nhiên, những điều là người phi linh môn của ngươi nha, xem mặt mũi của ngươi, ta tha bọn họ một mạng. Vừa dứt lời, ma linh yêu nữ phất tay đánh ra mấy đạo hào quang màu đen, phân biệt bay vào người hòa thượng béo và mấy phá giới cảnh. Làn da sương vù của đám người hòa thượng béo khôi phục, cuối cùng khói độc tiêu tán, cấm chế tự động mở ra. Trưởng môn, hòa thượng béo và mấy người kia khôi phục tự do, giống như gặp quỷ lao tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, hòa thượng gầy cũng thở ra một hơi. Ta đi tới nơi này, mệt muốn chết, cần nghỉ ngơi một hồi, hai ngày nữa sẽ mang ngươi về Phong Vân Sơn kết hôn. Ma linh yêu nữ lúc này đi tới bên người Lục Lâm Thiên, đôi mắt dễ thương nhìn An Thi Giao. Mang theo một tia ngạo khí, nói. Ngươi quen nhị ca ta, đến lúc đó ta và Lục Lâm Thiên hỗn đản này kết hôn, hoan nghênh ngươi đi Phong Vân Sơn xem lễ, tin tưởng nhị ca ta rất tình nguyện gặp ngươi. Ta đã lâu chưa gặp diệu thủ Mạc Không Mạc tiên sinh, nếu hai vị kết hôn,
ta đến lúc đó nhất định đưa lên một phần đại lễ. Đôi mắt An Thi Giao sáng ngời nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Lục tiên sinh xác định muốn kết hôn sao? Không có, ta và nàng không có. Lục Lâm Thiên vội vàng nói, căn bản không biết ma linh yêu nữ diễn cái gì. Ma linh yêu nữ nghe Lục Lâm Thiên nói thế, lập tức giẫm Lục Lâm Thiên một cước, tức giận nói. Ta lấy ngươi chắc rồi, ngươi dám không theo, ta sẽ hủy phi linh môn thành bình địa. Vừa dứt lời, ma linh yêu nữ lập tức nhìn Phạm Thống đang sững sờ bên cạnh Lục Lâm Thiên, quát. Còn thất thần làm gì vậy, còn không mang ta đi nghỉ ngơi. Vâng, Phạm Thống không biết có phải bị ngốc hay không, nghe vậy, ánh mắt nhìn ma linh yêu nữ biến sắc, toàn thân run lên, vội vàng cung kính dẫn ma linh yêu nữ đi lưng phi linh môn. Ma linh yêu nữ lập tức lườm Lục Lâm Thiên và An Thi Giao, thân thể uyển chuyển đi theo Phạm Thống tiến vào phi linh môn. Ngươi! Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ, muốn không cho ma linh yêu nữ đi vào, sợ là phiền toái càng lớn, nàng muốn mạnh mẽ đi vào cũng không ai có khả năng ngăn cản. Lục tiên sinh, chúng ta nên kiểm tra tài liệu một lần thôi. An Thi Giao nhìn bóng lưng ma linh yêu nữ, nàng cười nói, lời này còn lớn hơn bình thường. Hừ! Không gian phía sau, ma linh yêu nữ hử lạnh. Trong huyết sát thâm uyên, đệ tử phi linh môn thở ra một hơi, xem như sợ bóng sợ gió một hồi, cuối cùng không nghĩ tới, thì ra là sự kiện hồng phấn của trưởng môn, từng ánh mắt cười mà không cười, hâm mộ ghen ghét đều nhìn lên người Lục Lâm Thiên. Hòa thượng gầy nhìn ma linh yêu nữ tiến vào trong phi linh môn, lúc này giống như cười mà không cười hỏi Lục Lâm Thiên. Trưởng môn, không có sao chứ, chúng ta là có nên quay về hay không? Lục Lâm Thiên nhíu mày, nói. Giải tán đi. Ba canh giờ sau, trong đại sảnh phi linh môn, mọi người đã giải tán, chỉ còn lại An Thi Giao và Lục Lâm Thiên hai người. An Thi Giao cười cười, nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Lục tiên sinh diễm phúc không phải nông cạn, đường đường tam đương gia Phong Vân Sơn tam ma linh yêu nữ ái mộ ngươi như vậy, nếu việc này truyền đi, chỉ sợ rất nhiều người sẽ căm hận ngươi đấy. Lục Lâm Thiên cười khổ. Còn không biết trong lòng yêu nữ nghĩ gì, bất đắc dĩ thở dài. An cô nương không nên giễu cợt ta. An Thi Giao nhìn thần sắc Lục Lâm Thiên, nói nhỏ. Có lẽ Lục tiên sinh có quan hệ phức tạp với ma linh yêu nữ đại danh đỉnh đỉnh này, theo ta hiểu về Phong Vân Sơn, nếu Lục tiên sinh thật sự có quan hệ với Phong Vân Sơn, có lẽ không nhất định sẽ là chuyện xấu, nói không chừng về sau Lục tiên sinh rời khỏi thị hoang thế giới sẽ có bảo đảm không ít đấy. Lục Lâm Thiên giấu giếm gì đó, trong nội tâm suy đoán có phải An Thi Giao biết rõ một ít chuyện trên vạn cổ thế giới hay không, nhưng mà đây không phải đại sự gì, dùng năng lực và quan hệ của Thương hội Thải Vân với Vạn Thiên Liên Minh, không biết là không thể nào. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên không nói gì, An Thi Giao nói. Tài liệu đã giao xong, bất quá ta đang còn muốn phi linh môn ở lâu vài ngày, không biết Lục tiên sinh có thể thu lưu đâu này. An cô nương chịu ở lại phi linh môn vài ngày. Ta cầu còn không được, đây là vẻ vang cho phi linh môn chúng ta. Lục Lâm Thiên cười cười, âm thầm xoay chuyển ánh mắt, hắn không biết nên ứng phó ma linh yêu nữ thế nào, nếu An Thi Giao lưu lại, ngược lại còn có thể ứng phó một chút, thực lực An Thi Giao, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, tuyệt đối còn trên mình. An Thi Giao nghe Lục Lâm Thiên nói thế thì phì cười. Không nghĩ tới Lục tiên sinh cũng biết nói lời khách sáo, chúng ta cũng là bằng hữu, ngươi ít nói lời khách sáo đi. Ngươi là bằng hữu của Thương hội Thải Vân, ta đến phi linh môn xem như tới nhà bằng hữu, ngươi cứ gọi ta là An cô nương mãi là không tốt, gọi ta là Thi Giao là được rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nói. Thi Giao cô nương nói thế nào, ta cũng tỏng mệnh. Hừ, Thi Giao, gọi thân thiết như vậy làm cái gì? Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, đột nhiên có giọng nói mang theo vị chua vang lên, lập tức ma linh yêu nữ xuất hiện trong đại sảnh. Ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên và An Thi Giao hai người. An Thi Giao dường như biết rõ ma linh yêu nữ đã đến, bởi vậy ma linh yêu nữ đến đại sảnh cũng không cảm thấy kỳ quái, nói. Ta còn biết phương danh của tiểu thư cũng có thể trực tiếp gọi ta là Thi Giao. Tên của ta cũng không phải ai cũng biết rõ. Ma linh yêu nữ nói với An Thi Giao, bóng hình xinh đẹp ngạo nghễ trực tiếp đến bên cạnh Lục Lâm Thiên sững sờ. Hai tay thân mật ôm cánh tay Lục Lâm Thiên, nói nhỏ. Ta có chuyện tìm ngươi, ngươi đi theo ta một chuyến. Thi Giao tiểu thư, ngươi cứ tùy tiện, ở chỗ này không nên khách khí, ta không chiêu đãi ngươi.
Ma linh yêu nữ bộ dáng chủ nhân, vừa dứt lời, cũng mặc kệ Lục Lâm Thiên, kéo Lục Lâm Thiên đi vào nội đường. An Thi Giao nhìn ma linh yêu nữ và Lục Lâm Thiên hai người rời đi, nhíu mày sau đó mỉm cười. Lục Lâm Thiên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cách này An Thi Giao xa một chút, bằng không ta không bỏ qua cho ngươi. Trong phòng, ma linh yêu nữ vừa rồi còn thân mật, lập tức trở mặt với Lục Lâm Thiên, đẩy Lục Lâm Thiên ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Lục Lâm Thiên trở mặt còn nhanh hơn lật sách, đã sớm không kỳ quái, tâm thần hơi dò xét chung quanh, nói với ma linh yêu nữ. Hiện tại không có người khác, phô ảnh phệ tủy độc thư ta cũng trả lại cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào, nói đi. Ma linh yêu nữ nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt đắc ý, nói. Ta không có muốn thế nào, là tự ngươi nói yêu thích ta, ngươi còn dám đùa giỡn ta, cho nên ta muốn lấy ngươi. Sắc mặt Lục Lâm Thiên khó coi, không biết yêu nữ đánh chủ ý gì, đặc biệt nàng còn có thực lực cường hãn, nói. Ngươi cứ việc nói thẳng mình muốn thế nào là được. Ta không muốn đoán mò. Ma linh yêu nữ cười đắc ý, đứng trước mặt Lục Lâm Thiên, hương thơm tươi mát ập tới, tư thái ngạo nghễ, trên mặt thoát tục như trích tiên, ánh mắt cố ý sinh ra một tia hấp dẫn vũ mị, ngón trỏ vuốt cằm Lục Lâm Thiên, khẽ ngẩng đầu, nói nhỏ. Ngươi là của ta, trốn không thoát, thành thật một chút đi. Vừa dứt lời, thân ảnh ma linh yêu nữ biến mất tại chỗ, nói. Chờ sau khi lấy ngươi, ta lại sủng hạnh ngươi. Giống như hiện tại, căn phòng này là của ngươi, căn phòng bên cạnh là của ta, nếu ngươi dám tới, ta không ngại sớm sủng hạnh ngươi, khanh khách. Thời điểm tiếng cười như chuông bạc vang lên, lưu lại Lục Lâm Thiên đang ngẩn người, ánh mắt ngưng trọng nhưng lại cười khổ. Sau một lát, Lục Lâm Thiên đến sau núi, bố trí cấm chế sau đó đi vào thiên trụ giới, hắn ném một đống tài liệu luyện khí cho Vấn Thân Mạc. Nhìn thấy tài liệu luyện khí mấy chục ức. Vấn Thân Mạc trực tiếp nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức kích động run rẩy, căn bản mặc kệ Lục Lâm Thiên, lấy một đại đỉnh ra bắt đầu luyện kế, cũng không biết luyện chế vật gì. Lục Lâm Thiên xem xong liền mỉm cười, rời khỏi thiên trụ giới. Hoàng hôn chiếu rọi mặt đất, giống như đang phác họa nơi nơi. Vù vù, giữa không trung, mấy chiếc tọa giá khôi lỗi khổng lồ đang vượt qua hư không, giống như mấy hỏa cầu nóng bức. Mỗi một chiếc tọa giá khôi lỗi khổng lồ đều có đồ án ngọn lửa tung bay, nhìn thấy đồ án này, người trong thị hoang thế giới không ai không biết, đây là tiêu chí của liệt hỏa môn. Liệt hỏa môn trong toàn bộ thị hoang thế giới cũng là quái vật khổng lồ, tuy còn kém linh thú tháp và đông tinh xã, nhưng thực lực cực kỳ khủng bố, thực lực tông môn đủ sức liệt vào hàng nhị lưu trong thị hoang thế giới. Tăng thêm liệt hỏa môn có không ít quan hệ với phó xã trưởng đông tinh xã. Quan hệ này bảo đảm địa vị của liệt hỏa môn trong thế lực nhị lưu. Lúc này tọa giá khôi lỗi của liệt hỏa môn khí thế hung hãn vượt qua trời cao, ven đường đi qua nơi nào, tự nhiên không ai dám cản trở. Giờ phút này trưởng lão mặc trường bào đỏ đi ra, hai mắt khép hờ, nói nhỏ. Chuyện phi linh môn đã điều tra rõ ràng chưa, địa bàn nằm ở đâu? Đại hán trung niên cung kính trả lời. Viêm hỏa trưởng lão, tam trưởng lão có không ít đệ tử. Đều bị phi linh môn đánh chết, mà phi linh môn chỉ là sơn môn mới quật khởi, thời gian trước còn tiêu diệt thị huyết giáo, lúc trước câu chuyện bên ngoài thành Đông Tinh cũng có phi linh môn nhúng tay, thiếu tháp chủ linh thiếu tháp dường như có chút quan hệ với hắn. Lão giả áo bào đỏ nói xong, hai mắt run lên, mở mắt ra, tinh quang trong mắt bắn ra như hỏa diễm, không gian phủ lên màu đỏ rực, khí tức nóng bỏng xuất hiện, ánh mắt thu liếm, âm trầm nói. Phi linh môn giữ lại không được. Lúc này phải san bằng thành bình địa, để người ta biết liệt hỏa môn, không phải ai cũng có thể trêu vào. Trong hai ngày kế tiếp, Lục Lâm Thiên vốn muốn dẫn An Thi Giao đi dạo, nhưng mà có ma linh yêu nữ đến phi linh môn, chuyện đã khác biệt, chỉ cần có An Thi Giao và Lục Lâm Thiên cùng đi, nhất định sẽ có thân ảnh ma linh yêu nữ. Ở trong phi linh môn, ma linh yêu nữ trực tiếp tự cho mình thân phận nữ chủ nhân, thực lực khủng bố tăng thêm ra tay hào phóng. Lập tức thu mua không ít nhân tâm trong phi linh môn, làm cho người ta vừa kính vừa sợ, cũng không biết cho Bạch Kinh Đường, Hòa Thượng Béo Gầy và Phạm Thống chỗ tốt gì, bốn người này thật sự gọi ma linh yêu nữ là phu nhân. Lục Lâm Thiên phản đối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của ma linh yêu nữ, bản thân chỉ có thể nhẫn, mà trong phi linh môn, hai ngày này các đệ tử bàn luận về phu nhân tuyệt mỹ này, An Thi Giao cũng bị nghị luận, trong mắt mọi người, đây là hồng phấn tranh chấp. Hai ngày sau đó, An Thi Giao cáo từ Lục Lâm Thiên rời khỏi phi linh môn, chỉ cần là nơi có nàng thì có ma linh yêu nữ quấy rối,
mà ma linh yêu nữ tuy quấy rối, nhưng cũng rất lễ phép và khách khí, không có chút đắc tội An Thi Giao, thậm chí còn rất quan tâm, duy nhất một điểm là bao giờ cũng nhắc nhở, Lục Lâm Thiên là áp trại tướng công của nàng, không cho phép nhúng chàm. Cho nên, An Thi Giao cũng chỉ cáo từ rời đi, ma linh yêu nữ và Lục Lâm Thiên cũng ở trong huyết sát thâm uyên, ma linh yêu nữ càng khách khí với Lục Lâm Thiên hơn. Vèo! An Thi Giao cưỡi tọa giá khôi lỗi cấp 2 đỉnh phong, so với tọa giá khôi lỗi của Lục Lâm Thiên còn mạnh hơn không ít. Tiểu thư, vì sao chúng ta ngây ngốc trong phi linh môn 2 ngày, mấy ngày nay trong phi linh môn truyền ra không ít lời không tốt giữa tiểu thư và Lục Lâm Thiên, với thân phận của tiểu thư, Lục Lâm Thiên dường như còn chưa đủ tư cách. Trong tọa giá khôi lỗi thương hội Thải Vân, một nam tử trung niên nhịn không được cung kính nói với An Thi Giao. An Thi Giao cười cười, nói nhỏ. Những lời kia không cần quan tâm, các ngươi chẳng lẽ không thấy phi linh môn không đơn giản, còn có trưởng môn phi linh môn có đơn giản hay sao? Có chút bổn sự, nhưng mà trong thị hoang thế giới này sẽ không có ngày nổi danh, cho dù đi ra ngoài, cũng chưa chắc làm được gì. Một áo lam đàn ông nói. An Thi Giao than nhẹ, nhìn mấy người kia, nói. Ma linh yêu nữ có thể đến phi linh môn, các ngươi sẽ cảm thấy phi linh môn đơn giản sao, dùng thế lực phong vân sơn. Nếu cả hai có quan hệ không cạn, phi linh môn tuyệt đối sẽ không quá kém, trọng yếu nhất là hắn, mấy ngày qua ta cố ý tới gần, căn bản không thể nhìn thấu, ma linh yêu nữ xuất hiện, ta thậm chí hoài nghi, nàng có phải cố ý lung lạc lôi kéo hắn hay không? Đại hán vừa nói chuyện biến sắc, nói. Không thể nào, cấp độ thực lực Lục Lâm Thiên chỉ là ngộ chân cảnh mà thôi, có bao nhiêu lợi hại, có thể che giấu bao sâu. An Thi Giao than nhẹ, nói. Ma linh yêu nữ thực lực rất khủng bố, nhị ca diệu thủ mạc không của nàng rất biến thái, đều là nhân vật không thể trêu chọc, cũng là nhân vật truyền kỳ, ta lo lắng bọn họ liền phát hiện hắn bất phàm, mới bảo ma linh yêu nữ đến phi linh môn. Đại hán nói, tiểu thư, nhắc tới Lục Lâm Thiên dựa vào Phong Vân Sơn, nói không chừng về sau còn có tư cách, nhưng nếu không có Phong Vân Sơn, tại thị hoang thế giới này, hắn không có ngày nổi danh, tiểu thư cũng không cần quá khẩn trương. Tiểu thư hiện tại đang ở trong thị hoang thế giới, nhưng mà ta tin tưởng một ngày kia, tiểu thư sẽ có thể rời khỏi thị hoang thế giới. An Thi Giao nhíu mày, lập tức gật đầu nói. Thị hoang thế giới không có gì không tốt, không nhất định phải đi ra ngoài, trong này thanh tĩnh, ngược lại làm ta ưa thích, nhưng mà hắn không phải vật trong ao. Tuy ta ở trong thị hoang thế giới, ta có thể kéo cho thương hội Thải Vân một bằng hữu, đây cũng là chuyện ta nên làm. Tên đại hán áo lam khinh thường, nói. Ta thật sự nhìn không ra Lục Lâm Thiên có cái gì bất phàm, cho dù bất phàm, trong thị hoang thế giới này cũng tự chui đầu vào giỏ, tự hủy tương lai. Đôi mắt An Thi Giao lộ ra nét tự tin, cười nói. Trong vạn cổ thế giới chỉ là phá giới cảnh, còn bị Thải Hồng Cốc đuổi giết chạy khắp nơi, trong thị hoang thế giới đã là ngộ chân cảnh trung giai, ngộ chân cảnh cao giai bị đánh chết dễ dàng, ngay cả Bạch Kinh Đường bước một chân vào thông thiên cảnh cũng bị đánh bại dễ dàng, đây là điểm không đơn giản. Sau khi An Thi Giao rời đi, Lục Lâm Thiên và ma linh yêu nữ trở lại phi linh môn, Lục Lâm Thiên càng trốn không thoát khỏi tay ma linh yêu nữ, đang nghĩ biện pháp trốn ra sau núi, đã bị ma linh yêu nữ chắn trong đại sảnh. Ma linh yêu nữ ngạo nghễ mỉm cười đứng trước mặt Lục Lâm Thiên, duỗi bàn tay như ngọc ra vuốt ve cái cằm Lục Lâm Thiên, nói nhỏ. An Thi Giao cũng đi, ngươi bây giờ nên theo ta về Phong Vân Sơn thôi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên. Hắn thúc thủ vô sách với yêu nữ này, đánh thì đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, hai ngày qua bị làm biệt khuất, nói. Chỉ sợ không được, người cũng biết, cả vạn cổ thế giới đang truy sát ta, thiên thủy môn cũng không bỏ qua cho ta, ta làm sao đi ra ngoài. Ma linh yêu nữ không đặt thiên thủy môn và vạn cổ thế giới vào trong mắt, nói. Ngươi đi theo ta đi là được, thiên thủy môn không làm gì được ngươi, chỉ cần đến Phong Vân Sơn. Đến lúc đó thiên thủy môn cũng không thể thế nào với ngươi, ngươi rất an toàn. Lục Lâm Thiên lắc đầu, nói. Ta sẽ không trốn trốn tránh tránh. Ma linh yêu nữ nói. Trong thị hoang thế giới, ngươi cũng trốn trốn tránh tránh mà thôi, cũng không nhất định an toàn. Đừng tưởng rằng đến thị hoang thế giới, thiên thủy môn sẽ không làm gì được ngươi, nên theo ta quay về Phong Vân Sơn mới tốt, nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ dùng sức mạnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến hóa. Nếu ma linh yêu nữ dùng sức mạnh, mình bây giờ không phải đối thủ của nàng, vội vàng nói. Ta sẽ cân nhắc một chút. Vậy còn được.
Trong mắt ma linh yêu nữ có vui vẻ khó bỏ qua, lập tức thỏa mãn rời đi. Sắc mặt Lục Lâm Thiên biệt khuất, nhưng hắn không có biện pháp, ai bảo ma linh yêu nữ thực lực mạnh hơn mình, rời khỏi thị hoang thế giới. Lục Lâm Thiên không nguyện ý, tuy bên ngoài tốt hơn thị hoang thế giới, nhưng với hắn mà nói, có hỗn độn âm dương quyết, ít nhất sẽ không lo ngại chuyện tu luyện. Mặt khác phi linh môn trong thị hoang thế giới cũng vừa khởi sắc, bước ra bước đầu tiên, Lục Lâm Thiên cũng không buông tha, cho nên muốn rời khỏi thị hoang thế giới, Lục Lâm Thiên tuyệt đối không muốn, đến lúc đó cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ngược lại phi linh môn hiện tại gặp gỡ một chút phiền toái không thể giải quyết, làm cho Lục Lâm Thiên không thể không sớm cân nhắc, Bạch Kinh Đường gia nhập phi linh môn, nhưng lần trước tiêu diệt thị huyết giáo, cũng giết ba cường giả và một ít đệ tử của liệt hỏa môn, tính toán thời gian, liệt hỏa môn cũng có động tác rồi. Thực lực liệt hỏa môn không phải bình thường, cường giả như mây, chỉ ngộ chân cảnh cũng có mấy chục người. Suy tư một hồi, trong nội tâm Lục Lâm Thiên có ý định, cũng chỉ có thể binh đến tướng cản, nước đến đất ngăn, đồng thời mau chóng phát triển phi linh môn, lôi kéo một ít người thực lực không tầm thường, cũng phải luyện chế nhiều chiến hạm mới, cũng phải kéo thêm cường giả gia nhập phi linh môn, không cách nào yên tâm 100%, cũng không giống đại lục linh vũ, phi linh môn thế hệ trước trung thành và tận tâm. Nhưng có khôi lỗi và chiến hạm trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không có dị tâm, cuối cùng Lục Lâm Thiên đã chuẩn bị kế hoạch của mình, mau chóng phát triển phi linh môn, luyện chế nhiều khôi lỗi và chiến hạm. Mà chuyện trọng yếu nhất, Lục Lâm Thiên cũng tự nhiên không quên, thực lực của chính mình mới là thứ cam đoan tất cả. Một lát sau, Lục Lâm Thiên âm thầm phân phó Phạm Thống và Bạch Kinh Đường, còn có Hòa Thượng Béo Gầy, hắn cũng cho gọi một ít phá giới cảnh tu luyện linh hồn áo nghĩa trong phi linh môn và thị huyết giáo, thiên dương môn tới. Vốn tất cả phá giới cảnh của thị huyết giáo và thiên dương môn cộng lại cũng hơn 100, nhưng mà tu luyện giả linh hồn áo nghĩa cấp độ ngoài phá giới cảnh, tăng thêm hai ngộ chân cảnh chỉ có 7 người. 7 linh hồn áo nghĩa, mặc dù được Lục Lâm Thiên an bài tiến vào thiên trụ giới, vào trong thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên cũng giao 7 người cho Vấn Thân Mạc, bảo Vấn Thân Mạc đi an bài. Trong ánh mắt ngạc nhiên của 7 linh hồn áo nghĩa, Lục Lâm Thiên lại rời khỏi thiên trụ giới, muốn phát triển khôi lỗi và chiến hạm của phi linh môn, cần tu luyện giả linh hồn áo nghĩa mới được. Thời gian một ngày trôi qua trong nháy mắt, hôm sau, Sơn Mạch Huyết Đô có mấy chiếc tọa giá khôi lỗi bay tới, những nơi đi qua, lưu lại trên không trung mấy vết cắt thật dài. Là người liệt hỏa môn đến. Lục Lâm Thiên trong thời gian ngắn trước đó dường như giết mấy trưởng lão của liệt hỏa môn. Xem ra liệt hỏa môn hung hăng thế này, chắc là đi báo thù rồi, liệt hỏa môn cũng không phải sơn môn như thiên dương môn và thị huyết giáo, phi linh môn lần này gặp phiền toái lớn rồi. Nhìn mấy chiếc tọa giá khôi lỗi và tiêu chí của nó, tất cả mọi người đều nhận ra lai lịch của nó, tại thị hoang thế giới, liệt hỏa môn là tồn tại không phải ai cũng dám chọc. Sáng sớm, ma linh yêu nữ hít không khí sáng sớm, duỗi lưng mỏi, thân thể đẫy đà nổi bật, thiếu chút nữa làm cho Lục Lâm Thiên chảy máu mũi, quá upsilon rồi. Ma linh yêu nữ lườm Lục Lâm Thiên, nói. Ý của ngươi là, ngươi muốn mang ta ra làm vũ khí, bảo ta giúp ngươi dọn dẹp đám liệt hỏa môn. Lục Lâm Thiên lúc này tuyệt đối vui vẻ, nhưng trong lòng thì ngưng trọng, sáng sớm hắn nhận được tin tức người của liệt hỏa môn đến, lần trước liệt hỏa môn phái tới ba ngộ chân cảnh cao giai, lúc này là người nào, Lục Lâm Thiên không cần suy đoán. Dùng ngón chân cũng biết sẽ có người tu vị thông thiên cảnh ra tay. Người có tu vị thông thiên cảnh, Lục Lâm Thiên tự biết mình không thể đối phó, cho dù là thông thiên cảnh sơ giai, nếu dốc sức liều mạng cũng khó làm được gì, cho nên Lục Lâm Thiên tự nhiên phải nhờ yêu linh ma nữ ra tay, nếu nàng ra tay có thể đối phó cả liệt hỏa môn. Nhìn ma linh yêu nữ, Lục Lâm Thiên vui vẻ giạt rào, nói nhỏ. Lời này của ngươi nghiêm trọng rồi, ngươi ở trong phi linh môn cũng được vài ngày. Liệt hỏa môn muốn đối phó phi linh môn, đây chính là không cho ngươi mặt mũi. Ma linh yêu nữ cân nhắc thoáng một phát về sau, theo mặc dù là khẽ gật đầu, nói. Nói cũng có đạo lý. Nghe vậy nội tâm Lục Lâm Thiên mừng rỡ, yêu nữ này rất đơn thuần, chỉ cần từ tính tình thì dễ đối phó, thực lực yêu nữ này rất mạnh, ngược lại có thể giúp mình. Ma linh yêu nữ nhìn nét mặt tươi cười như hoa của Lục Lâm Thiên, lập tức thấy ánh mắt cao hứng của Lục Lâm Thiên. Ánh mắt giảo hoạt, nói. Nhưng ta chưa bao giờ quan tâm mặt mũi, liệt hỏa môn không biết ta, tự nhiên không cần cho ta mặt mũi, diệt phi linh môn của ngươi, tin tưởng cũng không dám đỡ upsilon.ng đến ta, người đi đối phó là tốt rồi,
ta xem náo nhiệt, ta là người thích xem náo nhiệt nhất. Ngươi! Lục Lâm Thiên nghe xong, sắc mặt tươi cười như hoa cứng đờ, vẻ mặt biệt khuất. Ma linh yêu nữ rất thỏa mãn với biểu lộ của Lục Lâm Thiên, cười nhạt một tiếng, chân dài lướt đi, nhẹ nhàng đến trước mặt Lục Lâm Thiên, ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, người sợ là không cần làm cái gì, đây chính là cách Upsilon trong im lặng. Nhìn Lục Lâm Thiên, ma linh yêu nữ nói. Ta cũng không muốn bị ngươi lấy ra làm vũ khí, trong lòng ngươi có chút tâm tư không thể giấu được ta. Thoại âm rơi xuống, ma linh yêu nữ xoay chuyển ánh mắt, lập tức nói nhỏ. Muốn ta ra tay giúp ngươi một lần cũng có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Ánh mắt Lục Lâm Thiên sáng ngời, vội vàng nói. Điều kiện gì? Ma linh yêu nữ nói. Vô ảnh phệ tủy độc thư của ta bị ngươi làm chậm trễ lâu như thế, ngươi phải bồi thường ta. Ta phát hiện máu huyết của ngươi rất đặc biệt, đối với ta vô ảnh phệ tủy độc thư có không ít tác dụng, như vậy đi, chỉ cần ngươi cho xuất ra chút ít ngươi máu huyết, ta đã giúp ngươi một lần. Lục Lâm Thiên căn bản không cần cân nhắc, nghe vậy trực tiếp lắc đầu, nói. Điều đó không có khả năng, ta cũng không muốn chết dưới vô ảnh phệ tủy độc thư kia. Ma linh yêu nữ vội vàng nói. Ngươi đừng sợ a hát, thể chất của ngươi khác biệt, vô ảnh phệ tủy độc thư tiến vào trong cơ thể. Người khác một ngày đủ mất mạng rồi, ngươi lại không có chuyện gì, huống chi lúc này ngươi là áp trại tướng công của ta không bỏ được ngươi chết, ta chỉ muốn một chút máu huyết của ngươi mà thôi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, như vậy còn có thể tiếp nhận, chỉ cần không cho vô ảnh phệ tủy độc thư tiến vào trong cơ thể mình là được, do dự một lát, ánh mắt biến ảo, nói. Ta đáp ứng ngươi là được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, thời điểm ra tay đối phó liệt hỏa môn. Tận lực giúp ta bắt mấy tên thực lực mạnh nhất, có hữu dụng. Ma linh yêu nữ gật đầu, mỉm cười, nói. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi cho ta máu huyết là được. Trên huyết sát thâm uyên, dãy núi không ngớt, sinh cơ ảm đạm, trong không gian luôn có sát khí bạo phát. Ầm ầm, giữa không trung, mấy chiếc khôi lỗi khổng lồ xoay quanh, hai chiếc tọa giá khôi lỗi cấp 2 đi đầu, đằng sau còn 4 tọa giá khôi lỗi cấp 1. 6 chiếc tọa giá khôi lỗi lúc này có không ít hơn ngàn người đang đứng, khí thế lan tràn ra, làm cho không trung gió nổi mây phun, giống như khúc nhạc dạo của bão tố. Mấy lão giả đi và đại hán trung niên đang đứng, khí tức toàn thân lăng lệ, trong đó không ít người có khí tức ngộ chân cảnh, phía sau có vài chục phá giới cảnh. Lão giả lông mày đỏ đứng đầu tiên, bộ dáng lục tuần, hai hàng lông mày dài thẳng đứng giống như hỏa diễm, làn da trên mặt có màu đỏ thẫm. Đang mặc một kiện trường bào màu đỏ, hắn là trưởng lão liệt hỏa môn. Trên huyết sát thâm uyên, hơn ngàn người phi linh môn lúc này vô cùng ngưng trọng, Bạch Kinh Đường, hòa thượng béo gầy đứng trước đám người liệt hỏa môn, sắc mặt biến thành ngưng trọng. Trưởng môn, là đám trưởng lão và hộ pháp liệt hỏa môn, đứng đầu tiên chắc chắn là viêm hỏa trưởng lão, tu vị thông thiên cảnh sơ giai, thực động thủ, cho dù năm ta cũng không bằng hắn. Bạch Kinh Đường truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên, người liệt hỏa môn. Bạch Kinh Đường tự nhiên nhận thức không ít. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi trầm xuống, một người tu vị thông thiên cảnh, 8 ngộ chân cảnh, còn có 4 người ngộ chân cảnh cao giai, còn có 2 ngộ chân cảnh trung giai cùng 2 ngộ chân cảnh sơ giai, hơn 10 phá giới cảnh, đội hình cỡ này đủ tiêu diệt phi linh môn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi trầm xuống, nhưng hắn không phải lo lắng những việc này, mà là cả liệt hỏa môn, người liệt hỏa môn đến, Lục Lâm Thiên cười quỷ dị, có ma linh yêu nữ bên cạnh. Đám người liệt hỏa môn đến đây chẳng khác gì tìm cái chết. Ai là môn chủ phi linh môn Lục Lâm Thiên, đi ra nhận lấy cái chết. Trong đội hình liệt hỏa môn, viêm hỏa trưởng lão đến, một tên đại hán trung niên ngộ chân cảnh cao giai đi ra, ánh mắt đầy lãnh ý nhìn qua người phi linh môn, cuối cùng ánh mắt không quên nhìn lên người ma linh yêu nữ, trong lúc vô hình còn mang theo thần sắc dâm bản quyền. Ánh mắt ma linh yêu nữ lườm đại hán, cười nhạt một tiếng, nàng vô cùng tức giận. Trực tiếp đến trước mặt tên đại hán, dung mạo thoát tục như tiên, nói. Ngươi tìm Lục Lâm Thiên làm cái gì? Ma linh yêu nữ tươi cười, đại hán run lên, hắn không phải là không có nhìn thấy nữ nhân, nhưng trước mặt nữ nhân này thì không cách nào bình tĩnh được, lập tức ánh mắt hiền hòa không ít, trên mặt cũng vui vẻ, nói nhỏ. Tiểu thư, chẳng lẽ ngươi chính là Lục Lâm Thiên sao? Ta không phải Lục Lâm Thiên, nhưng mà Lục Lâm Thiên lại là áp trại tướng công của ta. Ma linh yêu nữ cười nói dịu dàng, vui vẻ khuynh thành, rung động lòng người, đủ làm thần hồn của người ta điên đảo, hồn phách đại hán trung niên lập tức mềm đi,
ngược lại ánh mắt Hỏa Viêm trưởng lão nghi ngờ nhìn ma linh yêu nữ, trong lúc mơ hồ có cảm giác bất an, nhưng lại không thể nhìn trộm khí tức của nàng. Có ma linh yêu nữ xuất đầu, Lục Lâm Thiên cũng không có động tác gì, giống như việc này đã không có quan hệ tới mình, căn bản không liên quan tới mình, chính mình chỉ xem náo nhiệt, trước mặt ma linh yêu nữ, thực lực người liệt hỏa môn không tệ, nhưng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Đối mặt với nụ cười mê người của ma linh yêu nữ, đại hán kia vui vẻ, nói. Tiểu thư, Lục Lâm Thiên lập tức sẽ chết, không bằng ngươi đi theo ta đi, cam đoan về sau không có ai dám khi dễ ngươi. Làm càn. Bạch Kinh Đường, đám người hòa thượng béo gầy gọi ma linh yêu nữ một câu phu nhân, trong nội tâm sớm xem ma linh yêu nữ như trưởng môn phu nhân, huống chi bọn họ đều đạt được chỗ từ ma linh yêu nữ, lúc này nghe tên đại hán nói, biết rõ không địch lại cũng dục dịch, dù sao bọn họ biết rõ, thực lực của phu nhân rất cường hãn. Lục Lâm Thiên phất tay bảo mọi người không được manh động, cái kia yêu nữ thoạt nhìn vui vẻ giạt rào, tựa như trích tiên, cả người lẫn vật vô hại, thế nhưng mà tuyệt đối là ăn không lỗ. Ma linh yêu nữ mỉm cười, nháy đôi mắt dễ thương, nhìn qua đại hán trước mặt, hỏi. Ngươi nói là thật sao, không có chuyện gạt ta chứ? Tên đại hán này bị mê đảo tâm hồn, hắn không nghĩ tới phi linh môn lại có mỹ nhân như vậy, lại sợ viêm hỏa trưởng lão lại đoạt với mình, cho nên hắn di lên phía trước, nói. Đương nhiên ta nói thật, về sau sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Vừa mới dứt lời. Đại hán không chịu nổi hấp dẫn đã đi về phía ma linh yêu nữ. Tần Sơn cẩn thận. Viêm hỏa trưởng lão cảm giác không ổn, hắn quát to, đáng tiếc hắn lên tiếng đã quá muộn, thân ảnh uyển chuyển của ma linh yêu nữ bộc phát độc khí, cả không gian chấn động, lấy nàng làm trung tâm, không ngừng run rẩy. Sương mù đầy trời bao phủ, đại hán cảm thấy không tốt, hắn vô cùng hoảng hốt, linh hồn lực mênh mông, lực trói buộc không gian rất mạnh. Kịch độc bao phủ lấy hắn, hắn không thể dãy dụa được. Ngộ chân cảnh cao giai trước mặt ma linh yêu nữ chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Đại hán bị bắt, trong mắt của hắn vô cùng sợ hãi, đến thời điểm này, hắn mới biết được nữ tử tuyệt mỹ có thực lực khủng bố như thế, vừa rồi chỉ trêu đùa hắn thôi. Ngươi còn không phải đối thủ của ta, làm sao bảo hộ ta ghét nhất người gạt ta. Ma linh yêu nữ cầm đại hán vào trong tay, đôi mắt dễ thương mỉm cười. Không chút phật lòng. Nhưng nhìn thấy ma linh yêu nữ ra tay, người liệt hỏa môn cũng chỉ có nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt các cường giả ngưng trọng, ánh mắt nhìn lên người ma linh yêu nữ. Sắc mặt viêm hỏa trưởng lão càng ngưng trọng, dễ dàng bắt một ngộ chân cảnh cao giai như thế, hắn cũng không làm được, hắn rất rõ ràng thực lực của Tần Sơn rất mạnh trong ngộ chân cảnh cao giai. Viêm hỏa trưởng lão nhìn qua ma linh yêu nữ hỏi, ngươi là gì của phi linh môn? Viêm hỏa trưởng lão cảm giác tình thế nghiêm trọng, hắn cũng không có được tin tức, phi linh môn còn có cường giả hung hãn như thế, hắn không thể điều tra khí tức của nữ tử trước mặt. Ma linh yêu nữ cười đạm mạc, ánh mắt nhìn qua đám người liệt hỏa môn một lần, nói. Đã nói rồi, Lục Lâm Thiên là tướng công của ta ở chỗ này, các ngươi còn dám tới phi linh môn hung hăng càn quấy, đó là không cho ta mặt mũi, tất cả mọi người tự phế tu vị sau đó xéo đi, bằng không ta sẽ không khách khí. Ngươi đừng khinh người quá đáng, hiện tại ngươi có thể đi, lúc này nên rời đi đi, nếu không liệt hỏa môn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Viêm hỏa trầm giọng nói với ma linh yêu nữ, liệt hỏa môn không phải ai cũng có thể trêu chọc, nhất là trong thị hoang thế giới. Nhưng viêm hỏa cũng không biết nữ tử trước mặt là ai, đừng nói là liệt hỏa môn, sợ là đông tinh xã, linh thú tháp cũng không thể uy hiếp được nàng, càng cũng đừng nói liệt hỏa môn. Nhìn qua viêm hỏa. Ma linh yêu nữ nói, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, liệt hỏa môn tính toán chó má gì, ta tùy thời có thể san bằng liệt hỏa môn thành bình địa. Xuy, ma linh yêu nữ vừa dứt lời, cầm tên đại hán vừa bắt được ném vào trong đám người phi linh môn, sau đó nàng lập tức tiến thẳng về phía viêm hỏa trưởng lão. Tới đây cho ta, hòa thượng béo không khách khí đánh ra một chảo, trong tay thổ nguyên lực nặng nề hội tụ thành hấp lực thật lớn sau đó bắt tên đại hán. Viêm hỏa trưởng lão nhìn ma linh yêu nữ, ánh mắt âm hàn, tinh quang nóng bỏng bắn ra ngoài, thân là cường giả thông thiên cảnh, hắn cũng không sợ ai, coi như đánh không lại, bỏ chạy cũng không thành vấn đề, nhìn bóng hình xinh đẹp ma linh yêu nữ lao tới, liệt hỏa môn viêm hỏa trưởng lão cũng dẫn đầu công kích, hỏa thuộc tính chân khí lóe lên, kình phong vô cùng nóng bỏng, hỏa diễm bao phủ không gian, thân ảnh lao thẳng về phía ma linh yêu nữ.
ta xem ngươi rốt cuộc là người nào. Viêm hỏa trưởng lão quát lớn, hắn đánh ra một quyền thật mạnh, trực tiếp ngưng tụ khí lưu ngập trời, hỏa diễm cuồn cuộn giống như phong bạo, hỏa long khổng lồ phóng lên trời, chấn vỡ không gian, nhiệt độ nóng bỏng phủ lên cả không gian đỏ thẫm, lập tức bay thẳng về phía ma linh yêu nữ. Đối mặt với công kích khủng bố như thế, ánh mắt ma linh yêu nữ chấn động, mỉm cười, nàng không lùi mà tiến tới, trực tiếp vượt qua không gian, đối mặt với quyền kình nóng bỏng kia, đối mặt với hỏa diễm nóng rực bay tới trước mặt, thân thể uyển chuyển của ma linh yêu nữ không chút tốn sức đã né qua công kích này, trực tiếp đến trước mặt viêm hỏa trưởng lão. Viêm hỏa trưởng lão cũng kinh hãi, nhìn thấy ma linh yêu nữ xuất hiện trước mặt mình, hắn hoảng sợ nói. Ngươi là đại đạo cảnh, ngươi. Đến thời điểm này, viêm hỏa trưởng lão mới hoàn toàn đoán được thực lực của nữ tử trước mặt là gì, nhất định là đến cấp độ đại đạo cảnh, bằng không sao có thể bỏ qua công kích của hắn chứ. Ngươi đoán đúng rồi. Ma linh yêu nữ xuất hiện trước mặt viêm hỏa, phất tay làm không gian vặn vẹo, linh hồn lực mênh mông và năng lượng thiên địa chấn động mạnh, cả không gian trực tiếp run rẩy không ngớt, kịch độc tràn ra các nơi, cả không gian chỉ như gió nổi mây phun, giống như mây đen áp đỉnh. Uy thế khủng bố làm cho người liệt hỏa môn cảm thấy nguyên lực và linh hồn không ngừng run rẩy. Xuy. Lúc viêm hỏa bị áp chế còn chưa kịp phản ứng, ma linh yêu nữ trực tiếp đem cấm chế hắn, uyển chuyển bóng hình xinh đẹp cùng lúc hóa thành mấy đạo, như là linh hồn ngưng tụ phân thân, lại không phải linh hồn phân thân thuần khiết, giơ tay nhấc chân gian bắt bảy ngộ chân cảnh không chút tốn sức. Xuy xuy. Không gian thu liễm, thời điểm chấn động linh hồn và kịch độc bộc phát. Mấy đạo thân ảnh bị ma linh yêu nữ bắt sau đó ném về trong phi linh môn. Ma linh yêu nữ mắt thấy Lục Lâm Thiên, ánh mắt mang theo giống như cười mà không phải cười nụ cười giả tạo ánh mắt, nói. Tướng công, đã giải quyết mấy con sâu cái kiến, ta về cho bảo bối ăn, không có việc gì đừng quấy rầy ta. Vừa dứt lời, bóng dáng uyển chuyển của ma linh yêu nữ lóe lên, trực tiếp quay về phi linh môn. Siêu, siêu, Bạch Kinh Đường. Hòa thượng béo gầy giơ tay lên, bọn họ vừa tỉnh mộng nhìn tám thân ảnh bị ma linh yêu nữ ném cho mình. Phu nhân quá mạnh mẽ. So sánh với phu nhân, liệt hỏa môn là cái rắm gì, không đáng sợ. Phi linh môn có phu nhân tọa chấn, về sau phi linh môn rầm rộ. Một cường giả thông thiên cảnh, bảy ngộ chân cảnh bị bắt, cảnh tượng này làm cho người phi linh môn rung động, nhiệt huyết sôi trào, kích động phấn khởi. Trái lại. Liệt hỏa môn lúc này đến hơn ngàn người, tất cả nhìn chân chối, kinh hãi thẫn thờ, thậm chí còn chưa phục hồi tinh thần lại, lúc này kéo bè kéo lũ tới thu thập phi linh môn, ai biết lại có kết quả này, trưởng lão mạnh nhất bị bắt trong một chiêu, thật sự quá khó tin. Lúc ma linh yêu nữ vừa mới ra tay, toàn bộ chiến trường im lặng. Lục Lâm Thiên nhìn tên thông thiên cảnh sơ giai, lại nhìn qua hơn ngàn người liệt hỏa môn, sát ý bắn ra, áo bào xanh phất phới, sát ý trùng thiên, quát. Giết, một cũng không lưu. Giết, một cũng không lưu. Động thủ, đánh đến chết mới thôi, hảo hảo giáo huấn liệt hỏa môn. Đệ tử phi linh môn vừa nghe lời này, nhiệt huyết bành trướng, lập tức hòa thượng béo gầy và Bạch Kinh Đường, còn có cường giả đầu hàng của Thiên Dương môn xông lên, lập tức chém giết liệt hỏa môn. Ầm ầm, năng lượng hủy diệt quét qua tất cả, không gian ven đường nứt vỡ, sơn mạch phía dưới nổ tung không dứt. Viêm hỏa trưởng lão bị bắt. Chúng ta chạy mau. Nhanh chạy trở về thông chi trưởng môn, chạy mau. Tất cả cường giả ngộ chân cảnh bị bắt, đả kích này không ai có thể trốn lại, liền dốc sức liều mạng là không có, bởi vì quân tâm đã loạn, binh bại như núi đổ, lúc trước ma linh yêu nữ ra tay quá mức rung động, tất cả cường giả liệt hỏa môn bị bắt, lúc này còn lại đệ tử liệt hỏa môn, tự nhiên không ngốc đi tìm chết, bởi vì xông lên không khác gì cái chết. Người liệt hỏa môn mất đi người tâm phúc, lúc này chỉ đợi tàn sát. Thực lực kém nhau quá xa, Lục Lâm Thiên biến mất, hắn xuất hiện trong hỗn chiến, hắn ra ta chém giết phá giới cảnh, còn phá giới cảnh cao giai bị Lục Lâm Thiên bắt lại. Có Lục Lâm Thiên nhúng tay, liệt hỏa môn càng không chống nổi, bị đệ tử phi linh môn đuổi giết, bọn chúng trốn khắp sơn mạch huyết đô. Đám người vây xem ở xa hít khí lạnh, hơn phân nửa người cho rằng phi linh môn chọc liệt hỏa môn sợ là phiền toái lớn, nhưng kết quả quá trái ngược, liệt hỏa môn đến diệt phi linh môn. Vẫn không có động thủ, mấy người tu vị mạnh nhất bị bắt, hơn 1.000 đệ tử tinh anh bị giết gà bay chó chạy, không ngừng bỏ chạy. Phi linh môn không đơn giản, chọc không được a hát. Đại chiến tiếp tục không dài, chỉ qua 1 phút là đệ tử liệt hỏa môn bị giết hoặc bỏ chạy ra,
cường giả phi linh môn đang đuổi giết, ven đường giết không ít, chính thức đào tẩu cũng không nhiều, trong đó kể cả đào tẩu một ít linh hồn phân thân và hồn anh. Đệ tử liệt hỏa môn ở trong thị hoang thế giới không phải trứng rái mềm, cuối cùng bị ép bất đắc dĩ, cũng có người tự bạo hồn anh, cũng làm đệ tử phi linh môn bị liên lụy. Lục Lâm Thiên giao chiến trường cho Bạch Kinh Đường, hắn quay về đại điện, đã bị ma linh yêu nữ ngăn cản, không khách khí nói. Cho ta một ít máu huyết của ngươi. Được rồi. Lục Lâm Thiên không có cự tuyệt, ma linh yêu nữ lúc này cũng xuất lực, đây cũng là đáp ứng ma linh yêu nữ. Hai canh giờ sau, trong phòng, sắc mặt Lục Lâm Thiên trắng bệch, hắn cắt ngón trỏ tích đầy một chén máu huyết, trong máu huyết ẩn chứa năng lượng chấn động mênh mông, loại năng lượng chấn động này còn vượt qua thiên tài địa bảo quá nhiều. Tại sao máu huyết lại mạnh như vậy? Nhìn qua máu huyết của Lục Lâm Thiên, ma linh yêu nữ cảm thấy kỳ quái, nói với Lục Lâm Thiên. Không sai biệt lắm, có thể. Lục Lâm Thiên thu thủ ấn, sắc mặt trắng bệch, trừng mắt ma linh yêu nữ, nói. Nếu không đủ, mạng của ta cũng không còn. Ma linh yêu nữ dịu dàng cười cười, cảm thấy áy náy, trong tay cầm hai viên đan dược giao cho Lục Lâm Thiên, nói. Đúng là hơi nhiều, người bình thường đã sớm không chống nổi, như vậy đi, vì đền bù, thông thiên đan và huyền nguyên đan đền bù cho ngươi, đối với ngươi đột phá thông thiên cảnh sẽ có trợ giúp rất lớn. Lục Lâm Thiên nhìn đan dược trong tay ma linh yêu nữ, đều là óng sáng long lanh, một viên màu da cam, một viên màu bạch ngọc, đều tỏa ra năng lượng mênh mông, cả phòng chấn động, nhìn hai viên đan dược này, trái tim của hắn chấn động mạnh. Lục Lâm Thiên tìm hiểu đại thiên linh lục lâu, vì vậy hắn không xa lạ gì thông thiên đan và huyền nguyên đan, hai viên đan dược đều là đan dược thiên phẩm, trong đó huyền nguyên đan, là đan dược thiên phẩm trung giai, thông thiên cảnh sơ giai phục dụng ít nhất tăng ngàn năm nguyên lực. Nếu tu vị bản thân là thông thiên cảnh sơ giai hậu kỳ, tăng thêm thiên phú không tồi, trực tiếp đột phá đến thông thiên cảnh trung giai cũng không phải không được. Thông thiên đan cũng không phải bình thường, thiên phẩm sơ giai, nhưng nó có chỗ tốt cực lớn với tâm tình, chỉ có tu luyện giả linh hồn áo nghĩa mới có thể luyện chế thông thiên cảnh, ẩn chứa nhận thức đột phá thông thiên cảnh của bản thân, cường giả ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong phục dụng sẽ có năm thành cơ hội đột phá thông thiên cảnh. Tu vị ngộ chân cảnh cho dù lĩnh ngộ mạnh hơn nữa, thực lực chống lại tu luyện giả linh hồn áo nghĩa thông thiên cảnh, thậm chí đánh chết, nhưng không có khả năng luyện ra thông thiên đan. Mà thông thiên đan có giá trị 20 ức tinh thạch sơ phẩm, là vật có tiền mua không được, giá trị huyền nguyên đan rất cao, tiếp 50 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm, một chiến hạm cấp 2 chỉ có giá 28 ức, bởi vậy hai viên đan dược này chân quý cỡ nào. Bỏ qua tất cả, Lục Lâm Thiên không có chút do dự. Sợ ma linh yêu nữ đổi ý, hắn nhanh chóng thu thông thiên đan và huyền nguyên đan trong tay ma linh yêu nữ, đây là thứ chân quý, đối với Lục Lâm Thiên mà nói, đây là trọng bảo tuyệt đối. Nhìn huyền nguyên đan và thông thiên đan, Lục Lâm Thiên cũng hưng phấn, lập tức thu vào nhẫn chữ vật, vật xa xỉ như thế, Lục Lâm Thiên phải lau mắt nhìn ma linh yêu nữ, nhìn ma linh yêu nữ, Lục Lâm Thiên nói. Chúng ta làm một số giao dịch chứ? Ma linh yêu nữ dường như cảm thấy hứng thú với máu huyết của Lục Lâm Thiên, thu chén ngọc lại, lúc này hỏi Lục Lâm Thiên. Giao dịch gì? Lục Lâm Thiên nói. Máu huyết của ta đổi thông thiên đan và huyền nguyên đan, như thế nào? Ngươi không muốn sống. Ma linh yêu nữ nghe vậy, lập tức trừng Lục Lâm Thiên, nói. Ngươi có biết ngươi làm vậy sẽ ảnh hưởng tới tu vị ngày sau không? Huống chi ngươi trong thời gian ngắn cũng không thể tiếp tục cung cấp máu huyết cho ta. Trừ phi ngươi không muốn mạng mình. Lục Lâm Thiên nhíu mày, tự nhiên biết rõ mình đang làm gì, máu huyết thương thân, tuy sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng mà Lục Lâm Thiên rất rõ ràng, bản thân mình chỉ giả ra, vừa mới bài trừ máu huyết, thường nhân sẽ mất mạng, mà chính mình không có đại sự gì, từ đó sẽ thấy hắn không bị ảnh hưởng quá lớn. Mà thông thiên đan cùng huyền nguyên đan, thật sự quá mức quý trọng, Lục Lâm Thiên vốn muốn hỏi thương hội Thải Vân, nhưng bởi vì quá quý giá cho nên không hỏi. Hơi cắn răng, Lục Lâm Thiên nhìn qua ma linh yêu nữ, nói. Ngươi đừng có quản, thông thiên đan và huyền nguyên đan có tác dụng lớn với ta, một viên không đủ, ta cần nhiều hơn. Ma linh yêu nữ trừng Lục Lâm Thiên, nói. Khẩu vị của ngươi quá lớn, máu huyết của ngươi mặc dù không tệ, nhưng máu huyết đổi thông thiên đan và huyền nguyên đan, sợ rằng giá trị không đủ, ngươi cũng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái này, hắc hắc. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, tự nhiên biết rõ máu huyết của mình đáng giá,
nhưng còn không sánh được thông thiên đan cùng huyền nguyên đan, lần này hắn thật chiếm tiện nghi. Ma linh yêu nữ nhìn về phía Lục Lâm Thiên, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, nắm hai bình ngọc trong tay, sau đó phất tay ném qua cho Lục Lâm Thiên, nói. Trong đây còn có 5 viên thông thiên đan cùng 7 viên huyền nguyên đan, ta biết ngươi muốn những thứ này làm cái gì, ở trong thị hoang thế giới, nếu ngươi không có những viên đan dược này, căn bản là không có cơ hội đột phá, chắc chắn ngươi muốn cho những người Bạch Kinh Đường kia. Lục Lâm Thiên đón lấy hai bình ngọc, lại là 5 viên thông thiên đan và huyền nguyên đan, khiến cho trái tim của Lục Lâm Thiên cũng không nhịn được mà run lên, tổng giá trị của những viên đan dược này lên đến 50 ức tinh thạch sơ cấp. Đây đều là những vật dù có tiền vẫn không mua được. Cảm ơn. Lục Lâm Thiên nhận lấy bình ngọc, sau đó thi lễ cảm tạ ma linh yêu nữ. Ma linh yêu nữ không khách khí mà liếc qua Lục Lâm Thiên, nàng nói. Không cần biết ơn ta, những viên đan dược này đều là do nhị ca ta tiện tay luyện chế được, lúc trước ta cho bọn Hổ Sơn còn dư lại một ít, dù sao nó cũng không có ích gì với ta, thật ra ta nhìn ngươi cũng không tệ lắm, đúng là tiện nghi cho ngươi rồi. Nhưng mà ngươi cũng phải nhớ kỹ rằng đã thiếu một ân tình của ta, sau này khi ta muốn lấy máu của ngươi, thì ngươi không thể không cho, nếu không đừng trách ta sẽ không khách khí. Lục Lâm Thiên vội vàng gật đầu, nói. Tất nhiên rồi, Lục Lâm Thiên ta nợ ngươi một ân tình lớn. Tổng cộng có 6 viên thông thiên đan và 8 viên huyền nguyên đan, giá trị mấy chục tỷ, đây đều là những vật có tiền cũng không mua nổi, ở thị hoang thế giới này, sợ là giá trị của nó sẽ tăng lên gấp đôi. Lục Lâm Thiên biết rằng hắn thiếu nợ ma linh yêu nữ một ân tình lớn. Biết rõ là được rồi, người mau điều tức đi, ta phải đi chăm sóc vô ảnh phệ độc thư của ta, sợ là nó sẽ tiến hóa trong mấy ngày này, đến khi đó sẽ có một ít tác dụng, sau mấy lần tiến hóa thì nhất định sẽ làm ngươi phải khiếp sợ đấy. Vô ảnh phệ độc thư lần nữa nằm trong tay, làm cho lòng ma linh yêu nữ mừng rỡ, cô nhìn Lục Lâm Thiên nói. Thật ra ngươi cũng không phải là người quá đáng ghét. Ít nhất ngươi không đem vô ảnh phệ độc thư của ta đi bán, đúng là mấy viên thông thiên đan và huyền nguyên đan không thể so sánh được. Lục Lâm Thiên cười khổ, bản thân hắn biết đây là bảo vật nên không nỡ bán, hắn muốn giữ làm của riêng, không nghĩ rằng ma linh yêu nữ sẽ tìm tới tận cửa, còn có tình trạng phi linh môn lúc này khiến hắn đã rơi vào đường cùng mới trả lại. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của ngươi nữa, không lẽ cứ kêu mãi ngươi là yêu nữ hay sao? Lục Lâm Thiên cười khổ. Sau đó hắn hỏi ma linh yêu nữ, ở chung trong thời gian này, Lục Lâm Thiên liền cảm thấy ma linh yêu nữ và Lục Tâm Đồng có nhiều chỗ giống nhau, mới nhìn cảm thấy nàng lòng dạ độc ác, nhưng thật ra trong lòng rất đơn thuần đáng yêu, có lúc khôn khéo hơn người khác, không chịu lỗ bao giờ, nhưng cũng có khi lại ngơ ngác ngẩn người ra, điều này làm cho sự kiêng dè trong lòng hắn ít đi hẳn, ngược lại còn thêm yêu mến. Ma linh yêu nữ liếc nhìn qua hắn, nói, ngươi vẫn nên điều tức trước đi. Ta đây rất thích người gọi ta là yêu nữ, còn tên của ta thì không phải ai cũng được biết, người mau điều trị tốt vết thương, sau đó theo ta quay về Phong Vân Sơn, ta không muốn ở mãi trong cái thị hoang thế giới này. Được rồi, yêu nữ thì yêu nữ vậy, người thích là được rồi. Lục Lâm Thiên cũng không để ý, ánh mắt hắn lóe lên, lập tức khóe miệng nhếch lên một đường cong mờ, hắn nói nhỏ. Vừa rồi ta đã tiêu hao không ít, thân thể bây giờ rất hư nhược. Coi như ta cùng với ngươi rời khỏi thị hoang thế giới đến Phong Vân Sơn cái gì đó, cũng cần phải điều tức đã mới được, dài nhất cũng cần đến một năm, ít nhất cũng là một tháng, trong khoảng thời gian này phiền ngươi giúp ta trông coi phi linh môn được không? Ma linh yêu nữ mặc một bộ trang phục hở rốn, trên người có một tư thái thoát tục, khuynh quốc khuynh thành, thân hình thướt tha mềm mại, nhìn qua Lục Lâm Thiên, đôi mắt cô ánh lên sự dễ thương giảo hoạt, có thêm chút khôn khéo, giống như cười mà không cười, nói. Ngươi đúng là nghĩ rất tốt, cho ta giúp ngươi trông coi phi linh môn miễn phí, lần này liệt hỏa môn tổn thất rất lớn, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi còn định bế quan một năm hả, ta thấy tối đa là một tháng mới đúng, cái liệt hỏa môn gì gì đó sẽ đến đây. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên hiện lên sự kinh ngạc, yêu nữ này đúng là không đơn giản, tính toán thật khôn khéo. Dường như ma nữ yêu linh rất thích nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Lục Lâm Thiên, nàng cười một tiếng thỏa mãn, nói. Thật ra cái liệt hỏa môn ta cũng không để vào mắt, tâm tình ta hiện giờ rất tốt, ra tay giúp ngươi một lần cũng không sao cả, thời gian tối đa là 2 tháng, trong 2 tháng này ta đảm bảo phi linh môn của ngươi sẽ không xảy ra việc gì, nhưng qua 2 tháng mà ngươi còn chưa ra ngoài, phi linh môn sống hay chết thì cũng không liên quan tới ta. Thật sự cảm tạ ngươi,
hai tháng thì hai tháng. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, có yêu nữ này trông nom Phi Linh Môn, hắn đúng là không phải lo lắng gì nữa, có thể yên tâm đi bế quan rồi, thời gian hai tháng à, hắn ở tầng thứ sáu thiên trụ sẽ được 10 năm, trong 10 năm này, đủ để hắn làm rất nhiều chuyện. Một lúc sau, Lục Lâm Thiên hài lòng đi ra sau núi, đi theo có Bạch Kinh Đường cùng là đệ tử nội môn của Thiên Dương Môn, còn có một đồng môn có tu vi hơn người gọi là Thạch Ngọc Đồ, tu vi của hắn cũng đến hậu kỳ đỉnh phong. Tuy Thạch Ngọc Đồ không được như Bạch Kinh Đường một chân đã bước vào thông thiên cảnh, nhưng cũng được coi là một cường giả trong Phi Linh Môn, thậm chí thực lực của hắn so với Kim Viên đang bế quan còn mạnh hơn. Bạch Kim Đường và Thạch Ngọc Đồ theo sau lưng Lục Lâm Thiên, trong lòng hai người đều có nghi ngờ, nhưng nhìn thấy Lục Lâm Thiên bố trí cấm giới cũng không hỏi gì nhiều. Sau khi bố trí kết giới, Lục Lâm Thiên mới gọi thiên trụ giới ra, hắn đưa hai người đang kinh ngạc là Bạch Kim Đường và Thạch Ngọc Đồ đưa vào thiên trụ giới. Tiến vào bên trong thiên trụ giới, ánh mắt của hai người kia đều chấn động thật sâu, nhìn thời gian loạn xung quanh cũng như không gian gợn sóng cùng khí tức mênh mông, hai người thì thào nói nhỏ. Thời gian bảo vật, chẳng lẽ đây chính là bảo vật thời gian? Đúng, đây chính là bảo vật thời gian. Lục Lâm Thiên mang theo hai người đến chỗ mấy người vấn thân mặc luyện chế đồ vật, trong tầng một thiên trụ giới có không gian cực lớn. Chỉ cần tâm niệm của Lục Lâm Thiên khẽ động là có thể che đậy được không gian riêng của mình. Nhiều tài liệu luyện khí như vậy, thiên phong tinh thạch, hỏa viêm linh tinh. Đây đều là bảo vật hết, nhiều tài liệu như vậy, giá trị phải lên đến mấy chục ức. Bạch Kinh Đường và Thạch Ngọc Đồ phải chịu nhiều chấn động, hai người họ từng suy đoán bọn người vấn thân mạc và các tu luyện giả linh hồn áo nghĩa phá giới cảnh đang ở nơi nào, bây giờ họ mới biết được. Hóa ra bọn vấn thân mạc đều ở bên trong bảo vật thời gian. Bí mật của ta các người cũng biết rồi, ta xem các người như đệ tử hạch tâm của Phi Linh Môn vậy, đây là của hai người, cầm lấy đi. Tâm niệm hắn khẽ động, ba người họ tuy đơn độc vào không gian, hắn đem cho hai người Bạch Kinh Đường và Thạch Ngọc Đồ đang rung động mỗi người một viên thông thiên đan và huyền nguyên đan, một luồng năng lượng chấn động lan tràn ra ngoài, chấn động lớn như vậy khiến hai người kia run rẩy toàn thân. Môn chủ, đây là... Hai người tiếp nhận đan dược đều cảm nhận được năng lượng dao động, khiến cho trái tim và linh hồn họ cũng nhảy lên theo từng đợt. Bạch Kinh Đường liên tục run run thân mình, ngay tức khắc hắn giống như đã nhận ra, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, ngạc nhiên đến mức há miệng có thể nhét vào quả trứng vịt. Hắn nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Môn chủ, chẳng lẽ đây chính là thông thiên đan và huyền nguyên đan sao? Thông thiên đan và huyền nguyên đan. Nghe vậy. Ánh mắt Thạch Ngọc Đồ ngơ ngác kinh ngạc, so với Bạch Kinh Đường chỉ có hơn chứ không kém, hai người kia có thể không rõ giá trị của hai viên đan dược đó, nhưng ở thị hoang thế giới đan dược là bảo vật duy nhất bọn họ lựa chọn, cũng là vật họ tha thiết mơ ước, nhưng nó lại có giá trị rất cao, coi như tập hợp hết tài sản của Thiên Dương Môn cũng chỉ là chín châu mất một sợi lông, huống chi hai viên đan dược kia là loại có tiền cũng chẳng mua được. Lục Lâm Thiên nói, đây chính là thông thiên đan và huyền nguyên đan. Sau khi xác định đây chính là thông thiên đan và huyền nguyên đan, hai người kia nhịn không được run rẩy. Bạch Kinh Đường đưa ánh mắt rung động nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Môn chủ, thông thiên đan và huyền nguyên đan này là cho chúng tôi sao? Lục Lâm Thiên gật đầu. Hai viên đan dược này tất nhiên là của các ngươi. Sau khi hai người ăn vào, Bạch Phó Đường chủ muốn đột phá đến thông thiên cảnh chắc là không có vấn đề gì, ít nhất có chín thành cơ hội trở lên. Về phần Thạch trưởng lão. Năng lượng của huyền nguyên đan sợ là lớn quá mức, ngươi nên tự mình cân nhắc kỹ muốn ăn hay không, nếu ăn vào chắc cũng được năm thành cơ hội, sự lĩnh ngộ thuộc tính phong áo nghĩa ta cũng đã thấy, độ khó khi đột phá mặc dù lớn, nhưng không phải là không được. Phốc phốc, theo lời nói ra của hắn Bạch Kinh Đường và Thạch Ngọc Đồ run rẩy kích động quỳ xuống trước người Lục Lâm Thiên, ánh mắt hai người họ đều rất sâu sắc cung kính, nhìn vào hắn nói. Ta Bạch Kinh Đường tại đây xin thề. Từ nay về sau sẽ toàn tâm toàn ý đi theo làm thuộc hạ của môn chủ, sông pha khói lửa, dù chết vẫn không từ. Thạch Ngọc Đồ cũng xin thề, nếu sau này phản bội môn chủ, trời tru đất diệt, chết không toàn thây. Trong lòng Bạch Kinh Đường cùng Thạch Ngọc Đồ rất rõ ràng bây giờ bọn hắn nhận được cái gì, thông thiên đan và huyền nguyên đan, vật quý như vậy, giá trị của nó phải mấy chục ức sơ phẩm tinh thạch, tính ra nó vượt qua vài khung chiến hạm cấp 2, bảo vật như vậy mà môn chủ còn cho hai người. Làm sao bạn hắn không cảm kích được? Trong thời gian gia nhập Phi Linh Môn, bọn họ cũng hiểu rõ được, ở nội môn bọn hắn được nhiều chỗ tốt, mà nhất là môn chủ trước mắt này,
cũng chưa bao giờ có ý làm khó bọn hắn, giờ phút này, lại còn cho bạn họ bảo vật như vậy, hai người họ sao không cảm động đến rơi nước mắt được chứ? Ánh mắt Lục Lâm Thiên lộ ra sự vui vẻ, đây là thời điểm phi linh môn đang phát triển, việc thiếu khuyết trước mắt chính là người có tu vi thông thiên cảnh, nếu hai người này có thể đột phá thuận lợi, thực lực của phi linh môn sẽ bước lên một bậc thang mới. Mặc dù thông thiên đan và huyền nguyên đan đều có giá trị xa xỉ, nhưng nếu dùng trên người thân của hắn, thì nó tuyệt đối có giá trị. Sau khi ăn đan dược bạch kinh đường và thạch ngọc đồ liền bế quan, thân hình Lục Lâm Thiên cũng tiếp xúc đến bên trong tầng thứ 6 của thiên trụ giới. Sau đó hắn gọi ra tử lôi huyền đỉnh trong cơ thể rồi đi vào trong đó. Ngộ chân môn của hỏa diễm môn bị bắt, rồi bị đánh tan tu vi, còn có viêm hỏa trưởng lão có tu vi thông thiên cảnh nữa, đều được hắn thu vào bên trong tử lô huyền đỉnh. Phi linh môn toàn diệt liệt hỏa môn, cho nên khu vực ở gần phi linh môn đột nhiên thanh tịnh, các thế lực gần phi linh môn kiêng kỵ không dứt. Mà trong phi linh môn, địa vị ma linh yêu nữ càng ngày càng cao, thực lực cường hãn, dung nhan tuyệt mỹ, ra tay hào phóng với đệ tử phi linh môn, chỉ cần cao hứng có thể cho đệ tử phi linh môn một thứ tốt, đan dược, hậu thiên linh khí cái gì cũng không ít, còn có thân phận trưởng môn phu nhân, cứ thế ở trong phi linh môn, hiện tại các đệ tử hoàn toàn nghe lệnh nàng. Sợ rằng Lục Lâm Thiên cũng không có mị lực cỡ này. Bên ngoài đã qua 6 ngày, trong thiên trụ giới tầng thứ 6, Lục Lâm Thiên đã bế quan 1 năm, Lục Lâm Thiên lúc trước tiến vào thiên trụ giới tầng thứ 6, trực tiếp thôn phệ một ngộ chân cảnh hậu kỳ, không đến 2 tháng đã luyện hóa hoàn toàn, tu vị thực lực tiến bộ lần nữa. Sau đó Lục Lâm Thiên lại thôn phệ ngộ chân cảnh cao giai thứ 2 và thứ 3, thực lực Lục Lâm Thiên vốn đạt tới ngộ chân cảnh trung giai trung kỳ. Lại tăng lên ngộ chân cảnh cao giai, sau khi bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa, cấp độ tu vị đạt tới ngộ chân cảnh trung giai đỉnh phong. Nhưng sau khi đến cấp độ đỉnh phong, Lục Lâm Thiên trong lúc mơ hồ cảm giác được có trở ngại, Lục Lâm Thiên cũng không có nhiều để ý tới, trong đầu đang lĩnh ngộ thời không lao ngục, đặc biệt là ở phương diện ngũ hành tương khắc cũng có tiến bộ thật lớn. Giờ phút này Lục Lâm Thiên toàn thân phủ lên hào quang màu vàng, thương cổ, man hoang. Trong đan điền khí hải hình chữ vạn của Lục Lâm Thiên, nguyên đan đang xoay tròn, phóng thích ra khí tức man hoang thương cổ, trong đan điền, huyết lục, thanh trụ hư không dực đang hấp thu hào quang nguyên đan chữ vạn, thậm chí ngay cả hào quang của chính nó cũng bị hấp thu vào. Phanh, âm thanh trầm đỡ upsilon, C vang lên, trong thiên trụ giới tầng thứ 6 yên tĩnh, đột nhiên trong không gian có năng lượng nồng đậm bao phủ, giống như có gì đó dẫn dắt, Lục Lâm Thiên đang điên cuồng hấp thu năng lượng. Thân thể Lục Lâm Thiên giống như cái động không đáy, hắn hấp thu toàn bộ năng lượng vào người, lực hấp xả khổng lồ, năng lượng thiên địa xoay tròn và hội tụ với nhau, hình thành một vòng xoáy năng lượng, phong vân không ngừng bộc phát. Trong hấp lực này, khí tức trên người Lục Lâm Thiên cũng tăng lên, động tĩnh như thế tiếp tục trong thời gian không ngắn, nhưng không phải quá dài, khí tức trên người Lục Lâm Thiên dễ dàng đột phá ngộ chân cảnh cao giai, năng lượng thiên địa hội tụ trong không gian càng ngày càng yếu bớt. Phần phật. Những vòng xoáy năng lượng chung quanh Lục Lâm Thiên biến mất không thấy gì nữa, thời điểm năng lượng cuối cùng bị hút vào người, Lục Lâm Thiên vẫn ngồi đó. Hai mắt Lục Lâm Thiên vẫn nhắm chặt, sau đó hai mắt rung rung lên, sau đó đột nhiên mở ra, ánh mắt bắn ra khí tức mang hoang, thương cổ. Hai mắt Lục Lâm Thiên bắn ra tinh quang xuyên thủng không gian, khí tức man hoang bộc phát, khí tức mênh mông khuếch tán ra ngoài, những nơi đi qua, cả không gian không ngừng rung động. Khí tức mênh mông tiêu tán, cuối cùng thu liễm trở lại, Lục Lâm Thiên cười đầy tà khí. Ngộ chân cảnh cao giai, so với ngộ chân cảnh trung giai, hắn đã mạnh hơn không ít. Cảm giác nguyên lực trong cơ thể tràn đầy, Lục Lâm Thiên không nhịn được nói nhỏ một câu. Lúc này ngộ chân cảnh cao giai và ngộ chân cảnh trung giai, cả hai chênh lệch cực lớn, hắn đột phá trong thời gian ngắn, Lục Lâm Thiên cũng thôn phệ 3 ngộ chân cảnh cao giai. Tăng thêm 2 ngộ chân cảnh trung giai và 2 ngộ chân cảnh sơ giai, tổng cộng 7 ngộ chân cảnh, đây đều là liệt hỏa môn đưa tới cửa. Cho nên Lục Lâm Thiên thật sự phải đa tạ liệt hỏa môn, nếu không mình không cách nào đột phá nhanh như vậy, thì hoang thế giới bởi thế càng thích hợp với mình hơn. Lục Lâm Thiên cảm giác mình có thể đột phá liên tiếp, lúc còn ở ngộ chân cảnh trung giai, chính mình có thể đánh bại Bạch Kinh Đường, lúc này Lục Lâm Thiên phán đoán, nếu mình gặp thông thiên cảnh sơ giai, sợ rằng có thể chống lại, nhưng cuối cùng thế nào cũng phải thử một lần. Hô! Khí tức bản thân thu liễm lại, ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, thôn vệ không ít người liệt hỏa môn, thi triển siêu linh thuật và biết việc liệt hỏa môn,
hắn cũng hiểu rõ thực lực liệt hỏa môn cường hãn. Lục Lâm Thiên biết, liệt hỏa môn lúc này bị trọng thương, nhưng không ảnh hưởng tới chỉnh thể, càng không thể dao động căn cơ liệt hỏa môn. Thông thiên cảnh trong liệt hỏa môn không chỉ có một mình viêm hỏa trưởng một, lúc này liệt hỏa môn cũng không quá xem thường phi linh môn, phái ra viêm hỏa, thực lực đến thông thiên cảnh sơ giai đỉnh phong, chỉ tiếc lúc này viêm hỏa thời vận bất lực, đỡ upsilon.ng phải ma linh yêu nữ. Nhưng viêm hỏa trong liệt hỏa môn, thậm chí nói, thực lực của hắn cũng chỉ bình thường, cường giả tổng liệt hỏa môn không ít. Ánh mắt ngưng trọng, thân ảnh Lục Lâm Thiên lại tiến vào Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lúc này trong Tử Lôi Huyền Đỉnh còn chỉ lại một ngộ chân cảnh cao giai và viêm hỏa tu vị thông thiên cảnh sơ giai, tăng thêm mấy phá giới cảnh cao giai khác, mặt khác 7 ngộ chân cảnh đều bị Lục Lâm Thiên thôn phệ. Không gian sinh ra chấn động, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mặt đám người viêm hỏa đang bị cấm chế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua đám người. Đám người viêm hỏa lúc này nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, ánh mắt sợ hãi, bên người có một ngộ chân cảnh cao giai bị Lục Lâm Thiên mang đi. Hậu quả bọn họ cũng có thể suy đoán ra, sợ là chết chắc, không có người nào muốn chết, đặc biệt là tu luyện giả, kỳ thật sâu trong lòng rất sợ chết. Nhìn qua Lục Lâm Thiên, viêm hỏa nói. Lục Lâm Thiên, người muốn thế nào, chỉ cần ngươi thả ta nhất định sẽ cầu tình với trưởng môn, sổ sách giữa phi linh môn và liệt hỏa môn xóa bỏ, ngươi cảm thấy như thế nào? Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt lãnh ý bôi qua, nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ liệt hỏa môn, nếu sợ thì ta cũng không giết người liệt hỏa môn, lại nói ngươi trở về, ngươi cho rằng trưởng môn liệt hỏa môn sẽ xóa bỏ ân oán với phi linh môn sao, ngươi cho rằng ngươi là ai, tuy ngươi là trưởng lão liệt hỏa môn, lúc này diệt phi linh môn tổn thất thảm trọng, ngươi về chắc chắn sẽ bị trọng phạt, còn phải cầu tình thay phi linh môn, ngươi quá đề cao mình hay xem thấp ta. Viêm hỏa nghe vậy, ánh mắt co rúm, đối phương nói chuyện là thực tế. Mặt mũi của hắn trong liệt hỏa môn không tới bước kia, huống chi hắn trở về cũng bị trách phạt, mà phi linh môn hiện tại làm thế, liệt hỏa môn tuyệt đối không nói bằng lời, chắc chắn sẽ ra tay. Ngươi muốn thế nào? Viêm hỏa hỏi Lục Lâm Thiên, từng ánh mắt nhìn lên người Lục Lâm Thiên, tất cả mọi người muốn biết, trước mắt bọn họ phải làm thế nào? Các ngươi một lát sau sẽ biết rõ. Lục Lâm Thiên nhìn qua đám người viêm hỏa rồi cười cười, phất tay một cái. Trước người một đại đỉnh xuất hiện, đây là tiên thiên linh khí luyện khung. Luyện khung đỉnh xuất hiện trước người, Lục Lâm Thiên rót nguyên lực vào trong đó, hỏa diễm nóng bỏng gào thét, lúc này Lục Lâm Thiên ném không ít tài liệu vào trong đỉnh. Hỏa diễm bao phủ, những tài liệu này với Lục Lâm Thiên mà nói không có quá nhiều hàm lượng kỹ thuật, Lục Lâm Thiên hiện tại muốn làm chính là luyện chế một ít khôi lỗi sống, dùng người sống luyện chế khôi lỗi, sau khi luyện ra, thực lực sẽ tăng lên. Thủ đoạn sẽ tàn nhẫn hơn, độ khó cũng cao hơn luyện chế khôi lỗi khác không ít. Không tới một ngày, Lục Lâm Thiên đã luyện hóa không ít tài liệu, bên trong đỉnh có từng đám dung nham nóng chảy bạo phát. Hô! Lục Lâm Thiên phất tay, đám người viêm hỏa bị ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua, nội tâm đám người viêm hỏa sinh ra hàn ý, kiêng kỵ thật sâu. Lục Lâm Thiên làm động tác luyện hóa tài liệu, làm cho đám người viêm hỏa hiểu đại khái, biết rõ Lục Lâm Thiên muốn làm cái gì. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cuối cùng nhìn lên một tên tu vị phá giới cảnh cao giai đỉnh phong, áo bào xanh quét qua, hấp lực tuôn ra, nói. Chính là ngươi. Ngươi muốn làm gì, không muốn, cầu ngươi, không muốn. Tên phá giới cảnh cao giai này cảm giác được gì đó, nhìn thấy ánh mắt Lục Lâm Thiên, toàn thân run rẩy, thần sắc sợ hãi đến mức tận cùng, nếu không phải bị cấm chế, thân thể của hắn chỉ sợ đã tê liệt ngã xuống đất rồi. Đi thôi. Lục Lâm Thiên không có chút nhân từ, phất tay ném thân thể hắn vào trong đỉnh. Vù vù. Thân thể người này bị Lục Lâm Thiên ném vào trong luyện khung đỉnh, hỏa diễm ngập trời quét qua tất cả, hỏa diễm giống như hung thú dữ tợn đánh tới, quần áo trên người dần hóa thành tro tàn, lập tức làn da trên người bắt đầu bốc cháy dữ dội, âm thanh xì xì không ngừng vang lên. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, từng đạo huyết tương không từ trong làn da phá giới cảnh cao giai đỉnh phong này thẩm thấu ra ngoài. Cuối cùng bị nhiệt độ cao thiêu đốt bay hơi sạch sẽ. A hát, tiếng kêu thảm thiết vang lên rất lớn, tiếng kêu thảm thiết như quỷ khóc thần gào, làm cho người nghe sởn tóc gáy. Sắc mặt đám người viêm hỏa kinh hãi, tất cả mọi người rốt cục biết rõ Lục Lâm Thiên muốn gì, đối phương muốn luyện chế bọn họ thành khôi lỗi sống. Tất cả mọi người hối hận tại sao mình lại tới phi linh môn, hiện tại rơi vào kết cục này. Chỉ tiếc hiện tại hối hận đã muộn.
trên người bị cấm chế, ngay cả tự bạo cũng không làm được, nếu so với bị luyện thành khôi lỗi, tất cả mọi người sẽ không do dự tự bạo, như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều. A hát, tiếng kêu gào thảm thiết, đám người viêm hỏa khiếp sợ, đau đớn tuyệt đối rất thê thảm, linh hồn run rẩy, trong nội tâm rung động vì trêu chọc Lục Lâm Thiên. Cảnh tượng tàn nhẫn huyết tinh này lại không làm Lục Lâm Thiên cảm thấy tàn nhẫn huyết tinh gì cả, từ lúc rời Lục gia đến bây giờ, Lục Lâm Thiên đã sớm hiểu thực lực của mình không đủ, kẻ địch sẽ tàn nhẫn với mình như thế, đi lên con đường tu luyện này không có nhân từ gì đáng nói, tu luyện vô tình. Đây không phải người bình thường, thân là tu luyện giả, một khi đạp vào con đường tu luyện, sẽ thân bất do kỷ, thân là tu luyện giả, tất cả đều dựa vào thực lực nói chuyện, mạnh được yếu thua chính là như thế. Không có gì tàn nhẫn hay không tàn nhẫn, cường giả vi tôn, đạo lý này Lục Lâm Thiên quá hiểu. Cho nên giờ phút này, Lục Lâm Thiên cũng không có cảm thấy tàn nhẫn với kẻ địch, tốt hơn kẻ địch tàn nhẫn với mình, cũng tốt hơn tàn nhẫn với thân nhân của mình. Thời gian từ từ trôi qua, thời gian trôi qua mấy ngày, đối với phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, đặc biệt là thông thiên cảnh không tính là cái gì. Nhưng đối với đám người viêm hỏa, thời gian một ngày như một năm. Đại khái hai ngày sau, lúc này một thân thể đi ra khỏi luyện khung đỉnh, thân hình màu xanh tối, hào quang kim loại u ám, ánh mắt hiện ra vẻ tái nhợt và ánh mắt lạnh như băng. Xuy. Cuối cùng Lục Lâm Thiên đánh ra một thủ ấn biến hóa, một đạo năng lượng quỷ dị xuyên thấu qua luyện khung đỉnh, đánh vào trong thân thể phá giới cảnh của liệt hỏa môn. Vù vù. Thân thể lập tức nhảy ra khỏi luyện khung đỉnh, khí tức quanh người tăng lên, khí tức khủng khiếp đang hội tụ lại, năng lượng bộc phát. Chấn động không gian không ngừng sinh ra, động tĩnh tuyệt đối không nhỏ, qua thật lâu mới khôi phục lại. Chân khôi sơ giai, tuyệt đối có thể so với ngộ chân cảnh sơ giai. Khóe miệng Lục Lâm Thiên cười thỏa mãn, thân ảnh đáp xuống trước mặt Lục Lâm Thiên. Lúc này thân thể đã hình thành một tầng u ám sáng bóng, năng lượng cường hãn từ trong người bạo phất ra ngoài, từ khí tư C của nó, Lục Lâm Thiên không khó biết rõ cấp độ của khôi lỗi này. Chân khôi sơ giai, tuyệt đối có thể so với ngộ chân cảnh sơ giai. Chủ nhân, khôi lỗi cung kính đứng trước mặt Lục Lâm Thiên, âm thanh lạnh như băng không có bất kỳ cảm tình gì, nhưng trong mắt lại cung kính tuyệt đối, chỉ cần trong đầu hắn có ấn ký linh hồn, hắn tuyệt đối không phản bội. Lục Lâm Thiên cười nhạt, luyện chế một chân khôi sơ giai, tiêu hao đối với Lục Lâm Thiên mà nói là không đáng kể. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn đám người viêm hỏa sau lưng, ánh mắt bọn họ sợ hãi. Linh hồn đang run rẩy, nếu lúc này có thể nhúc nhích, bọn họ sẽ lựa chọn tự bảo, cũng không muốn bị luyện thành khôi lỗi. Mấy ngày qua, bọn họ cảm thấy sống một ngày dài bằng một năm, cảnh tượng kia cực kỳ thê thảm, với tâm tính của bọn họ cũng phải sợ hãi. Không cần khẩn trương, cho các người lựa chọn, một là bị ta luyện chế thành khôi lỗi, các người cũng nhìn thấy, luyện chế người sống, thực lực các người tăng cường không ít đấy. Lục Lâm Thiên nhìn qua mọi người, lạnh nhạt cười nói. Thứ hai, gia nhập phi linh môn, nhưng mà phải nhắc nhở các ngươi, nếu ai dám phản bội, kết cục nhất định sẽ thê thảm hơn bị luyện thành khôi lỗi gấp 10 lần. Mấy người nghe vậy, mấy phá giới cảnh sững sờ, trong mắt lập tức mừng rỡ, sau đó nói. Ta nguyện ý gia nhập phi linh môn, ta nguyện ý gia nhập. Ta rời khỏi liệt hỏa môn, ta nguyện ý gia nhập phi linh môn, tha ta một mạng. Mọi người không ngừng đáp ứng, Lục Lâm Thiên chậm rãi đến viêm hỏa trước người. Mắt thấy viêm hỏa, thò tay vuốt lông mày đỏ rực của viêm hỏa, nói. Viêm hỏa, người lựa chọn thế nào, nếu mang người luyện chế thành khôi lỗi, thực lực chắc chắn không tồi đâu. Ta không muốn chết, lưu ta một mạng, về sau mạng của ta sẽ là của ngươi. Viêm hỏa nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt còn mang theo hoảng sợ. Lục Lâm Thiên cười cười, nói. Ngươi rất thức thời, thế nhưng ta phải làm sao tin tưởng ngươi. Ánh mắt viêm hỏa hoảng sợ, nói. Không có người nào muốn chết, ta cũng giống như vậy, ta cũng không muốn chết, cho nên ta gia nhập phi linh môn, về sau mạng của ta sẽ là của ngươi, ta có thể thề, nhưng mà ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Lục Lâm Thiên cười cười, không ai muốn chết, đã luyện chế khôi lỗi trấn nhiếp, mọi người ở đây phản ứng như thế là bình thường, cúi đầu nói với viêm hỏa. Ta có một biện pháp, trong tay của ta có một viên độc đan. Phục dụng xong, chỉ cần phản bội ta, không có giải dược, đến lúc đó muốn sống không được, muốn chết không xong, người nguyện ý ăn vào, ta sẽ tin tưởng ngươi. Ánh mắt viêm hỏa chớp động, không có bao nhiêu do dự, nói. Ta nguyện ý ăn độc đan,
Tốt, sảng khoái. Lục Lâm Thiên cười cười, trong tay xuất hiện một viên đan dược, hắn nhét vào miệng Viêm Hỏa, lúc này mới cởi bỏ cấm chế cho Viêm Hỏa. Xuy. Trong nháy mắt Viêm Hỏa vừa mới khôi phục, áo bào xanh vung lên, thân ảnh Viêm Hỏa biến mất. Ngươi thì sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua một tên ngộ chân cảnh cao giai. Lục Lâm Thiên thôn phệ ba ngộ chân cảnh cao giai, cuối cùng vẫn còn một ngộ chân cảnh cao giai, tu vị cấp độ của người này không kém gì Bạch Kinh Đường, thậm chí còn trên cả Thạch Ngọc Đồ. Người này có râu quai nón, cao to thô kệch, tóc ngắn mắt to, hắn lập tức trả lời Lục Lâm Thiên. Ta cũng nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn, ta cũng nguyện ý ăn độc đan, ta cũng không muốn chết, ta còn chưa sống đủ, thù lớn chưa trả, bỏ qua cho ta đi. Lục Lâm Thiên cười cười, nói. Ngươi rất tự giác, ngươi tên gì? Ánh mắt đại hán run rẩy, nói. Ta tên Đồng Thất, ta trước kia chưa từng giết qua người Phi Linh Môn, ta là tu luyện giả thổ thuộc tính và hỏa thuộc tính áo nghĩa, ta phòng ngự và công kích đều rất mạnh, ngươi lưu ta lại, ta sẽ xuất lực cho Phi Linh Môn. Thật sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức cầm đan dược nhét vào miệng Đồng Thất, sau đó giải cấm chế, phất tay cho hắn biến mất. Các ngươi nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn, cũng có thể lưu lại một mạng, nhưng các ngươi ghi nhớ, ngày khác phản bội, nhất định sẽ sống không được, muốn chết không xong. Vừa dứt lời, trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra hào quang, không gian chung quanh lạnh lẽo giống như rơi vào hầm băng, mọi người khiếp sợ. Xuy. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, lập tức cởi bỏ cấm chế của bốn phá giới cảnh. Lục Lâm Thiên bắt mấy phá giới cảnh này đều chìa qua lựa chọn, đều đạt đến phá giới cảnh cao giai, thực lực thấp thì giết chết, cũng không được Lục Lâm Thiên chú ý. Bái kiến trưởng môn. Bốn phá giới cảnh cao giai được tự do, trong nháy mắt quỳ xuống đất hành lễ, tìm được đường sống trong chỗ chết, trong nội tâm còn sợ hãi, toàn thân phát run. Đi tu luyện đi. Lục Lâm Thiên phất tay quét qua. Thân ảnh bốn người này biến mất, kể cả Viêm Hỏa và Đồng Thất, đều là bị Lục Lâm Thiên an bài vào trong thiên trụ giới tầng thứ nhất tu luyện. Viêm Hỏa, Đồng Thất cũng không phải do Lục Lâm Thiên động tâm thu nạp, hắn vốn muốn thôn phệ. Nhưng sau khi đột phá, Lục Lâm Thiên lo lắng liên tiếp thôn phệ sẽ ảnh hưởng tới căn cơ của mình, cho dù Lục Lâm Thiên không có cảm giác phương diện này, nhưng Lục Lâm Thiên không thể không cẩn thận, từ điểm này Lục Lâm Thiên rất quan tâm. Cho nên sau khi đột phá đến ngộ chân cảnh cao giai, Lục Lâm Thiên mới có ý thu nhận đám người này vào Phi Linh Môn. Phi Linh Môn là lúc đang cần người, có chút yêu cầu, Lục Lâm Thiên cũng phải thả nó thấp xuống, nếu có thể có thêm Viêm Hỏa và Đồng Thất thật tâm gia nhập Phi Linh Môn, so với việc luyện chế thành khôi lỗi, hai người này đều có thể đào tạo, sẽ thành lương tài. Đứng trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lục Lâm Thiên ngẩn người một hồi, Tử Lôi Huyền Đỉnh là thần khí, cũng là hậu thiên linh khí. Nhưng mà từ khi Lục Lâm Thiên đến phá giới cảnh và hiện tại là ngộ chân cảnh, phát hiện Tử Lôi Huyền Đỉnh luôn luôn có chút không tầm thường, rốt cuộc cũng không quá bình thường, Lục Lâm Thiên bản thân mình cũng không biết. Lục Lâm Thiên có thể biết rõ chính là, Tử Lôi Huyền Đỉnh tuyệt đối không phải hậu thiên linh khí bình thường, nhưng mình có được lực phòng ngự của bất diệt huyền thể cũng không phải hậu thiên linh khí bình thường có được. Còn có không gian Tử Lôi Huyền Đỉnh, nó rõ ràng không giống hậu thiên linh khí. Không gian linh khí bình thường đều có năng lượng, nhưng không gian của Tử Lôi Huyền Đỉnh lại khác. Ngẩn người một hồi, Lục Lâm Thiên cũng không tìm ra nguyên nhân từ Tử Lôi Huyền Đỉnh, cuối cùng cũng chỉ có rời khỏi Tử Lôi Huyền Đỉnh. Sau khi thu Tử Lôi Huyền Đỉnh vào đan điền khí hải, Lục Lâm Thiên tiến vào tầng thứ 6 thiên trụ giới, hắn nhìn luyện khinh đỉnh trước mặt, mỉm cười, lẩm bẩm nói. Lại phải cố gắng nữa rồi. Vung áo bào xanh lên. Một đống tài liệu luyện khí xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, hắn phải trả khoản nợ cho Thương hội Thải Vân, Lục Lâm Thiên không thể không tiếp tục luyện chế khôi lỗi và chiến hạm. Rót nguyên lực vào trong huyền đỉnh, hỏa diễm gào thét, áo bào xanh của Lục Lâm Thiên vung lên, hắn ném tài liệu luyện khí vào trong đỉnh, luyện chế thiết bị, đối với Lục Lâm Thiên mà nói, đây là quá trình rèn luyện linh hồn. Lục Lâm Thiên luyện khí trong thiên trụ giới, thời gian từ từ trôi qua. Phi Linh Môn do Phạm Thống và Hòa Thượng Béo Gầy quản lý, cũng triệt để đứng vững gót chân tại đây, đã thiết lập phân đà trên hang ổ của Thị Huyết Giáo cùng Thiên Dương Môn. Phi Linh Môn đặt cứ điểm tại Huyết Sát Thâm Uyên. Trong Huyết Sát Thâm Uyên còn có Huyễn Sát Thiên Cương Trận, còn có địa lợi, thích hợp làm hang ổ nhất. Địa bàn Phi Linh Môn khống chế cũng nhiều không ít, bắt đầu có một ít thu thuế bên ngoài, nhưng mà chỉ miễn cưỡng duy trì Phi Linh Môn hoạt động.
Về phần thế lực chỉnh thể của Phi Linh Môn cần phải thu nhiều thuế hơn mới có thể duy trì, Phi Linh Môn phát triển cần quá nhiều tinh thạch, những chuyện này cần Lục Lâm Thiên nghĩ biện pháp. Thành Ly Ể Hỏa, đây là đại thành không nhỏ trong thị hoang thế giới, hội tụ rất nhiều nhân khẩu, ít nhất cũng hơn 10 tỷ nhân khẩu, sở dĩ tên là Thành Liệt Hỏa, bởi vì chung quanh tòa thành là một ngọn núi lửa. Không ít núi lửa ở đây đã tắt, nhưng vẫn có núi lửa hoạt động, thậm chí còn có núi lửa không ngừng phun trào dung nham. Trong một đại điện, lúc này một mỹ phụ đang ngồi trên cao, mặc váy hoa cẩm bào, bộ dáng xem như không tệ, dung nhan hơi già nhưng lại có phong vị. Mỹ phụ nhân kia ngồi ngay ngắn, có không ít người bên dưới đều vụng trộm nhìn lên, lông mày dài thẳng, mặc như hoa đào, cực kỳ vũ mị, nhưng ánh mắt lại rất âm trầm. Trong đại điện, một đại hán tu vị ngộ chân cảnh cao giai ngẩng đầu, nhìn qua Mỹ phu nhân nói. Phu nhân! Phi Linh Môn nho nhỏ dám đỡ Upsilon.ng tới Liệt Hỏa Môn chúng ta, đánh chết rất nhiều trưởng lão Liệt Hỏa Môn, Viêm Hỏa trưởng lão sống chết không rõ, Liệt Hỏa Môn chúng ta tuyệt đối không bỏ qua. Mỹ phu nhân nhìn qua mọi người, nói. Phi Linh Môn nho nhỏ tự nhiên không thể buông tha, lần này phải san bằng thành bình địa, nếu không người khác còn tưởng rằng Liệt Hỏa Môn không người. Mỹ phu nhân nói mang theo vũ mị, làm cho người nghe cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Đối với một ít người mà nói, sợ rằng xương cốt cũng mềm đi. Đúng, Phi Linh Môn chưa trừ diệt không được, nhất định phải san bằng thành bình địa, gà chó không tha. Dám đỡ Upsilon.ng đến Liệt Hỏa Môn chúng ta, phải cho chúng biết chữ chết viết thế nào. Mỹ phu nhân vừa nói xong, lập tức không ít người phụ họa, trong mắt bắt đầu bắn ra sát khí. Nghe Mỹ phu nhân dứt lời, một lão giả mặc trường bào đỏ nhạt, ánh mắt ngưng trọng, ngẩng đầu lên nói. Phu nhân, Phi Linh Môn không đơn giản, theo đệ tử trốn ra được, trong Phi Linh Môn có một nữ tử tu luyện độc công, tu luyện linh hồn áo nghĩa, Viêm Hỏa bị bắt trong một chiêu, thực lực như thế, có lẽ đã đến thông thiên cảnh cao giai, trưởng môn và thiên hỏa trưởng lão đang bế quan, chúng ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, chờ trưởng môn và thiên hỏa trưởng lão xuất quan rồi nói sau. Địa hỏa trưởng lão nói đúng, hay là chờ trưởng môn và thiên hỏa trưởng lão xuất quan rồi bàn lại. Phi Linh Môn có cường giả, vậy không dễ làm, cứ chờ trưởng môn và thiên hỏa trưởng lão quyết định đi. Địa hỏa trưởng lão nói xong, không ít người phụ họa, xem ra cũng không ai cũng nghe Mỹ phu nhân nói. Trong mắt Mỹ phu nhân hiện ra thần sắc không vui, nhìn qua địa hỏa trưởng lão, lập tức nói nhỏ. Địa hỏa trưởng lão nói cũng có lý, trưởng môn sắp xuất quan, vậy trước tiên như vậy đi, sau đó bàn lại. Trong đình viện yên tĩnh, cảnh sắc tú lệ. Trong đó một đình viện có bố trí cấm chế, chuyện xảy ra bên trong người ngoài không biết, trừ phi là có người vô thanh vô tức tiến vào cấm chế này. Trong phòng đình viện, cửa khép hờ, cánh cửa khép hờ, bên trong có tiếng cười phóng đãng truyền ra. Lúc này có giọng nam thở gấp gáp truyền ra, nói nhỏ. Hảo phu nhân, người rất quái lạ, lần trước là rên rỉ, lần này là cười, đã xảy ra chuyện gì? Bên trong có tiếng kiều mị tận xương, làm nũng nói. Người ta được ngươi làm thoải mái muốn chết, mới có thể như vậy, ngươi càng ngày càng lợi hại đấy. Giọng nam gấp gáp, tiếng hít thở càng ngày càng dồn dập, dường như nghe nữ tử nói thế thì càng ra sức, trong lúc mơ hồ còn nghe được âm thanh, phịch phịch, nói ra. Ta càng thêm chút sức, để cho phu nhân thoải mái tận trời. Âm thanh kiều mị lại nói. Cương hỏa, vậy ngươi cũng sắp ra rồi, ta muốn ngươi nhanh hơn. Lúc này trong phòng âm thanh, phịch phịch. Vang lên không dứt, trong phòng có hai thân ảnh TA ẩn TA Upsilon ông nằm lên nhau, một đại hán đang úp đầu vào khe rãnh của Mỹ phu nhân, hạ thân đang va chạm với nhau thật nhanh. Mỹ phu nhân dưới người hắn chính là phu nhân Liệt Hỏa Môn, giờ phút này đôi mắt đang khép hờ, khi va chạm càng mạnh càng thở gấp. Mỹ phu nhân kia không ngừng kêu. Cương hỏa tốt, ta càng ngày càng ẩm ướt, ngươi nhanh lên đi. Tốt, ta nhanh hơn nữa, nhanh tới mức ngươi lên trời. Đại hán nói xong lại đầu cúi xuống, động tác càng nhanh hơn. Cương hỏa, ngứa chết ta, người ngứa chết ta rồi. Mỹ phu nhân không ngừng kêu to. Đại hán không nói gì, thần sắc càng dâm bản quyền, hắn lại ra vào 8-9 lần liền rung mạnh, cảm giác sướng khoái lan tỏa toàn thân. Thoải mái quá, thật sự lên trời. Mỹ phu nhân vui sướng hét to lên, toàn thân cũng run rẩy, không nói gì, khép hai chân lại, toàn thân hai người mềm nhũn. Lúc này ôm nhau và không ngừng thở dốc.
Sau một lát, Mỹ phu nhân đẩy cương hỏa ra, nói. Cương hỏa, hôm nia địa hỏa không đồng ý liệt hỏa môn diệt phi linh môn, tại sao ngươi không nói chuyện? Đại hán vẫn tựa vào thân thể mềm mại của Mỹ phu nhân, một tay thuận thế đùa giỡn thân thể mông lung của Mỹ phu nhân, nói. Phu nhân, nhị ca ta nói có lý, nếu phi linh môn có cường giả thông thiên cảnh cao giai, vậy khó đối phó, huống chi nhị ca ta nói chuyện, ta không nên xen vào nhiều. Trong lòng Mỹ phu nhân không vui, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức đẩy đại hán qua một bên, nói. Địa hỏa lão gia hỏa kia sau khi trưởng môn bế quan thì không phục ta, mà ngươi không nói câu nào, cả đời cam tâm bị địa hỏa áp chế, ngươi không thể có tiền đồ một chút, sau này đừng chạm vào người ta. Cương hỏa lập tức sợ, cúi đầu nói. Phu nhân, ta không phải ý tứ này, gần đây ta nghe người ta nói, chuyện lần trước đi đối phó linh thú tháp, không ít đệ tử đều chết, vì chuyện này nhị ca không ít lần quở trách ta. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, nếu lần trước ngươi tự mình ra tay, Ôn Tuấn Hùng đã sớm chết rồi. Mỹ phu nhân trầm giọng nói. Cương hỏa oan uổng, vẻ mặt cầu xin, nói. Phu nhân, không phải ngươi nói người thực lực cao ra tay sẽ khiến linh thú tháp và đông tinh xã hoài nghi chúng ta sao, ta vốn có ý muốn đi mà. Mỹ phu nhân nghe vậy, phất tay nói. Việc này thôi đi, nói không chừng phi linh môn có quan hệ cực lớn với linh thú tháp, nhất định phải diệt phi linh môn. Dừng một lát, ánh mắt Mỹ phu nhân chớp lên, nói nhỏ. Lão hổ kia sắp xuất quan, đến lúc đó những cục diện rối rắm này còn chưa thu thập xong, hắn tuyệt đối sẽ giận dữ. Ta lần này gây ra tổn thất lớn như thế, đến lúc đó ta khẳng định sẽ bị hắn oán hận, cho nên, nhất định phải trước khi hắn xuất quan giải quyết xong chuyện này. Cương hỏa nghe xong, ánh mắt kiêng kỵ, lập tức nhìn qua thân thể lung linh, sắc đảm ngập trời, nói. Phu nhân, sau khi trưởng môn xuất qua, chúng ta còn có thể như bây giờ không, ta thật không muốn ly khai phu nhân. Mỹ phu nhân nũng nịu nói. Người phế vật này, sắc đảm không nhỏ. Nếu không giải quyết phi linh môn, đừng có gặp mặt ta. Ánh mắt cương hỏa tỏa sáng, nói. Phu nhân, người yên tâm, ta nhất định nghĩ biện pháp, sớm đi đối phó phi linh môn, nhưng mà phi linh môn này có thể có thông thiên cảnh cao giai, ta cần một ít thời gian nghĩ biện pháp, nhị ca nhất định sẽ không đồng ý, cho dù ta tìm giúp đỡ cũng cần thời gian. Mỹ phu nhân lúc này mới thỏa mãn, nói nhỏ. Vậy còn không sai biệt lắm, nhưng ngươi nên an bài xong mới tốt. Nhất định phải giải quyết chuyện này trước khi ra hỏa kia xuất quan, bằng không rất có thể sẽ chọc ra chuyện liệt hỏa môn đối phó linh thú tháp lần trước. Chỉ cần giải quyết phi linh môn, đến lúc đó cho dù lão hổ đi ra, chúng ta vẫn có thể ở cùng nhau, lão hổ một lòng tu luyện, không có thời gian đỡ upsilon.ng tới ta. Cương hỏa gật đầu, ánh mắt dâm bản quyền, nói. Ta nhất định an bài nhanh, không phải chỉ là phi linh môn mới ngóc đầu hay sao, muốn diệt cũng không khó. Chỉ cần có thể ở cùng với phu nhân, cương hỏa ta không gì không làm. Vừa dứt lời, thân thể TA Upsilon ổng của cương hỏa lại áp lên người Mỹ phu nhân. Hai người lại tiếp tục, sau một lát, trong phòng lại có tiếng va chạm sinh ra. Hoàng hôn, sơn mạch huyết đô, gió nhẹ mang mang theo sát khí xua đuổi mây trắng trên cao, bóng mờ càng ngày càng đậm, dần dần hòa làm một thể với bóng đêm, nhưng sau một lát, ánh trăng màu bạc lại chiếu sáng các nơi. Trong không gian phi linh môn, màn đêm đang bao trùm. Thiên trụ tầng thứ nhất, trong không gian bình tĩnh có dao động truyền ra, theo thời gian qua đi, vấn thân mà cầm đầu các tu luyện giả linh hồn áo nghĩa luyện khí. Đồng thời trong thiên trụ giới cũng có không ít người bế quan, những không gian này Lục Lâm Thiên âm thầm làm một ít thủ đoạn, cho nên hắn không sợ bị quấy nhiễu. Bành! Trong một không gian có tiếng giống trầm thấp vang lên, trong không gian có chấn động không nhỏ. Năng lượng kinh người quét qua các nơi, thật lâu sau đó mới từ từ bình tĩnh trở lại. Tại thị hoang thế giới, ta đột phá đến thông thiên cảnh sơ giai, đột phá AH. Bạch Kinh Đường khoanh chân ngồi đó, kích động run rẩy, nhiều năm qua hắn mới có đột phá, đây chính là đột phá trong thị hoang thế giới, thông thiên cảnh và ngộ chân cảnh kém nhau quá lớn, sau khi đột phá càng cách biệt một trời một vực, tâm tình kích động có thể nghĩ. Không bao lâu sau, trong thiên trụ giới lại có chấn động truyền ra, trong không gian này, Kim Viên bế quan thật lâu cũng sinh ra động tĩnh. Vù vù, quanh người Kim Viên hội tụ năng lượng thiên địa minh mông khí tức toàn thân tăng lên, trong thị hoang thế giới này, đột phá là chuyện quá khó khăn. Cơ bắp toàn thân đang hấp thu năng lượng thiên địa, khí tức trên người Kim Viên tăng mạnh,
cuối cùng đặt chân ngộ chân cảnh cao giai, động tĩnh kinh người từ từ bình tĩnh trở lại. Trong thiên trụ giới tầng thứ 6, thời gian đã qua 5 năm, 5 năm này Lục Lâm Thiên mỗi một ngày không nhàn rỗi, hắn vẫn đầu nhập vào luyện khí, loại trạng thái này làm Lục Lâm Thiên quên thời gian. Trong trạng thái này, linh hồn lực của Lục Lâm Thiên tiến bộ một cách rất nhanh chóng, luyện khí cũng tiến bộ không ít. Đêm khuya, màn đêm bao phủ, màn đêm như vô biên vô hạn giống như tấm màn thần bí. Trăng sáng quét qua bầu trời, bao phủ đại địa, mặt đất mang theo một tấm sa mỏng màu bạc. Dãy núi loáng thoáng, phía chân trời còn mấy tàn tinh ẩn hiện. Trong rừng sâu núi thẳm, trong một đình viện ẩn khuất bằng đá, một thân ảnh cao lớn đáp xuống, người tới tuổi chừng 40, quần áo ngắn, hình thể to lớn, hai mắt tỏa ra ánh sáng đỏ trong màn đêm, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt. Cương hỏa, ta đã sớm nói, ngươi dám đến ta sẽ giết ngươi, ta lúc đầu thiếu nợ nhân tình của ngươi, đã sớm trả lại gấp 10 rồi. Khi đại hán xuất hiện, trong đình viện có một giọng nữ như u hồn truyền tới, trong màn đêm lờ mờ này, tăng thêm âm thanh như vậy đủ làm người ta sởn tóc gáy. Dạ Xoa đại nhân, ta có chuyện tốt mới đến đây. Gió mạnh thổi qua, toàn thân lạnh giá. Nói, có chuyện tốt gì? Giọng nữ u hồn này vang lên bên tai cương hỏa biến sắc, hắn nhanh chóng quay đầu ra sau, lập tức hoảng sợ. Đây là gương mặt tái nhợt, trắng như tro tàn, nhưng trên mặt lại phủ kín nếp nhăn, trong đôi mắt đen kịt còn có con ngươi màu máu, giống như máu tươi đang chảy ra, con mắt lõm vào thật sâu, cái ánh sáng đỏ rất đáng sợ. Chủ nhân gương mặt khủng bố này là một nữ tử gầy như que củi, nhìn không ra tuổi tác, bộ dáng trung niên, tay da bọc xương. Xương gò má cao, làn da phủ đầy nếp nhăn như cà chua ngâm muối, mặt mũi có không ít sẹo, bộ dáng này ai nhìn thấy trong bóng tối vẫn hoảng sợ. Đột nhiên nhìn thấy nữ nhân này, cho dù là người quen, cương hỏa cũng phải hoảng sợ nhảy lui ra sau hai bước, nói. Dạ Xoa đại nhân. Hừ, mau nói chuyện tốt, nếu không ta không ngại giết ngươi. Chủ nhân gương mặt khủng bố này, âm thanh như u hồn. Lúc nói chuyện hàm răng cao thấp không đều và đen ẩn chứa lệ quang hung ác như lệ quỷ. Cương hỏa nghe vậy, nội tâm kiêng kỵ, nói. Dạ Xoa đại nhân, ta thăm dò được tin tức, có người có thục hồn đan, có thể kéo dài tính mạng cho lệnh lang. Nghe xong, chủ nhân gương mặt khủng bố này, tiếng nói bén nhọn, bàn tay khô héo như quỷ chảo lập tức thò tay bắt lấy tay áo cương hỏa, nói. Trong tay ai có bao nhiêu, mau nói cho ta biết. Không nhiều lắm, nhưng mà cũng không ít, đủ kéo dài tính mạng lệnh lang 10 năm, nhưng mà ngươi cần phải đáp ứng xử lý một chuyện mới được. Cương hỏa sợ hãi, cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn nữ nhân như lệ quỷ này. Nữ tử khủng bố phất tay, ánh mắt huyết sắc lập lòe, nói. Chuyện gì, nói mau. Cương hỏa bình tĩnh nói. Gần đây trong sơn mạch huyết đô có một phi linh môn, ngươi giúp ta diệt phi linh môn, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp lấy tục hồn đan cho ngươi. Nữ tử sắc mặt khủng bố, sát ý trong mắt bắn ra, lạnh nhạt nói. Tốt, thành giao. Chấm 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 chấm. Hai tháng qua đi, mỗi ngày phi linh môn đều có biến hóa, Phạm Thống và Hòa Thượng béo gầy trong hai tháng qua không nhàn rỗi, bởi vì công việc đều do bọn họ an bài. Không tốt, ba vị đường chủ trưởng lão, người liệt hỏa môn lại tới. Thời điểm Phạm Thống, Hòa Thượng béo gầy và mấy trưởng lão hạch tâm của Phi Linh Môn đang thương nghị chuyện trong Phi Linh Một, một đệ tử hậu thiên đỉnh phong vội vàng chạy vào. Người liệt hỏa môn lại tới. Mọi người nghe xong ngạc nhiên đứng lên, lần trước liệt hỏa môn toàn quân bị diệt thiệt thòi lớn, mọi người nghĩ tới sẽ phải rất lâu mới tới xâm phạm, không ngờ lại quá nhanh. Trưởng môn và bạch phó đường chủ đang bế quan, phu nhân mấy ngày hôm trước nói là có chuyện quan trọng cần bế quan vài ngày. Không thể quấy rầy, phải làm sao bây giờ? Hòa thượng gầy biến sắc, hỏi đệ tử. Liệt hỏa môn đến bao nhiêu người, có cường giả cấp độ gì? Đệ tử hậu thiên vội vàng nói. Đại khái trên 2.000 người, nhưng có không ít cường giả, đã giết không ít đệ tử của chúng ta, đỗ hộ pháp bọn họ xem thời cơ sớm, vội vàng trốn về trong trận, hiện tại đang náo ở lối ra, ta lập tức thông chi cho các trưởng lão. Chúng ta mau đi xem một chút. Đệ tử hậu thiên vẫn chưa nói xong, hòa thượng gầy đã biến mất, sắc mặt mọi người biến hóa sau đó đi theo. Bên ngoài 2 tháng, trong thiên trụ giới tầng thứ 6, Lục Lâm Thiên đã trải qua 10 năm. Trong thiên trụ giới,
Thời điểm Lục Lâm Thiên thu hồi luyện khung đỉnh, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, hắn cười thỏa mãn, dường như 10 năm này hắn thu hoạch rất không tệ. Vèo. Thân ảnh lóe lên, tâm thần khẽ động, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện ở tầng thứ nhất. Trước mặt Lục Lâm Thiên là thân ảnh khôi ngô, đang mặc trang phục màu vàng, cánh tay và cơ bắp nổi rõ, cơ bắp tràn đầy lực lượng, người này chính là Kim Viên. Xuy. Cảm giác khí thức người trước mặt, Kim Viên mở mắt ra, nhìn rõ người trước mặt mình, ánh mắt Kim Viên vui vẻ, hắn đứng lên, nói. Lâm Thiên huynh đệ. Chúc mừng Kim Viên đại ca đột phá ngộ chân cảnh cao giai. Lục Lâm Thiên nhìn trộm khí tức trên người Kim Viên, tươi cười, trong thiên trụ giới tầng thứ nhất sinh ra động tĩnh, trong lòng Lục Lâm Thiên đều biết, Kim Viên đột phá, làm cho Lục Lâm Thiên nghi hoặc, trong thị hoang thế giới này, tu luyện bình thường rất khó đột phá. Ta được Viên Lang lão tổ truyền thừa, dựa vào lực lượng truyền thừa đột phá, trọng yếu nhất là lúc này, còn lĩnh ngộ được tuyệt chiêu của Viên Lang lão tổ, thổ thuộc tính áo nghĩa tiến bộ không ít, cũng xem như phát triển không nhỏ. Kim Viên cao hứng không thôi, trong nội tâm cực kỳ hưng phấn. Lục Lâm Thiên giờ mới hiểu được Kim Viên đột phá là có quan hệ với Viên Lang lão tổ truyền thừa, xem ra Kim Viên đạt được truyền thừa không phải bình thường. Sau khi Kim Viên nói xong, nhìn qua Lục Lâm Thiên, cảm giác khí tức trên người Lục Lâm Thiên, lập tức nghi ngờ, nói. Lâm Thiên huynh đệ, tu vị của ngươi. Lục Lâm Thiên cười cười, nói. Ta cũng đã trùng hợp đột phá đến ngộ chân cảnh cao giai. Kim Viên nghe Lục Lâm Thiên nói thế thì nghẹn họng nhìn chân chối, há to miệng không nói nổi, chuyện này làm người ta sợ hãi không nhẹ. Kim Viên lúc này nhớ rõ, ban đầu ở vạn cổ thế giới hắn là ngộ chân cảnh sơ giai, Lâm Thiên huynh đệ mới là phá giới cảnh trung giai mà thôi, bản thân mình có truyền thừa nên trong thời gian ngắn từ ngộ chân cảnh sơ giai đột phá đến ngộ chân cảnh cao giai, mà Lâm Thiên huynh đệ đã là ngộ chân cảnh cao giai. Đâu là bay chứ không phải chạy, loại tốc độ tu luyện này quá khủng. Người bình thường thiên phú mạnh hơn nữa, đạt được siêu kỳ ngộ cũng phải mất mấy ngàn năm. Hô! Sau khi khiếp sợ, Kim Viên hít sâu một hơi, nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Người quá biến thái. Lục Lâm Thiên cười cười, nói với Kim Viên. Có người còn đột phá thông thiên cảnh. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, tâm thần khẽ động, hai người tới không gian khác, chính là khu vực Bạch Kinh Đường tu luyện. Cảm giác được có khí tức trước mặt. Bạch Kinh Đường mở mắt ra, mắt thấy người trước mặt liền cung kính hành lễ, nói. Bạch Kinh Đường bái kiến trưởng môn, đa tạ trưởng môn thành toàn, về sau Phi Linh Môn chính là nhà của Bạch Kinh Đường ta, thể chết theo trưởng môn. Lục Lâm Thiên vội vàng nâng Bạch Kinh Đường lên, nói. Đột phá là tốt rồi, ta tin tưởng sau này Bạch Phó Đường chủ sẽ còn đột phá nữa. Tu vị thông thiên cảnh. Ánh mắt Kim Viên nhìn lên người Bạch Kinh Đường, cũng kinh ngạc. Hắn bế quan thời gian dài, Phi Linh Môn hiện đang phát triển tới mức nào thì hắn không rõ. Lục Lâm Thiên lại giới thiệu Bạch Kinh Đường và Kim Viên với nhau, tâm thần quan sát, Thạch Ngọc Đồ, Viêm Hỏa và Đồng Thất đang bế quan, không thể quấy rầy. Lúc trước Lục Lâm Thiên giao cho Viêm Hỏa và Đồng Thất không phải độc đan, cho Viêm Hỏa trên thực tế ăn một viên huyền nguyên đan, cho Đồng Thất một viên thông thiên đan. Vấn Thân Mạc vẫn đang luyện khí, Lục Lâm Thiên cũng không muốn đi quấy rầy. Có chuyện gì Vấn Thân Mạc sẽ tự nói, bởi vậy mang theo Bạch Kinh Đường, Kim Viên hai người ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tính toán thời gian, 2 tháng đã đến, Ma Linh yêu nữ chỉ đáp ứng chiếu kháng Phi Linh Môn 2 tháng, bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng có phần không yên lòng, dù sao hiện tại Phi Linh Môn có phiền toái trực tiếp là Liệt Hỏa Môn, đoán chừng phiền toái ẩn tính cũng không ít. Trong Huyết Sát Thâm Uyên có tiếng vang trầm thấp. Từng thân ảnh tỏa ra khí tức nóng bức đánh tới, không gian run rẩy, từng đạo công kích khác nhau đánh vào cửa vào Phi Linh Môn, cả Huyết Sát Thâm Uyên chấn động không nhỏ. Cương Hỏa trưởng lão, Phi Linh Môn có đại trận phòng ngự, không dễ phá. Trong đám người có một thông thiên cảnh sơ giai nói với đại hán to lớn. Gạch chéo. Đại hán to lớn này là Cương Hỏa trưởng lão của Liệt Hỏa Môn, lúc này hắn đã làm tốt chuẩn bị tiêu diệt Phi Linh Môn, ai biết dĩ nhiên lại gặp đại trận. Trong nhất thời khó có thể phá vỡ, người hiểu trận pháp không nhiều, cả Liệt Hỏa Môn không có mấy người hiểu trận pháp, huống chi người ở đây không ai hiểu trận pháp. Lúc này ánh mắt Cương Hỏa âm trầm, nói. Bảo người tiếp tục công kích, đánh chúng đi ra mới thôi. Lối ra Phi Linh Môn đã hội tụ tất cả đầu lĩnh của Phi Linh Môn, thần sắc ngưng trọng. Sắc mặt Hòa Thượng gầy hơi trầm xuống, nói.
Liệt Hỏa môn lần này phái tới không ít cường giả, trưởng môn cùng phu nhân đều đang bế quan, chúng ta chỉ có thể dựa vào Huyễn Sát Thiên Cương trận ngăn cản. Một trưởng lão Ngộ Chân cảnh trung giai nói. Nếu phu nhân ở đây là tốt rồi, nhất định sẽ làm đám người Liệt Hỏa môn có đi không về. Liệt Hỏa môn đám hỗn đản này, sớm muộn gì cũng phải thu thập chúng. Hòa thượng béo cười ha hả, ánh mắt lại mang theo sát ý nồng đậm. Siêu siêu. Thời điểm hòa thượng béo dứt lời, không gian trước mặt chấn động, ba đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trước mặt mọi người, chính là Lục Lâm Thiên cùng Kim Viên, Bạch Kinh Đường ba người. Bái kiến trưởng môn, Linh Cung Phụng, Bạch Phó Đường Chủ. Mọi người nhìn thấy ba người, lập tức hành lễ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, tâm thần quan sát bên ngoài, Kim Viên phất tay ý bảo mọi người miễn lễ, ánh mắt quái lạ nhìn nhiều gương mặt xa lạ trong Phi Linh Môn, có chút thực lực không kém hắn. Thực lực cả Phi Linh Môn còn mạnh hơn trước lúc hắn bế quan nhiều. Lục Lâm Thiên thu hồi tâm thần, ánh mắt càng càng ngày ngưng trọng, trong Huyết Sát Thâm Uyên, lúc này Liệt Hỏa Môn có ít nhất 2.000 người đến đây, người có tu vị Ngộ Chân cảnh ít hơn lần trước, tổng cộng mới 6 người, nhưng Thông Thiên cảnh lại tăng 2 người, một Thông Thiên cảnh sơ giai, một tên thân thể to lớn tu vị Thông Thiên cảnh trung giai. Ánh mắt ngưng trọng, Lục Lâm Thiên quay đầy nhìn mọi người. Phạm Thống thấy thế, lập tức cực kỳ hiểu ý, nói. Trưởng môn, phu nhân có việc gấp, nói cần bế quan vài ngày không thể quấy rầy, mấy ngày hôm trước vừa bế quan. Lục Lâm Thiên nghe xong, thần sắc ngưng trọng không ít, Ma Linh yêu nữ bế quan vào lúc này, bên ngoài có tới 2 thông thiên cảnh, tuy Bạch Kinh Đường đột phá thông thiên cảnh sơ giai, nhưng còn có một thông thiên cảnh trung giai tu vị mạnh hơn. Phu nhân, Kim Viên nghe vậy, hắn kinh ngạc không ít, lúc này cũng không có thời gian hỏi thăm. Tức giận nói. Người nào dám giễu võ dương oai trước mặt Phi Linh Môn, ta đi dọn dẹp chúng. Lục Lâm Thiên lập tức ngăn cản Kim Viên, nói. Kim Viên đại ca, bọn chúng có một thông thiên cảnh trung giai và thông thiên cảnh sơ giai, khó đối phó. Kim Viên nghe vậy, ánh mắt sững sờ, cũng trung thực không ít, tuy thực lực vừa đột phá, sợ là Ngộ Chân cảnh cao giai đỉnh phong cũng không làm hắn sợ, thế nhưng so sánh với thông thiên cảnh lại có chênh lệch không nhỏ. Ánh mắt Bạch Kinh Đường chấn động, nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Trưởng môn, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, trong mắt có sát ý bắn ra, nói. Bảo các đệ tử lui ra phía sau càng xa càng tốt, không nên lộn xộn, nơi này giao cho ta. Vâng, Bạch Kinh Đường, Hòa Thượng béo gầy, Phạm Thống mang theo các đệ tử Phi Linh Môn rời xa. Toàn lực ra tay, đánh cho ta. San bằng Huyết Sát Thâm Uyên san thành bình địa, ta xem người Phi Linh Môn có đi ra hay không. Trong Huyết Sát Thâm Uyên, Cương Hỏa đứng trên không trung, dưới chân có đám mây lửa bao phủ, hắn quát đám đệ tử Liệt Hỏa Môn. Ầm ầm, rất nhiều đệ tử Liệt Hỏa Môn công kích vào vách đá, công kích cường hãn, chấn động nham thạch nứt toác ra, giống như gợn sóng đang bạo phát, cả Huyết Sát Thâm Uyên chấn động không nhỏ. Cửa ra vào Phi Linh Môn run rẩy, lãnh ý trong mắt Lục Lâm Thiên càng lớn. Thì Thảo nói. Muốn phá trận, vậy cứ chơi với các ngươi đi. Vừa dứt lời, áo bào xanh Lục Lâm Thiên khẽ chấn động, mấy đạo năng lượng bắn ra bốn phía, lúc này không gian run lên, lối ra rung mạnh không nhỏ. Bang bang! Cửa ra vào Phi Linh Môn trực tiếp nổ tung, vô số đá vụn bắn ra ngoài, nương theo sát khí bạo phát chung quanh, lập tức cửa hang Phi Linh Môn xuất hiện trước mặt người Liệt Hỏa Môn. Trận pháp bị phá, xông vào cho ta. Huyết tẩy Phi Linh Môn. San bằng Phi Linh Môn thành bình địa, giết không tha. Giết Phi Linh Môn chó gà không tha. Giữa không trung, Cương Hỏa phất tay, ánh mắt âm trầm, lúc này đã chuẩn bị rất tốt, tuyệt đối có thể diệt Phi Linh Môn chó gà không tha. Nhớ lúc đó ở cạnh phu nhân, nhớ tới thân thể bóng loáng kia, ánh mắt của hắn mê đắm. Siêu siêu. Một đám đệ tử Liệt Hỏa Môn đứng ở cửa vào Phi Linh Môn. Khí tức hùng hồn tỏa ra làm không gian chấn động rất mạnh. Mẹ kiếp, có vấn đề. Sau lưng Cương Hỏa, sau lưng đệ tử Liệt Hỏa Môn có thiếu niên mười mấy tuổi đang đứng. Bộ dáng thiếu niên rất kỳ lạ, ánh mắt phô thần nhưng thanh tịnh sáng ngời, giống như màn đêm u tối, hắn ngẩng đầu nói với nữ nhân áo đen. Nữ nhân áo đen lại làm cho người ta sợ hãi, gương mặt làm người ta sởn gai ốc, tái nhợt như tro, còn phủ kín nếp nhăn, con mắt lõm vào thật sâu. Hai mắt đen kịt bắn ra ánh sáng đỏ kỳ dị, giống như máu tươi đang chảy ra. Nữ nhân áo đen gầy như que củi, xương gò má nhô cao,
làn da như quả cà ngâm muối, vô cùng nhăn nheo, trên mặt có không ít sẹo, nhưng lúc này ôn nhu ôm thiếu niên vào trong ngực, đôi mắt như lệ quỷ ôn nhu nói. Ngươi xem xảy ra vấn đề gì? Thiếu niên kia thân thể gầy gò, làn da có cảm giác khô cằn, giống như lão giả 70, thân thể rất quái dị. Thanh niên nhìn nữ nhân như lệ quỷ, trong mắt không có sợ hãi, lại cực kỳ thân mật, nói. Mẫu thân, nếu ta không có nhìn lầm, trận pháp này là huyễn sát thiên cương trận pháp này cũng không bị phá, có người làm ra biểu hiện giả dối, xem bộ dáng là người bên trong cố ý hấp dẫn người liệt hỏa môn đi vào, cuối cùng lại đánh chết trong huyễn sát thiên cương trận, người kia không đơn giản, có lẽ cũng tinh thông trận pháp, chúng ta có nên ngăn cản người liệt hỏa môn hay không? Ánh mắt nữ nhân khủng bố đầy hung ác, nói. Liệt hỏa môn chết bao nhiêu không liên quan tới chúng ta, muốn cầm tục mệnh đan uy hiếp hai mẫu tử chúng ta, nên chết nhiều một chút, chỉ cần cuối cùng có thể diệt phi linh môn là được, chúng ta cứ xem náo nhiệt đi.